chương 856, hào khách. Giống như tiêu phàm dự đoán cái kia dạng, Minh Ngọc Phường trưởng quầy, thì ra là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy tiêu phàm vào cửa, liền lập tức tự mình nghinh tiến lên đây, mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói ra tiền bối người hảo, xin hỏi tiền bối họ gì đại danh. Vãn bối giản Ngọc Minh, không biết có cái gì có thể vì tiền bối cống hiến sức lực hay sao. Tiêu phàm lạnh nhạt đáp, giản đạo hữu khách khí, ta họ tiêu. Muốn trước quý điếm cầu mua một ít gì đó." Giản Ngọc Minh lập tức nói ra, nguyên lai like là tiêu tiền bối. Tiêu tiền bối đến chúng ta Minh Ngọc phường, đây chính là đến đúng liễu tương đương. Đừng nhìn tiểu điếm kích thước không lớn, vật phẩm lại có chút đầy đủ hết, tại cả Nam Phong phường thị, cái kia đều là tiếng lành đồn xa. Không biết tiền bối yêu cầu mua vật gì, là đan dược đan phương, trăm năm linh thảo linh dược, có lẽ hay là pháp bảo pháp khí hoặc là những thứ khác tài liệu luyện khí? Tiêu Phàm cười cười, hỏi quý điếm có đan phương bán ra. Không biết là phương diện nào hay sao? Nếu như là chữa bệnh chữa thương đan phương, Tiêu Phàm tự không cần, Nam Cực Y Kinh ở phía trong ghi lại tương quan phương thuốc, to và nhiều đến cực điểm. Cái này nhạc Tây Quốc góc chi địa, có thể có cái gì tốt đan phương là Nam Cực Y Kinh ở phía trong đều không có ghi lại hay sao? Nếu như là tinh tiến tu vi hoặc là mặt khác đặc thù tác dụng đan phương, tiêu phàm tự nhiên sẽ hoan nghênh, Giản Ngọc Minh nhìn tiêu phàm liếc, vừa cười vừa nói tiền bối yêu cầu đan phương, cái này hay nói. Đến, tiêu tiền bối, bên này mời ngồi. Đem tiêu phàm thỉnh đến hơi nghiêng ngồi xuống, phân phó một gã tuổi trẻ nha hoàn cho tiêu phàm dâng trà. Tiền bối, tiểu điếm có một huyền nguyên đan, đan phương, đối với tinh tiến kim đan kỳ tu sĩ tu vi có trợ lực lớn lao. Đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào kim đan sơ kỳ tu sĩ đặc biệt có hiệu, nếu như là kim đan trung kỳ tu sĩ lời mà nói, hiệu quả muốn kém một chút. Giản Ngọc Minh lập tức nói ra, thần sắc thật là chắc chắn. Hắn tuy nhiên bản thân tu vi không cao, thân là Minh Ngọc Phường trưởng quầy, duyệt vô số người, liếc thấy được đi ra, vị này tiêu tiền bối cũng không quá đáng là khó khăn lắm kim đan sơ kỳ tu vi, giống như đột phá kim đan kỳ bình cảnh còn không bao lâu, ngay cảnh giới đều còn không có thập phần vững chắc bộ dạng huyền nguyên đan loại này có thể tinh tiến kim đan sơ kỳ tu sĩ tu vi đan phương, phù hợp. Tiêu phàm nhách miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Audio điện tử võ tấn bền Huyền nguyên đan đối với kim đan trung kỳ tu sĩ hiệu dụng muốn giảm bớt đi nhiều, lại càng không cần phải nói đối với kim đan hậu kỳ tu sĩ rồi, tác dụng nhất định là cực kỳ bé nhỏ. Thấy tiêu phàm như vậy bí hiểm bộ dáng, giản trưởng quầy trong nội tâm liền có chút ít không nắm ngọn nguồn, thử thăm dò lại nói mặt khác vài loại đan phương tiêu phàm như trước không thèm để ý chút nào giản trường quầy âm thầm cắn răng một cái nói ra không thể tưởng được tiêu tiền bối tại thuật luyện đan thượng tạo nghệ cực cao bình thường đan phương tiền bối hẳn là không để vào mắt liếu tương đương vãn bối tại đây còn có một thời kỳ thượng cổ còn sót lại đan phương nhìn về phía trên cực kỳ thần diệu không biết tiền bối nhưng có hứng thú đánh giá thượng cổ đan phương ha ha tốt tiêu phàm như cũ là một bộ sao cũng được bộ dạng, thương ra mánh lới, không có gì hơn chính là chỗ này mấy thứ, cũng nên cho mình thương phẩm, thay một người cao lớn thượng đóng gói, ở địa cầu thời điểm, tiêu phàm đã sớm thấy nhưng không thể trách liếu tương đương. Không dối gạt tiền bối nói, cái này đan phương, rốt cuộc có gì hiệu dụng, vãn bối một mực đều không có làm minh bạch. Giản trưởng quầy một bên nói liên miên cằn nhằn nói, một bên theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra một mảnh ngọc giản, đưa cho tiêu phàm. Cái này tấm ngọc giản, nhìn về phía trên có chút cổ xưa, còn có không ít tổn hại chỗ, đầy bụi đất đích, không chút nào thu hút. Tiêu phàm ngược lại đến vài phần hứng thú, dùng hắn tại đồ cổ phân biệt thượng tạo nghệ, tự nhiên liếc có thể nhìn ra được, ngọc này giản xác thực rất có chút ít lâu lắm rồi. Hơn nữa trước đó, tiêu phàm chỗ tiếp xúc đều là thẻ tre, ngọc giản rất ít nhìn thấy. Tại thời kỳ thượng cổ, ngọc núi trúc công hiệu chưa bị nhận thức, khi đó, tu chân giới đều là sử dụng ngọc giản đích, giản trưởng quay lại giải thích một câu. Tiêu phàm có chút vuốt cầm, tiếp nhận ngọc giản, tiện tay kiểm tra một chút, liền là đem ngọc giản dán tại trên chán, một loại cổ xưa đến cực điểm văn tự, ra hiện tại tiêu phàm trong óc, may mà tại vu linh cốc cái kia hai tháng, tiêu phàm tiếp xúc qua loại này văn tự, ngược lại nhận biết, xác thực là thời kỳ thượng cổ thông dụng một loại cổ văn. Thái thanh hóa linh đan Ngọc giản thượng ghi lại nội dung rất ít, tự chỉ có một đan phương, thậm chí còn, Đan phương cũng không phải như vậy đầy đủ hết, mặc dù không có thiếu mấy vị dược, nhưng thiếu đan dược công hiệu, khó trách giản trưởng quầy nói, không biết cái này đan mới vừa tới ngọn nguồn có gì hiệu dụng. Theo bề ngoài ngược lại nhìn không ra ngọc giản đã muốn bị hao tổn, chỉ có chút ít cổ xưa, cạnh góc nơi hơi có tổn hại mà thôi. Tiêu phàm hai hàng lông mày, lập tức có chút nhân bắt đầu đứng dậy, vậy mà thoáng cái đã bị cái này thái thanh hóa linh đan, hấp dẫn ở đây tuyệt đối là một cái cực kỳ quý hiếm đan phương. Tiêu phàm có thể 100% kết luận, bởi vì trong đó chỉ ít có thập vị thuốc, đều gieo trồng tại hắn linh dược viên thứ hai tiến, trong đó gấp trăm lần khu nhiều đến 6 loại, 50 lần khu tắc chính là có 4 loại. Bình thường trồng tại gấp trăm lần khu linh dược, ít nhất là ngàn năm thành thục kỳ, rất nhiều có lẽ hay là ba đã ngoài ngàn năm thành thục kỳ. 50 lần khu linh dược, cũng có không thiếu là ngàn năm một thục đan phương bên trong không có đặc biệt ghi chú rõ đối với dược linh yêu cầu, thì phải là dùng bình thường thành thuộc kỳ làm làm tiêu chuẩn đích. Chỉ có sắp xếp tại vị trí thứ nhất thuốc chủ yếu, hai diệp tham gia, minh xác yêu cầu 5.000 năm dược tính. Đơn cái này một mặt thuốc chủ yếu, tự lại để cho tiêu phàm sắc mặt thay đổi. Nam cực sách thuốc ghi lại, hai diệp tham gia là bồi thần dưỡng linh linh dược, đối với tăng tiến thần thức chi lực, có cực kỳ rõ rệt công hiệu, chỉ có điều hai diệp tham gia dược tính quá quá mãnh liệt, có mãnh liệt gây nên huyễn hiệu quả, một khi sử dụng không lo, chẳng những đối với tăng tiến thần thức chi lực không hề có tác dụng, còn sẽ cho người trường sinh ảo giác, tiến tới biến thành kẻ điên. Không có có thích hợp đan phương, không có quân thần phụ tá mặt khác linh dược, ai cũng không dám đơn giản nếm thử dùng hai diệp tham gia làm thuốc. Tại Nam Cực Y Kinh bên trong, hai diệp tham gia cũng là dùng để trị liệu cái loại này nghi nan tạp chứng đích, dùng lượng cực kỳ cẩn thận dưới tình huống bình thường, hai diệp tham gia ngàn năm một thục, nhưng cùng mặt khác ngàn năm thành thục kỳ linh dược bất đồng, hai diệp tham gia có nhân sâm loại linh dược cộng đồng đặc tính, thì ra là sinh thời gian dài càng dài, càng là chân quý. Ngàn năm một thục, chỉ là khởi điểm chi điên, phía sau dược tính chỉ có càng ngày càng tinh thuần, hiệu dụng Việt Minh lộ ra. Cái này, thái thanh hóa linh đan, cần dùng 5.000 năm dược linh hai diệp tham gia làm chủ dược, tiêu phàm lập tức tự suy đoán, cái này có thể là một cái trên phạm vi lớn tăng cường thần thức đan phương. Lại nhìn mặt khác phối dược, thì càng gia tăng kiên định tiêu phạm phán đoán. Ít nhất còn có ngũ vị dược, cũng có cùng loại công hiệu, chỉ là dược tính xa so hai diệp tham gia muốn ôn hòa, không có bá đạo như vậy. Ngoại trừ có thể tăng cường tu sĩ thần thức chi lực, những này dược cũng có mặt khác công năng. Không giống hai diệp tham gia, công hiệu tương đối chỉ một. Cả đan phương ba mươi mấy vị thuốc, những thứ khác tựu đều là phụ tá dược vật rồi, nhưng là cực kỳ chân quý. Cái này đan phương, hiệu quả như thế nào, tạm dừng không nói, nếu thật là muốn cái này, thái thanh hóa linh đan, bên trên linh dược phối tể rồi, luyện chế thành đan, tựu tuyệt đối có thể nói nhất đẳng xa xỉ. Trong đó mấy vị phối dược, tiêu phàm tính ra thoáng một tí, mỗi một vị đều ít nhất phải thượng vạn linh thạch. Phối tể cái này đan phương thượng tất cả linh dược, dùng giá thị trường cách mà nói, không sai biệt lắm cần 50 vạn thậm chí càng nhiều là linh thạch. Tiêu phàm nhiều lần có kỳ ngộ, dựa vào sửa mái nhà rột, cũng mệt mỏi thích hơn trăm vạn linh thạch thân gia tự cho là xem như cái rộng rãi lão rồi, muốn luyện chế cái này, thái thanh hóa linh đan, thoáng cái muốn xóa còn hơn một nửa thân gia Đương nhiên, hắn có linh dược viên, cái này đan phương đại bộ phận phối dược, đều là có cây chi thuộc, trên cơ bản hắn không cần thu mua thành thục linh dược, chỉ cần dược mầm cùng hạt giống như vậy đủ rồi, mình ở linh dược viên ở phía trong rất nhanh gieo trồng đi ra, tốn hao thì không nhiều lắm liễu tương đương. Tu sĩ khác, tại dược hiệu căn bản không rõ dưới tình huống, ai nguyện ý tốn hao to như vậy một cái giá lớn đi luyện chế vài khỏa không biết rốt cuộc có tác dụng gì đan dược. Giản trường quầy, cái này đan phương còn có chút ý tứ, ta muốn lấy về tham tường tham tường, người nói cái giá đi. Tiêu phàm chậm rãi buông ngọc giản, thuận miệng nói ra, cũng không cái gì để ý bộ dạng. Kỳ thật tại Tiêu Phàm nội tâm, đặt quyết tâm muốn luyện chế cái này Thái Thanh Hóa Linh Đan. Tuy nhiên ngọc giản không chọn vẹn, dùng hắn tại y đạo thượng tạo nghệ, theo đan phương thượng có thể suy đoán ra cái này đan dược hiệu quả. Cường hóa thần thức chi lực là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ đích. Đối với Tiêu Phàm mà nói, thực tế như thế. Vô cực môn tướng thuật có thể phát huy đến hạng trình độ, cùng thầy tướng thần thức chi lực, cùng một nhịp thở. Lại càng không cần phải nói, tại trong tranh đấu thần niệm chi lực mạnh hơn đối thủ, lại càng chiếm hết tiên cơ. Giản trưởng quầy vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, gấp nói gấp, tiêu tiền bối đã ưa thích, cái này đan phương sẽ đưa cho tiền bối rồi, coi như là vãn bối cùng tiểu điếm đối với tiền bối một phen hiếu kính chi tâm. Chỉ cần tiền bối ngày sau chiếu cố tiểu điếm sinh ý, vãn bối tự vô cùng cảm kích liễu tương đương. Cái này giản trưởng quầy há miệng, nói chuyện lên đến, chính là đòi người vui mừng. Kỳ thật cái này cái gọi là thượng cổ đan phương, đặt trong tay hắn cũng không biết bao nhiêu lúc sau, cứ như vậy không hề che lấp mà lấy ra cho tiêu phàm xem, có thể thấy được tại giản trường quầy trong suy nghĩ, thứ này thật sự là gân gà. Xem chừng hắn đã muốn cho không ít đến nhà khách hàng xem qua cái này đan phương, tự không có một người nào, không có một cái nào là chân chính cảm thấy hứng thú đích. Bình thường kim đan tu sĩ, thật không có như vậy hào phóng. Về phần nguyên anh kỳ tu sĩ, cái kia hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không khả năng bước vào hắn nhỏ như vậy điếm. Đã như vậy, còn không bằng tặng không cho tiêu phàm, bộ lôi kéo tình cảm, nhìn xem có thể hay không vì trong tiệm mời chào một vị khách hàng lớn. Cái này họ tiêu cứ việc chỉ là một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng đối với thái thanh hóa linh đan, cảm thấy hứng thú, đủ thấy thân ra xa xỉ. Tiêu phàm đối với cái này lòng dạ biết rõ, không khỏi mỉm cười, nói ra, giản trưởng quầy quá khách khí, cái kia tại hạ tự từ chối thì bất kính liễu tương đương. Chỗ này của ta có một trương thanh đơn, phiền toái giản trưởng quầy nhìn một cái, nhìn xem có thể cho ta tiến đến mấy thứ. Giản trưởng quầy không khỏi đại hỉ. Nghe giọng điệu này, tiêu phạm yêu cầu mua mấy cái gì đó thật sao không tại số ít, hơn nữa phần lớn là quý hiếm khó tìm vật, nếu không tiêu phạm cũng không sẽ nói như vậy liễu tương đương. Trong cửa hàng được hoan nghênh nhất chính là như vậy khách hàng lớn, giao dịch số lượng nhiều, lợi nhuận tự nhiên cũng nhiều, giản trưởng quầy lúc này cung kính mà hai tay tiếp nhận thẻ che, không chút do so dự tự dán tại trên chán, lập tức tự lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Giống như hắn dự đoán cái kia dạng, tiêu phàm xác thực muốn mua sắm rất nhiều thứ, cho hắn nhóm ra một cái giải đến hơn 30 hạng danh sách. Tuy nhiên không ít là quý hiếm khó tìm vật, hắn cửa hàng nhất thời vẫn không thể gom góp, nhưng là có người dạng là bình thường luyện khí luyện đan phụ trợ tài liệu, dùng lượng thật lớn. Đây mới là cửa hàng chủ yếu lợi nhuận quả thật là một vị hào khách. chương 857, người quen biết cũ. Tiền bối, người muốn những vật này, 78 phần 10 tiểu điếm đều có. Tạm thời không có cái kia mấy thứ, tiểu điếm cũng có thể vì tiền bối đi cái khác cửa hàng điều hàng, chính là giá vốn, tuyệt không nhiều lợi nhuận tiền bối một khỏa linh thạch. Rất nhanh, giản trưởng quay liền phóng hạ thẻ che, luôn miệng nói, mặt mũi tràn đầy ý mừng rỡ, làm cho người ta kìm lòng không được tự tin hắn mà nói, thật sự đều có thể gom góp. Tiêu phàm hỏi một câu, trong đầu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lần này đến sân thượng thành đến, muốn mua sắm vật phẩm rất nhiều, không sai biệt lắm có chừng 100 chủng trồng, linh thảo linh dược, đan phương, luyện đan tài liệu, tài liệu luyện khí, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Dùng hắn hiện tại thương thế, xem chừng ít nhất còn muốn tại lệ thú dãy núi đợi cái 3 năm năm, mới có thể năng lực triệt để khôi phục vì bảo hiểm để, lại không thể thường xuyên hướng sân thượng thành chạy, thừa cơ hội này, đem bà cần dùng vật phẩm, nhiều mua một ít. Nhiều như vậy vật phẩm, trong đó không thiếu quý hiếm vật, tại một nhà cửa hàng nhập hàng, không khỏi kinh thế hãi tục, rất dễ dàng gây chú ý ánh mắt địch nhân, hơn nữa bình thường cửa hàng, cũng khó có thể chuẩn bị đầy đủ cái này rất nhiều quý hiếm vật phẩm. Ai ngờ cái này Minh Ngọc Phường vậy mà có thể đem đệ nhất trương thanh đơn thượng hơn 30 hạng vật phẩm gom góp, thật đúng là lại để cho tiêu phàm có chút không tưởng được. Xem ra sân thượng thành không hổ là nhà Tây quan hệ ngoại giao dễ dàng đại thành đệ nhất, một nhà không chút nào thu hút tiểu điếm phố đều có như thế thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể, có thể, thỉnh tiền bối chờ một chút, ta trước tiên đem tiền bối cần vật thuật lại một lần, thuận tiện hướng tiền bối báo cáo thoáng một tí giá cả, tiền bối nếu là cảm thấy không ổn, đại khả thương thảo. Điều này cũng đúng để chung xứng đáng ý, tiêu phàm gật đầu đồng ý lập tức giản trưởng quầy bắt đầu hãng nhất hãng nhất báo giá lời nói thật nói tiêu phàm đối với những vật này rốt cuộc giá trị bao nhiêu trên cơ bản chút nào khái niệm đều không có hắn đi vào thoi ma giới tự thời gian lâu như vậy có lẽ hay là đầu một hồi vào điếm phố giao dịch ni nghe được giản trưởng quầy báo giá về sau tiêu phàm có chút giật mình so với hắn trong tưởng tượng muốn tiện nghi rất nhiều đương nhiên cái này cũng là bởi vì tiêu chân nhân vẫn đối với tiền không có gì khái niệm tại trung thổ giới thời điểm, hắn dùng đến tiền địa phương không nhiều lắm, hôm nay tại tu chân giới sử dụng linh thạch giao dịch, thuộc về cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá tiêu phàm có lẽ hay là rất chân thành mà cùng giản trưởng quầy cò kè mặc cả một phen. Tiêu phàm không phải quan tâm tiết kiệm xuống một hai thành linh thạch, quan trọng hơn chính là không thể để cho người trở thành gà bắp. Kế tiếp muốn giao dịch mấy cái gì đó còn nhiều đắc vô cùng. Không nghĩ qua là thành, người ngốc nhiều tiền, điển hình, làm không tốt cũng sẽ bị hữu tâm nhân theo dõi. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, tiêu phàm trước kia thói quen tuân thủ cái kia chút ít pháp luật quy tắc, rất nhiều đều không thích hợp rồi, hắn phải lập tức thích ứng cái này mới hoàn cảnh mới được. Hơn 30 hạng vật phẩm, rất nhanh tự cò kè mặc cả xong, giản trưởng quầy một lòng muốn làm thành khoản này đại sinh ý, tại giá tiền phương diện, cắn đắc không phải rất sâu, tiêu phàm lại càng không vì mình cái gì, cò kè mặc cả hào khí, có chút hòa hợp, chỉ là tại thảo luận đến cuối cùng đồng dạng vật phẩm bảy linh chi thời điểm, giản trường quầy không có ra giá, tựa hồ đối với như vậy gì đó làm như không thấy. Tiêu phàm sinh lòng nghi hoặc, thực sự nhịn xuống không có vội vã xin hỏi. Trước tiên đem những vật khác giao dịch nói sau. Giản trưởng quầy làm việc giỏi giang, rất nhanh tự phân phó trong tiệm tiểu nhị, đem tiêu phàm cần thiết vật phẩm đồng dạng dạng đều đưa đem tới, lại phân phó trong tiệm nhị trưởng quỹ, một gã có chút cơ sơ kỳ tu vi thanh niên nam tử, lại để cho hắn ngay lập tức đi mặt khác cửa hàng điều hàng, gom góp tiêu phẩm cần thiết cái kia mấy thứ quý hiếm vật. Theo hắn không thèm để ý chút nào ngữ khí đến xem, tựa hồ chuyện như vậy, thường xuyên đều phát sinh đích. Đồng loại cửa hàng trong lúc đó bù đắp nhau, cũng là giới kinh doanh thường lệ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hơn 30 hạng vật phẩm từng cái gom góp, giao cho tiêu phàm trước mặt, tiêu phàm sớm mà bắt đầu kiểm hàng. Phương diện này, hắn ngược lại người trong nghề, thực tế linh thảo linh dược cùng luyện đan tài liệu, lại càng ánh mắt chu đáo, lệnh giản trưởng quầy cũng ám thầm bội phục. Không cần phải nói, vị này nhất định là luyện đan đại sư. Tất cả hàng hóa nghiệm thu xong, tiêu phàm mỉm cười, nhìn về phía giản trưởng quầy, nói ra, giản đạo hiếu, còn giống như thiếu đồng dạng A. Bảy linh chi tại sao không có? Giản trưởng quầy sắc mặt thoáng biến đổi, hạ giọng nói ra tiêu tiền bối hẳn là không phải chúng ta nhạc Tây Quốc đồng đạo. Tiêu phàm nhướng mày, giản đạo hữu cứ gì nói ra lời ấy. Ha ha, tiêu tiền bối ngàn vạn chớ nên hiểu lầm, vãn bối cũng không ý tứ gì khác. Bình thường mà nói, phàm là nhạc Tây Quốc đẳng cấp cao tu sĩ, mọi người đều biết, có mấy thứ linh dược là nghiêm cấm giao dịch. Bảy linh chi tựu là một người trong số đó. Giản trưởng quầy thanh âm ép tới thấp hơn, có vẻ thần thần bí bí đích. Tiêu phàm nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc, ánh mắt đã muốn trở nên có chút lăng lệ ác liệt tiêu tiền bối, việc này nói rất dài dòng, cùng lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc có quan hệ. Giản trưởng quầy lập tức nói ra một phen nguyên do đến, bởi vậy, đoạn trường thảo mấy vị chủ yếu giải dược, cả nhạc Tây Quốc phường thị đều cấm giao dịch đích, đều khống chế tại các vị nguyên anh kỳ lão tổ trong tay. Vì vậy, vãn bối cũng là không thể làm gì, thật sự có chút lực bất tòng tâm liễu tương đương. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Giản trưởng quầy lời nói này, ngược lại cùng chữ chín nói đồng giảng. Giản đạo hiếu, hiện tại lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc vừa mới đi qua tiếp theo đánh cuộc vẫn còn 60 năm về sau, chẳng lẽ sẽ không có một chút biện pháp sao? Không dối gạt đạo hiếu nói, bảy linh chi đối với ta rất trọng yếu. Đạo hiếu nên biết, ngoại trừ luyện chế đoạn trường thảo giải dược, bảy linh chi có lẽ hay là luyện chế mặt khác rất nhiều đan dược phải tài liệu. Giản đạo hiếu nên vậy có thể nghĩ ra biện pháp đến A. Nói cách khác, tiêu mỗ chỉ sợ muốn đi cái khác cửa hàng thử thời vận liễu tương đương. Giản trưởng quầy sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu phàm hôm nay khoản này giao dịch, giá trị tính ra vạn linh thạch, là bọn hắn Minh Ngọc Phường sắp tới ít có đại mua bán. Tiêu phàm nếu thật là phải tay áo bỏ đi, vừa rồi một phen ân cần, chẳng phải là bạch bể bộn hồ rồi. Tiêu tiền bối, cái này, vãn bối xác thực thật khó khăn. Giản trưởng quầy lúng túng nói nói. Cáo từ. Tiêu phàm lập tức đứng dậy, hai tay nhún, quay đầu bước đi. Tiêu tiền bối, chậm đã. Giản trưởng quầy sắc mặt đại biến phía dưới, kim lòng không được mà mở miệng kêu lên. Tiêu phàm dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nhàn nhạt mà nhìn qua hắn. Giản trưởng quầy cắn răng một cái, nói ra tiêu tiền bối mà lại thỉnh rộng ngồi, vãn bối đi bẩm báo thoáng một tí sư môn trưởng bối, một lần nữa cho tiêu tiền bối một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục. Tiêu phàm khóe miệng có chút một kéo, sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một phòng ý vị thâm trường dáng tươi cười, lại đang trong ghế ngồi xuống. Giản trưởng quầy cáo một tiếng tội, phân phó nhị trưởng quỹ tới cùng tiêu phàm nói chuyện phiếm nói chuyện, chính mình vội vã hướng lâu lên rồi. Ước chừng một phút đồng hồ quang cảnh đi qua trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, giản trưởng quầy cùng một gã nam tử đi xuống. Nhìn thấy người này, tiêu phàm hai mắt đồng tử, nhịn không được có chút co lại một cái, một đám vẻ kinh ngạc, phi tránh mà qua. Không có hắn, Vị này tuổi chừng 30 mấy tuổi thanh niên nam tử, chính là tiêu phàm, người quen, thiên thai tông phụ trách tiếp khách cách hiên. Đánh cuộc tiếp khách thời điểm, cách hiên một thân áo xanh, cách ăn mặc trang trọng giỏi giang, dưới mắt cách hiên, nhưng lại một thân đoàn hoa cẩm bào, tay cầm mả vàng quạt xếp, nhiễm nhiên phú gia công tử, anh Tuấn tiêu sái, tiếp khách lúc gặp người tự cười hỏa ái bộ dáng sớm đã không thấy, mà chuyển biến thành chính là một cổ cao cao tại thượng ngạo khí. Cũng không trách cách hiên trở mặt, thật sự người ta có cái này ngạo khí tiền vốn. Kim đàn hậu kỳ tu sĩ, không chỉ nói tại sân thượng thành, cho dù tại cả nhạc Tây Quốc, cũng là khó lường nhân vật, ngoại trừ 20 vị nguyên anh tu sĩ, tự tính ra bọn họ là lợi hại nhất đại nhân vật. Huống chi, đây chính là tại sân thượng thành, cách hiên nghiêm túc là ninh tông chủ đệ tử truyền. Trên cơ bản, những kia mặt khác tông môn nguyên anh lão quái, nhìn thấy hắn đều muốn khuôn mặt tươi cười đối đãi khách khách khí khí đích hôm nay đối mặt như vậy một gã nơi khác đến kim đan sơ kỳ tu sĩ, cách hiên nếu còn mặt mũi tràn đầy tươi cười, đó mới là thật sự quái sự. Sư phụ, chính là chỗ này vì tiêu tiền bối. Tại cách hiên trước mặt, giản trường quay lại càng tất cung tất kính. Xem ra ngày bình thường, thầy trò gian quy củ rất lớn. Giản trưởng quầy 40-50 tuổi, cách hiên bất quá 30 suốt đầu, mặc dù nói tu chân giới có chú nhan đan loại này thần kỳ đan dược, nhưng loại tình hình này xem tại tiêu phàm trong mắt, như trước cảm thấy có chút là lạ đích, còn cần tại nơi này hoàn cảnh nhiều hơn nữa ngốc một thời gian ngắn mới có thể năng lực chậm rãi thích ứng. Tiêu đạo hiếu, cách hiên đứng ở trên bậc thang, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem tiêu phàm, nhẹ lay động quạt xếp, không mặn không nhạt nói. Tiêu phàm lược vừa chắp tay, nói ra chính là tại hạ, thỉnh giáo đạo hiếu họ gì đại danh. Giản trưởng quầy vội vàng nói, tiêu tiền bối, vị này chính là ta sư phụ, kiêng kỵ thượng cách hạ hiên tốt gọi tiêu tiền bối biết được, sư phụ ta là thiên thai tông ninh tông chủ đệ tử truyền, ngày bình thường nhất đắc tổ sư ra tin cậy. Hôm nay đài thành ở bên trong sự tình, tự không có gì là sư phụ ta lão nhân ra ông ta bày bất bình đích. Lời này nghiêm khắc mà nói, xác thực không tính khoa trương. Tiêu phàm thường phục ra thập phần bộ dáng giật mình, đứng dậy, lần nữa ôm quyền chắp tay, nói ra, nguyên lai là cách đạo hiếu, hạnh mộ hạnh mộ. Cách hiên đong đưa quạt xếp, chậm rãi đi tới, Nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, trong mắt bỗng nhiên sạch bong lóe lên, một đám dị sắc tại trên mặt sẽ cực kỳ nhanh xẹt qua, nụ cười trên mặt dần dần trở nên khách khí bắt đầu đứng dậy, mỉm cười nói: "Tiêu đạo hữu khách khí. Đạo hữu không phải chúng ta Nhạc Tây Quốc bản thổ tu sĩ sao?" Tiêu Phàm bất động thanh sắc mà hỏi ngược lại, nhất định phải Nhạc Tây Quốc bản thổ tu sĩ, mới có thể năng lực tại sân thượng thành giao dịch sao? Cách hiên ha ha cười một tiếng, nói ra: "Đâu có đâu có." chúng ta sân thượng thành, hoàn nghênh hết thảy khách nhân. Chỉ cần thành tâm để làm giao dịch, chúng ta là tuyệt sẽ không phân cái gì lẫn nhau đích, đều là đối xử như nhau. Nhiễm nhiên một bộ người chủ bộ dáng. Như thế, tại hạ an tâm. Tiêu đạo hiểu, mời ngồi, nghe tiểu đồ nói, tiêu đạo hiểu muốn cầu mua một ít bảy linh chi luyện đan. Cách hiên lập tức tại giản trưởng quầy lúc trước ngồi qua trong ghế ngồi xuống, cười hỏi. Thật có việc này. Tiêu đạo hiếu, bảy linh chi tại nhạc tây kế lớn của đất nước cấm chế mua bán đích chắc hẳn tiểu đồ đã muốn cho đạo hữu giải thích qua rồi cách hiên chằm chằm vào tiêu phàm ánh mắt sáng ngời tiêu phàm lạnh nhạt cười nói giải thích ngược lại giải thích qua rồi vốn lấy cách đạo hữu tại đây sân thượng thành thân phận địa vị như vậy chút ít sự tình nên vậy không nói chơi a à. cách hiên cười cười nói ra tuy nhiên bảy linh chi là cấm dược nếu như đạo hữu nhu cầu cấp bách lời mà nói thật cũng không là một chút biện pháp đều không nghĩ ra được bất quá giá tiền phương diện muốn hơi chút quý một chọn giá tiền không dám lại quý cũng không có sao tiêu phàm con mắt cũng không nháy xuống ha ha tốt tiêu đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái cách nào đó rất nguyện ý giao cái này người bằng hữu như vậy đi tiêu đạo hữu ở tại chỗ tốt ba ngày về sau ta sẽ nhượng cho tiểu đồ đi tìm ngươi cách hiên như cũ là phong khinh vân đạm bộ dạng, tựa hồ chuyện này với hắn mà nói, xác thực không coi vào đâu nan đề. chương 858, G.I.O. ít người cướp của người trong nghề. Muộn, Minh Ngọc Phường Hậu Viện, một tòa tầng 3 trong lầu các. Cách hiên nghiêng dựa vào ghế bành ở phía trong, hai gã cách ăn mặc đắc trang điểm xinh đẹp, đầy đặn xinh đẹp mỹ nữ, một người quỳ gối chân của hắn bên cạnh, vì hắn đấm chân, tên còn lại tác chính là tựa ở cái ghế về sau, dỗi ra thon dài bàn tay trắng nón, vì hắn đắn đo bả vai. Cái này hai gã mỹ nữ, vậy mà đều có chút cơ sơ kỳ tu vi. Bất quá theo hai người đều đều cẩn thận từng ly từng tí, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm tình hình đến xem, cách hiên tính là chân thật cách, xa xa không bằng hắn biểu hiện ra ngoài cái kia dạng ôn hòa. Nói cho cùng nghe một điểm, gọi ngự hạ cực nghiêm, nói được khó nghe một điểm lời mà nói chính là bạo ngược liễu tương đương giản trưởng quầy tựu đứng ở cách đó không xa, bộ dạng phục tùng rủ xuống mục, đồng dạng một bộ kính thần cực kỳ bộ dáng, nhẹ giọng bẩm báo nói, quả nhiên không xuất ra sư phụ sở liệu, người này thân ra cực kỳ hào phóng. Nay thiên trong vòng một ngày, tự phân biệt đi năm gian cửa hàng, còn đi một gian luyện khí điếm, thu mua hơn 100 hạng vật phẩm, trong đó hơn phân nửa là bình thường phụ trợ tài liệu, cũng có một chút là cực kỳ quý hiếm linh thảo linh dược, đồ nhi thô sơ giản lược tính toán một cái, hắn nay thiên nhất thiên, tiểu hao tốn không sai biệt lắm 30 vạn linh thạch. Đây chính là sắp tới ít có hào khách, ngoại trừ những kia nguyên anh kỳ tiền bối bên ngoài, kim đan kỳ tiền bối, có rất ít ra tay như vậy xa xỉ đích. Nhất là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Kim đan sơ kỳ tu sĩ, hắc hắc, cách hiên bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, như là lầm bầm lầu bầu loại nói. Giản trưởng quầy cả kinh, bề bộn thức nói ra, sư phụ, hẳn là người này ẩn nấp khí thức của mình. Đây là tự nhiên, người này chân thật tu vi, tuyệt đối không dưới ta. Cách hiên rất khẳng định nói. Thì ra là thế, khó trách hắn ngông nghênh như vậy đích. Giản trưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được gật đầu cuống quýt Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, lẻ loi một mình, tại sân thượng thành ra tay như thế hảo phóng, nhưng không có thể là cái gì ý kiến hay. Chẳng lẽ, người này là nào đó đại tông môn, ngoại đường chấp sự? Giản trưởng quầy lập tức suy đoán nói thật sự tiêu phàm mua sắm luyện đan tài liệu luyện khí quá nhiều, nếu như là độc thân tu luyện tán tu, nhưng không dùng đến nhiều như vậy phụ trợ tài liệu. Cho nên giản trưởng quầy như thế suy đoán, coi như là thuận lý thành trương. Ngoại đường chấp sự, hắc hắc, cách hiên lại là một hồi cười lạnh, tựa hồ đối với giản trưởng quầy cái này phỏng đoán xì mũi coi thường. Giản trưởng quầy nhất thời liền đóng chặt đôi môi, nếu không dám lung tung mở miệng, chỉ có điều trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, người này nếu không phải tông môn, ngoại đường chấp sự, mua nhiều như vậy phụ trợ tài liệu làm cái gì đấy. Cách hiên liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói ra, Ngọc Minh, nếu như người này ngày bình thường cũng không có gì cơ hội đến chúng ta sân thượng thành đến mua sắm đâu này. Giản trưởng quầy khẽ giật mình, lập tức hiểu được, nói ra, sư phụ, ý của ngài là nói. Người này là cái khổ tu chi sĩ, ngày bình thường trốn đi bế quan khổ tu, cho nên duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy phụ trợ tài liệu, là chuẩn bị dùng rất nhiều năm. Không kém bao nhiêu đâu. Cách hiên tán thưởng gật gật đầu. Bất quá giản trưởng quầy lập tức lại có mới nghi vấn, đúng vậy, nếu như hắn thật sự là khổ tu chi sĩ lời mà nói, làm sao sẽ như thế hảo phóng. Hắc hắc, hắn cái này khổ tu chi sĩ, thật sự chính là có chút đặc biệt. Ta muốn là không nhìn lầm lời mà nói, trên người hắn đúng vậy cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Về phần nói đến hào phóng, như vậy điểm linh thạch, được coi là cái gì Cách hiên cười lạnh nói Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hung sát khí Giản trưởng quay lại càng hoảng sợ Cả gan nói ra Sư phụ đoạn thời gian trước Tổ sư ra đúng vậy chính miệng ban xuống lệnh cấm Theo cách hiên thời gian dài như vậy Giản trưởng quay đối với vị này Sư phụ tâm tính Có thể nói rõ như lòng bàn tay rồi Xem xét hắn vừa rồi trong mắt sát khí Lập tức tự minh bạch Cách hiên đối với họ tiêu tu sĩ Đã muốn động sát cơ cho nên vội vàng nhắc nhở cách hiên một câu. Ngay tại không lâu, thiên thai tông ninh tông chủ chính miệng ban bố lệnh cấm, vì bảo đảm sân thượng thành giao dịch phường thị phồn vinh, nghiêm cấm bất luận cái gì tu sĩ tại sân thượng thành tranh đấu. Càng không cho phép gờ yêu ta người đoạt bảo, một khi xúc phạm lệnh cấm, bất kể là ai, đều muốn lọt vào nghiêm trị, tuyệt không nuông chiều. Ninh Tông Chủ là cả nhạc Tây Quốc chỉ vẹn vẹn có hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nàng chính miệng ban xuống lệnh cấm, ngoại trừ hắc ma vương bên ngoài bất luận kẻ nào muốn xúc phạm đều phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả nói sau giống nhau nguyên anh tu sĩ bình thường đều tự trọng thân phận không đến mức làm ra lớn như vậy mất thể diện sự tình đến cách hiên cười lạnh một tiếng nói ra người biết cái gì giản trưởng quầy lập tức thưa dạ tốt rồi các ngươi đều đi ra ngoài đi khơi khoảnh cách hiên khoát tay chặn lại nói ra giản trưởng quầy cùng hai gã đầy đặn mỹ nữ âm thầm thoải mái khẩu đại khí, đồng loạt hướng cách hiên cúi người chào, kính cẩn lui đi ra ngoài. Cách hiên đứng dậy, lưng cõng hai tay, trong phòng chậm rãi dạo bước, hai hàng lông mày cao lại, trong mắt thần sắc có chút do so dự, hơi khoảnh, dần dần trở nên kiên định bắt đầu đứng dậy, trước mắt đều là lãnh khốc y liếu tương đương. Sau một lát, bóng người lóe lên, cách hiên phiêu nhiên ra gian phòng, hướng tây bắc phương hướng bay đi. Giờ phút này cách hiên, đã muốn thay đổi một thân hắc y, nếu không là cái kia ung dung hoa đắt tiền, xa hoa phú gia công tử bộ dáng. Trong thành không kiêng nể gì cả mà rất nhanh phi đột, chút nào cũng không đem cấm bay cấm chế để ở trong lòng. Một phút đồng hồ về sau, cách hiên tựu đã thâm nhập sân thượng núi ngọn núi chính, tại một chỗ trong sơn cốc, nhấn xuống độn quang. Bóng đêm càng thâm, trong sơn cốc, im ắng đích, ngay giã thú kêu to đều nghe không được một tiếng, chỉ có ánh trăng như nước, chút xuống mà xuống. Cách Hiên ống tay áo dương lên, cách đó không xa trên vách núi đá một hồi vặn vẹo, vậy mà hiện ra một đạo động phủ cửa đá đến. Cách Hiên ngón tay bắn ra, một đạo hỏa hồng bùa bắn ra, xem cái kia phiến cửa đá như không có gì, trực tiếp xuyên đi vào, không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát, động phủ cửa đá ầm ầm vừa vang lên, mở ra. Cách Hiên thân thể nhoáng một cái, không tiếng động mà chui vào trong động phủ, cửa đá lại ầm ầm mà đóng lại. Động phủ không lớn, đỉnh vây quanh nguyệt quang thạch tản mát ra trắng bạch quang mang, đem thạch động chiếu rọi tươi sáng. Trong động phủ, rượu thịt hương khí tràn ngập, chút nào cũng không có nửa phần tu chân giả thanh tịnh ý, đảo làm như vào một cái sơn tạc ổ tử. Nhìn kỹ lại, càng phải như vậy. Chỉ thấy cách đó không xa ngồi xếp bằng một tòa núi thịt, đầu chọc tranh sáng, chính là là một gã đầy người dữ tợn, hở ngực lộ nhũ béo đại hòa thượng, một thân tăng bào đầy mỡ nị, dính đích, thủ đoạn cầm lấy một đầu đùi cừu nướng, một tay nắm lấy một cái đỏ thấm hồ lô rượu, uống một hớp rượu, cắn một miệng lớn thịt dê, ăn được phi thường cao hứng. Béo đại hòa thượng bên người, tác chính là là một gã máu vàng đạo sĩ, xấu xí, thân thể gầy đắc như cùng một cái cây gậy trúc tương tự, một kiện màu xám đạo bào bọc tại trên người hắn, tựa như đọng ở một cái khô lâu trên kệ, phảng phất chỉ cần một trận gió thổi qua, sẽ đưa hắn trà sát được không thấy bóng dáng. Cùng tên kia béo đại hòa thượng, hoàn toàn là hai cái cực đoan, cái này hèn mọn bị ổi đạo sĩ, một đôi tròng mắt, lại là màu đỏ như máu đích, mãnh liệt một nhìn về phía trên, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Béo đại hòa thượng lại ăn lại uống, hèn mọn bị ổi đạo sĩ nhưng chỉ là bưng lên một cái chén rượu, thỉnh thoảng ẩm thượng một ngụm, rượu kia tương, cũng như máu tươi loại sền sệt, còn tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Theo trên người bọn họ linh lực chấn động đến xem, hai người này thình lình đều có kim đan hậu kỳ tu vi, thực tế cái kia hèn mọn bị ổi đạo sĩ, lại càng kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới, đơn thuần công lực thâm hậu, hai người đều đều tại cách hiên phía trên. Thấy cách hiên tiến đến, hai người như trước ngồi ở chỗ kia, không hề đứng dậy đón chào ý tứ, hèn mọn bị ổi đạo sĩ huyết hồng hai mắt mị phùng, buồn rười rượi mà cười. Béo đại hòa thượng liếc nhìn hắn một cái, buồn bực thanh âm hờn dỗi nói, nơi này có rượu có thịt, chính mình động thủ. Cách hiên ha ha cười một tiếng, cũng không khách khí, Bước đi đi qua ngồi xếp bằng xuống, nắm lên một đầu đùi cừu nướng tự ăn, béo đại hòa thượng nắm lên đỏ thấm hồ lô rượu, tại cách hiên trước mặt trong chén đảo mãn một bát lớn. Vốn là cực kỳ chú ý cách hiên, vậy mà chút nào cũng không ngại dơ bẩn, bưng chén lên, một hơi uống nửa chén, sau đó vừa ngoan hung ác cắn một cái đùi dê, ăn được có tư có vị. Ăn uống một hồi, béo đại hòa thượng miệng một phát, khẽ nói, "Nói đi, lúc này lại là một cái cái gì không may quỷ?" lẫn nhau trong lúc đó, tựa hồ đã sớm hết sức quen thuộc rồi. ngay nửa câu nói nhảm đều chưa từng nói được. đương nhiên là đần tử không may quỷ liếu tương đương, chui đầu vô lưới đại dê béo. cách hiên cười hắc hắc nói ra, chui đầu vô lưới đại dê béo. môn phái nào, thân phận gì? uống vào huyết tử hèn mọn bị ổi đạo sĩ mở miệng hỏi, tiếng nói bén nhọn vô cùng. người đây tựu không cần hỏi, tóm lại khẳng định không phải cửu đại tông môn người sau khi chuyện thành công ta cho hai vị mỗi người hai mươi vạn linh thạch cái gì béo đại hòa thượng thiếu chút nữa nhảy dựng lên một đôi chuông đồng loại đại hai mắt trợn tròn xoe gắt gao nhìn thẳng cách hiên lộ ra tuyệt không tin thần sắc cùng cách hiên hợp tác lâu như vậy còn đầu một hồi thấy hắn khai ra như vậy giá trên trời đến thật sự một người hai mươi vạn không gạt người cách hiên tự nở nụ cười liếc nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói hòa thượng các ngươi theo ta cách nào đó hợp tác cũng không phải một hồi hai hồi rồi, lúc nào thấy ta đã lừa gạt ngươi. Tốt, làm. Hòa thượng mãnh liệt vỗ đùi, kêu lên. Hèn mọn bị ổi đạo sĩ lại cười lạnh nói, cách đạo hiếu, hai mươi vạn linh thạch phải không thiếu, nhưng ngươi vẫn phải là đem lời nói rõ. Ngươi cũng biết ta lãnh huyết đạo nhân tính tình đích, dưới mắt tiếng gió nhanh, trước đó không lâu ngươi tôn sư đại nhân, còn thân hơn khẩu ban xuống lệnh cấm, nghiêm cấm gợi yêu ta ít người cướp của không đem lời nói nói rõ ràng, nếu thật là bị chấp pháp đội biết rồi, là ngươi đi cho tôn sư giải thích, còn là chúng ta đem bà lấy trước kia chút ít sự tình đều chấn động rất xuống đi ra. Cách hiên biến sắc, trầm giọng nói ra, lãnh huyết huynh, người đây là đang uy hát yêu ta ép ta sao? Người phải biết rằng, nhiều năm như vậy nếu không ta cách nào đó bao phủ, hai vị còn có thể sân thượng thành đợi xuống dưới sao? Có thể trải qua như vậy có tư có vị tiêu giao thời gian. Hừ hừ, cách đạo hiểu, lời nói không thể nói như vậy. Những năm này chúng ta giúp ngươi cũng không phải một hồi hai hồi. Bằng không, ngươi có thể như vậy tuân lệnh sư tín nhiệm. Những thứ không nói khác, ngươi kiếm được đích, so hình đệ chúng ta nhiều gấp bội cũng không dừng lại a. À. Muốn muốn chúng ta đi bán mạng, lại không đem lời nói nói rõ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lãnh huyết đạo nhân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức lạnh như băng mà cho hắn cãi lại trở về ngươi nếu cảm thấy có thể nói, vậy ngươi nói. chỉ cần có thể hai anh em chúng ta khẳng định giúp. nếu thật sự không thể nói, cái kia cũng chỉ có thể thỉnh cầu ngươi khác thỉnh cao minh liễu tương đương. ta hai anh em tuy nhiên qua chính là đầu đau liếm huyết thời gian, đối với mình ra cái này đầu tánh mạng, thấy thế nhưng không tính quá nhẹ. béo đại hòa thượng lại vỗ đùi, nói ra, đúng vậy a, à, cách đạo hiếu, ngươi sẽ đem lời nói nói rõ. chúng ta làm bắt đầu cuộc sống, trong nội tâm càng có ngọn nguồn không phải. Cách hiên sụ mặt, trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Được rồi, nói cho các người biết cũng không sao. chương 859, Bảy Dập Sân Thượng Thành không hổ là nhạc Tây quan hệ ngoại giao dễ dàng đại thành đệ nhất. Ba ngày thời gian không đến, tiêu phàm liền gom góp chín thành đã ngoài vật phẩm, chỉ kém 4 năm dạng không có lấy tới. Ngoại trừ bảy linh chi nhất định phải tới tay, mặt khác mấy thứ thật sự không đúng sự thật, cũng không sao. Theo một gã cửa hàng trưởng quầy nói, hai ngày sau, bọn hắn muốn làm một lần to lớn giao dịch hội, tiêu phàm muốn cái kia mấy thứ quý hiếm vật, có lẽ tại giao dịch hội thưởng sẽ có người ra tay. Tiêu phàm tuy nhiên chưa bao giờ đã tham gia tu chân giới giao dịch hội, vốn lấy trước tại trung thổ giới thời điểm, lại đã tham gia rất nhiều bình thường giao dịch hội, biết rõ người này trưởng quầy nói rất đúng tình hình thực tế, đối với cái này sẽ phải tổ chức giao dịch hội tràn đầy chờ mong chi tình. Bất quá ngày thứ ba buổi chiều, giản trưởng quầy liền tự mình đến tiêu phàm ngủ lại khách điếm tiếp. Tốt gọi tiêu tiền bối vui mừng, tiền bối muốn mấy cái gì đó, gia sư đã muốn chuẩn bị xong, không biết tiền bối dưới mắt phải chăng có thời gian đi cùng gia sư gặp mặt nói chuyện. Giản trưởng quầy vừa thấy được tiêu phàm, liền là đầy mặt tươi cười, ôm quyền nói ra. Tiêu phàm trong mắt chợt lóe sáng, mỉm cười nói, lệnh sư quả nhiên là hảo thủ đoạn. Giản trưởng quầy mỉm cười, ra vẻ khiêm tốn nói, đâu có đâu có, gia sư cũng là mạo nhất định phong hiểm đích, chủ yếu có lẽ hay là không muốn làm cho tiền bối thất vọng. Tương lai mong rằng tiền bối thường xuyên vào xem tiểu điếm mua bán. Gia sư đang tại cung hậu tiền bối đại giá. Tiêu phàm cười cười, nói ra, đã như vậy, giản đạo hữu phía trước dẫn đường A. Hảo hảo, tiền bối xin mời đi theo ta. Hai người tới cửa khách sạn, tiêu phàm thấy được một cỗ thú xe đã sớm ngừng tại đó, lái xe chính là Minh Ngọc Phường nhị trưởng quỹ tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, nói ra, như thế nào, chẳng lẽ lệnh sư không tại Minh Ngọc Phường sao? Giản trưởng quầy bề bộn tức khoảng chừng gì đó một nhìn quanh, thấy không có người chú ý, lúc này mới hạ giọng nói ra, không dối gạt tiền bối nói, bảy linh chi là cấm dược. Cũng không dám tại tiểu điếm tiến hành giao dịch, trong cửa hàng, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, vạn nhất ra cái cạm bẫy. Chính là thiên đại tai họa liễu tương đương cho nên ra sư mặt khác tìm một cái che giấu địa phương, cùng tiền bối giao dịch. Thỉnh tiền bối yên tâm, chúng ta Minh Ngọc Phường tại sân Thượng Thành cũng là rất có danh vọng lão điếm, việc buôn bán trước sau như một quy củ công đạo. Đã lệnh sư là thiên thai tông ninh tông chủ thân truyền đệ tử, tiêu mỗ tự nhiên là tin được đích. Tiêu phàm khoát tay chặn lại, rất đại độ nói. Là, đa tạ tiền bối thông cảm. Giản trưởng quầy cùng tiêu phàm cùng một chỗ tại thú trong xe ngồi, buông màn xe, thú xe nhẹ nhàng chấn động, liền là tầng trời thấp phi độn mà đi. Rất nhanh, thú xe liền rời đi khu náo nhiệt, tiến nhập sân thượng núi ngọn núi chính phạm vi. Trên đường gặp hai tốt thiên thai tông tuần tra đệ tử, giản trưởng quầy đưa ra một mặt nhét vào thắt lưng, cho thấy là muốn đưa tiêu tiền bối đi động phủ ở tạm. Tuần tra đệ tử xác nhận tiêu phạm kim đan sơ kỳ tu sĩ thân phận về sau, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Chỉ cần là kim đan kỳ tu sĩ, tại nộp nhất định phí tổn về sau, đều có thể tại sân thượng phong trung tâm khu vực có được một tòa linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện tạm thời động phủ. Từ nay về sau một đường thuận lợi, trực tiếp đi một chỗ vắng vẻ dị thường sơn cốc. Mặc dù nhưng sơn cốc này linh khí cực kỳ nồng đậm. Nhưng thú xe một sau khi tiến vào, tiêu phàm liền là phát giác được một cổ cường đại phong ấn chi lực, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hướng giản trưởng quầy đặt câu hỏi. Giản trưởng quầy bề bộn tức giải thích nói, tiền bối, đây là động phủ cấm chế đại trận vì bảo đảm tại động phủ tu luyện tiền bối không bị quấy dày vùng này tạm thời động phủ đều mở ra phòng hộ cấm chế tiền bối nếu như muốn tại bổn thành nhiều đợi một thời gian ngắn lời mà nói không ngại thuê một cái như vậy động phủ tuy nhiên giá cả xa xỉ nhưng lấy tiền bối thân ra tự nhiên cũng không quan tâm như vậy điểm linh thạch tiêu phàm có chút vuốt cằm nói ra thì ra là thế quý phái cân nhắc thật đúng là chu đáo đắc vô cùng rất nhanh thú xe liền lái vào sơn cốc ở chỗ sâu trong ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau vững vàng ngừng lại rất xa cách hiên một thân đoàn hoa cẩm bào tay cầm quạt xếp một tay chắp sau lưng nhìn qua theo thú trên xe đi xuống tiêu phàm mỉm cười nói tiêu đạo hữu đến rồi tiêu phàm đi nhanh đi tới hai tay liền ôm quyền nói ra cách đạo hữu tương chiêu gọi yên giám không đến không biết tại hạ cần thiết mấy cái gì đó cách đạo hữu chuẩn bị xong không có cách hiên cười cười nói ra bảy linh chi cố nhiên là cấm dược cách nào đó muốn một ít cũng còn không phải là cái gì việc khó nơi này là một lọ thượng đẳng bảy linh chi tiêu đạo hữu thỉnh tiếp tốt rồi ống tay áo dương lên một cái màu trắng bình ngọc bắn thẳng đến tới tiêu phàm thân thủ tiếp được rồi chỉ thấy ngọc này bình chạm trổ tinh xảo miệng bình thượng dán một phong ấn bùa tiêu đạo hữu thỉnh kiểm hàng a tiêu phàm trong tay vuốt vuốt cái này bình ngọc lại không vội mà vạch trần bùa khóe miệng hiện lên một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, lạnh nhạt hỏi, cách đạo hiếu, người có thể xác định, cái này trong bình ngọc, thật sự là bảy linh chi sao? Cách hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, không vui nói, như thế nào, tiêu đạo hiếu tại hoài nghi cách nào đó? Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, có phải là đáng giá hoài nghi, cách đạo hiếu nên vậy trong lòng hiểu rõ. Cái này trong bình ngọc chứa hóa cốt tán, cùng bảy linh chi khu đừng như vậy đại, cho dù tại hạ lại chưa từng gặp qua quen mặt, cũng có lẽ hay là được chia tinh tường đích. Cách hiên biến sắc, hai mắt híp mắt bắt đầu đứng dậy, chậm rãi nói ra, làm sao ngươi biết trong lúc này trang chính là hóa cốt tán. Chẳng lẽ cách phong ấn bùa, ngươi cũng có thể cảm giác được. Tiêu phàm tự cười, nói ra, xem ra ta còn thật không có nhìn lầm. Cách đạo hiếu, tiêu mỗ vốn thành tâm thành ý cùng với đạo hiếu làm thành khoản này giao dịch, chỉ cần ngươi thực sự bảy linh chi, phương diện giá tiền tốt thương lượng ai ngờ cách đạo hữu lại động mở như vậy lệch ra tâm tư khanh bản giai nhân làm gì được làm tặc làm tặc cách hiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả tiêu đạo hữu chính thức làm tặc người hẳn là ngươi đi ta là thực không nghĩ tới tiêu đạo hữu lá gan lớn như vậy không hảo hảo trốn ở lệ thú dãy núi ở phía trong kéo dài hơi tàn còn dám lại trở lại sân thượng thành đến thực khi chúng ta thiên thai tông là bất tài sao cách hiên ngữ khí đã hoàn toàn lạnh xuống. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại vô cùng, một mực nhìn thẳng cách hiên, trầm giọng nói ra cách đạo hữu đây là ý gì. Ta là có ý gì, chẳng lẽ tiêu đạo hữu vẫn không rõ sao? Tiêu đạo hữu ẩn nặc thuật, tuy có thể nói cao minh, nhưng không khéo chính là, tại hạ tu luyện công pháp, đang nhìn phá ẩn nặc thuật trên có lấy đặc biệt pháp môn. Hơn một năm trước, cách nào đó đã từng hai lần khoảng cách gần bái kiến tiêu đạo hữu Đối với Tiêu Đạo Hữu khí tức, rốt cuộc quen thuộc bất quá. Dù cho người đem mình ẩn nấp đắc hoàn toàn thay đổi, cái kia cổ hơi thở, nhưng lại vô luận như thế nào đều che giấu không được. Cách Hiên cười lạnh nói, mang theo vài phần đắc ý. Thì ra là thế, nói như vậy, cách Đạo Hữu là muốn nắm bắt Tiêu Mỗ đi tranh công thỉnh thường. Tranh công thỉnh phần thưởng. Cách Hiên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu Đạo Hữu cũng không tránh khỏi đem bà cách nào đó thấy quá nhỏ chỉ bằng vu linh cốc dưới mắt cái này người xa cơ thất thế bộ dáng, có thể cho ta bao nhiêu chỗ tốt. Tiêu đạo hữu người sáng mắt không nói tiếng lóng, chỉ cần đạo hiếu thức thời một chút, đem người tại lệ thú cánh đồng hoang vu lấy được những kia thứ tốt đều giao ra đây, cách nào đó không ngại lại phóng tiêu đạo hữu một con đường sống. Dù sao tiêu đạo hiếu đắc tội chính là vu linh cốc, không phải chúng ta thiên thai tông. Cách nào đó cũng không uổng làm ác người. Tiêu phàm cũng cười, như cũ là như vậy ý vị thâm trường, nói ra, cách đạo hữu tuy nhiên ánh mắt độc đáo, có thể khám phá ta ẩn nặc thuật nhưng đạo hữu chỉ số thông minh xác thực có thể lo. Cho rằng dựa vào đạo hữu một người, có thể lấy được hạ tiêu mỗ không được. Nói xong, tiêu phàm chậm rãi gở xuống thiên huyễn mặt, bỗng nhiên từ một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử biến thành phong độ tư thái cao mất tiêu chân nhân, khí tức trên thân cũng đột nhiên tăng vọt, lập tức liền tăng tới rồi kim đan hậu kỳ, chút nào cũng không tại cách hiên phía dưới. Cách hiên lần nữa cười ha hả, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, tiêu đạo hiếu, ta cũng không có xem thường ngươi. Có thể theo ba gã nguyên anh lão quái trong tay thoát được tánh mạng, ta cũng biết ngươi là nhân vật. Bất quá nơi này cũng không phải là hoang giao dã ngoại, tiêu đạo hiếu không ngại cảm thụ thoáng một tí chúng ta thiên thai tông cấm chế pháp trận chính thức huy lực. Tại nơi này pháp trận áp chế phía dưới, ngươi tu vi cao tới đâu, cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Hai vị đạo hiếu, đều hiện thân A. Hoác suy, một tiếng, một gã toàn thân giữ tợn béo đại hòa thượng theo tiêu phàm bên trái hơn 10 trượng bên ngoài trong đất bùn sông ra, trong tay nắm một đầu vừa thô vừa to màu đồng cổ hàng ma sử, nghiêng khiết lấy tiêu phàm, không ngừng hắc hắc cười lạnh. Khác một bên, ba, mà một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì đó bị xé nứt giống nhau, hèn mọn bị ổi đạo sĩ theo một đoàn trong huyết quang hiện thân ra, hai mắt híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, khô lâu giống nhau trên gương mặt, thần sắc hờ hứng tiêu phàm hai mắt cũng hơi hơi nhíu lại khe hở. Cái này toàn thân mùi máu tanh tràn ngập hèn mọn bị ổi đạo sĩ, thình linh có kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, khí tức xa so béo đại hòa thượng cùng cách hiên phải cường đại hơn nhiều. Thế nào, tiêu đạo hữu còn có ý kiến gì không sao? Cách hiên nhẹ nhàng lay động quạt xếp, khóe miệng mỉm cười, một bộ cao cao tại thượng, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Ta còn là câu nói kia, chỉ cần tiêu đạo hữu ngoan ngoãn đem thứ ở trên thân đều giao ra đây, Ta cũng không phải là mình cái gì. Cách đạo hiếu, người cũng quá mà rong dài, cùng hắn lắm mồm cái gì. Mọi người đồng loạt thượng, thu thập hắn dễ như trở bàn tay, phía nói cái gì a à hát. Ta còn phải đi về uống rượu nì. Không đợi tiêu phàm trả lời, béo đại hòa thượng đã muốn rất không kiên nhẫn mà kêu lên. Tốt, hòa thượng lời này, ta rất thích nghe. Cách hiên ha ha cười một tiếng, nói ra. Hèn mọn bị ổi đạo sĩ lại bỗng nhiên tấm tắc có tiếng nói ra tốt tinh thuần chính đạo công pháp, cái này một lời máu huyết, nhưng ngàn vạn không thể lãng phí. Cách đạo hiếu, lão đạo đổi chủ ý rồi, trừ chúng ta lúc trước đàm tốt 20 vạn linh thạch, ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Cách hiên sắc mặt hơi đổi, hỏi. Hắn thứ ở trên thân có thể quy ngươi, nhưng người này một lời máu huyết, lại muốn quy ta. Hảo hảo tế luyện thoáng một tí, đây chính là khó được đại bổ vật. Hèn mọn bị ổi đạo sĩ cũng không quay đầu lại, chỉ là một mực nhìn thẳng tiêu phàm, huyết hồng trong hai mắt, lộ ra mãnh liệt vô cùng tham lam ý. Cách hiên lập tức âm thầm thở vào một cái, vừa cười vừa nói cái này không có vấn đề, quyết định như vậy. Gì đó quy ta, người quy ngươi. Rất tốt, chúng ta đây còn chờ cái gì? Hèn mọn bị ổi đạo sĩ nói xong, thủ đoạn một phen, hồng mang lập lè, một thanh huyết sắc trường kiếm đã muốn nắm trong tay. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt mà nhìn xem hắn, hai tay ôm ngực, ngay chút nào động thủ ý đều không có, khóe miệng cái kia bôi như có như không vui vẻ, lại càng phát ra ý vị thâm trường liếu tương đương. Tựa hồ tận mắt thấy ba ngụm dê béo, đang động đi vào lò sát sinh. chương 860, Tha Mạng Tiêu đạo hiếu, người thật đúng là có thể giả bộ a hát. Thấy tiêu phàm như thế chấn định bộ dáng, hèn mọn bị ổi đạo sĩ nhịn không được lạnh cười rộ lên, huy vũ thoáng một tí trong tay huyết kiếm. Nói đi, người muốn chết như thế nào? hèn mọn bị ổi đạo sĩ lạnh lùng mà hỏi thăm. Hắc hắc, tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Liền vào lúc này, một cái hào phóng thanh âm rất đột ngột mà tại hèn mọn bị ổi đạo sĩ bên tai vang lên, cùng lúc đó, một cổ cuồng bạo vô cùng khí thức phóng lên trời, tung tính toán hèn mọn bị ổi đạo sĩ đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cũng là lập tức sắc mặt đại biến, không nói hai lời, dưới chân vừa chợt muốn hướng xa xa né tránh. Đáng tiếc đã muốn đã quá muộn, quanh người không khí một hồi vặn vẹo, liệt bạch thanh âm truyền đến, một cực lớn bàn tay bỗng nhiên tự bên cạnh hắn oanh kích ra, thế không thể đỡ. Nguyên anh tu sĩ, hèn mọn bị ổi đạo sĩ sắc mặt thảm biến, chỉ tới kịp kêu lên nửa câu, liền kêu thảm một tiếng, bị cái này cực lớn bàn tay oanh đắc xa viễn phi đi ra ngoài, ở giữa không trung bỏ ra một hồi huyết vũ, thậm chí ngay cả nửa phần chống đỡ chi lực đều không có. Cho đến lúc này, hoàng đường thân thể cao lớn mới hoàn toàn theo trong hư không lộ ra hiện ra, sớm đã khôi phục tướng mạo sẵn có, cao tới 6-7 trượng màu nâu nhà cửa thú, dưới cao nhìn xuống mà bao quát lấy cách hiên và ba người, mắt nhỏ ở phía trong lóe ra hưng phấn quang mang. Tại sân thượng thành ba ngày này, mỗi một lần ra ngoài đều cẩn thận từng ly từng tí, thật sự là đưa hắn nín hỏng liễu tương đương. Hôm nay nơi đây đóng cửa chi lực rất mạnh, nguyên vốn là cách hiên bọn hắn bố trí tốt chuẩn bị che giấu tai mắt người, gợi yêu ta ít người đoạt bảo nơi tốt. Ở chỗ này động thủ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần lo lắng khi tức lộ ra ngoài, cũng có thể đánh thống khoái. Chỉ tiếc, đối thủ quá yếu, Hoàng Đường lại cảm thấy không được hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu như ba gã kim đan hậu kỳ tu sĩ đều do một mình hắn tới thu thập, cũng là có thể hảo hảo đánh lên một hồi. Trung quy những nhân này kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng không phải hoàn toàn bài trí. Bất quá lão đại cùng tiêu phàm cũng sẽ không đồng ý hắn làm như vậy đích. Dù sao nơi này là tại sân Thượng Thành, hơn nữa ngay tại thiên thai tông tổng đàn dưới chân, vạn nhất ra cái cạm bẫy, lại để cho thiên thai tông cái kia vài lão quái vật phát sắc không ổn, đã có thể tương đối phiền toái. Yêu thú Đợi cho nhìn rõ ràng hoàng đường tướng mạo sẵn có, cách hiên lại càng kinh kêu ra tiếng, sắc mặt lập tức trở nên so người chết còn khó hơn xem. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu loạn thành một bầy, cơ hồ đình chỉ chuyển động. Bỗng nhiên tại sân thượng thành xuất hiện biến hóa yêu thú, thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người, loại sự tình này đã muốn thiệt nhiều thật nhiều năm chưa từng phát sinh qua rồi. Tự nhân loại tu sĩ cùng lệ thú dãy núi ngưng chiến bỏ đi binh, biến hóa yêu thú phải có lẽ đã trở thành nào đó nghe đồn, có rất ít người thấy tận mắt thức qua. Béo đại hòa thượng vốn đã muốn dơ lên hàng ma sử, chuẩn bị cùng hèn mọn bị ổi đạo sĩ cùng một chỗ, khoảng chừng gì đó giáp công tiêu phàm, nhanh chóng giải quyết vấn đề, thấy thế cũng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. So sánh dưới, ngược lại là bị hoàng đường một trưởng đập bay, bản thân bị trọng thương hèn mọn bị ổi đạo sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, nặng nề thổ một bún máu, kêu lên còn đứng ngây đó làm gì. Chạy mau a hát, nói xong, tay trái nhất quyết, miệng lẩm bẩm lại là một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành một đại đoàn huyết vụ, đem thân thể của hắn bao vây lại, Dần dần trở nên mơ hồ, muốn thi triển mỗ trùng trồng quỷ bí độn thuật, rời đi nơi đây. Một tiếng lạnh, hư, truyền đến, một đạo thấp bé thân ảnh tại huyết phụ bên cạnh hiện thân ra, còm nhom bàn tay nắm thành nắm tay quả đấm đi phía trước đâm một cái. ah hèn mọn bị ổi đạo sĩ trường thanh âm kêu thảm, huyết vụ mãnh liệt một hồi quay cuồng, hèn mọn bị ổi đạo sĩ thân hình lần nữa trở nên rõ ràng, vùng đan điền cắm một đầu nhỏ gầy cánh tay, theo hắn phía sau lưng xuyên thủng ra. Hèn mọn bị ổi đạo sĩ trừng lớn đôi mắt, tuyệt vọng nhìn trước mặt cao bất quá bốn năm xích hắc y tu sĩ liếc, toàn bộ thân hình liền, đăng, mà một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ. Người này còn nhom hắc y tu sĩ, dĩ nhiên là là thương kỳ biến thành liễu tương đương. Dùng hắn hóa hình trung kỳ tu vi, đối phó một gã trọng thương nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hèn mọn bị ổi đạo sĩ không có khả năng có nửa phần kháng cự chi lực, nhất cử tay gian tựu bị diệt sát mất. Thương kỳ cười lạnh một tiếng, đem máu me nhảy nhụa cánh tay thu trở về, bàn tay mở ra, lộ ra một khỏa đậu nành đại huyết sắc kim đan, miệng hơi mở, cả băng đạn, một tiếng, tựa như ăn kẹo đậu giống nhau, sẽ đem kim đan nuốt vào bụng đi. Lè lưỡi, thêm một chút bờ môi, lại đem u ám ánh mắt, chăm chú vào béo đại hòa thượng trên người. Hòa thượng, đến ngươi. Không, Béo đại hòa thượng cuối cùng từ trong lúc cây Etiota ép sợ phục hồi tinh thần lại, một tiếng kinh thiên động địa gào rú, béo đại thân hình một nhảy dựng lên, liền hướng xa xa phi đột mà đi. Thương kỳ lạnh lùng mà nhìn xem hắn, cũng không ra tay ngăn cản, đợi béo đại hòa thượng nhảy lên về sau, mới không thèm để ý chút nào mà vung lên bàn tay. Trong chốc lát kình phong gào thét, vừa mới trượt ra không nhiều lắm xa béo đại hòa thượng chỉ cảm thấy phong nhận như đao tử cắt mặt, ầm ầm nổ mạnh bên trong một kính trượng lớn nhỏ màu đen cự trưởng tại hắn đỉnh đầu di động hiện ra mang theo tử vong khí tức hung hăng quay chụp lại cự linh biến thân tiêu phàm hai mắt nhíu lại trong nội tâm thầm giật mình cứ việc thương kỳ bản thể có lẽ hay là như vậy nhỏ gầy không có bất kỳ biến hóa nào nhưng một trường này lại thật sự là cự linh biến thân cự linh thú hai đại thiên phú thần thông một trong tiêu phàm hoàn toàn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố sức lực cũng không phải vô cùng đơn giản tiện tay một kích có thể chịu được bằng được đích. Béo đại hòa thượng thân ở cự trưởng bao phủ phía dưới, tránh cũng không thể tránh, chỉ phải cắn răng một cái, sơ lên cao trong tay hoàng kim hàng ma sử, đem toàn thân kinh lực giống như nổi điên hướng cự sử bên trong cuồng rót mà vào, hàng ma sử kim lóng lánh, hướng về gào thét mà ở dưới cự trưởng liều mạng đón đánh đi lên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hàng ma sử phát ra tránh thiểm kim quang, bỗng nhiên dập tắt Cự trưởng quay chụp lại, béo đại hòa thượng thậm chí ngay nửa tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị cự trưởng đập thành một đoàn mơ hồ không rõ bánh thịt, máu tươi thịt nát tứ tán vẩy ra, vung đầy, mãn trên đất. Cứ việc béo đại hòa thượng cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngày bình thường chủ tu cũng phách đạo tuyệt luân cương mãnh công pháp, nhưng song phương tuyệt đối thực lực kém thật sự quá cách xa, như vậy gọn gàng kết cục thì nằm trong dự liệu liếu tương đương. Cách hiên còn không có phục hồi tinh thần lại hai gã ỉ vì cường viện cao thủ, cứ như vậy vô thanh vô tức mà chết. Rồi cái sạch sẽ, tiền bối, tha mạng. Đương làm thương kỳ ánh mắt lại lạnh lùng mà quét tới, cách hiên rốt cục toàn thân một kích linh, mãnh liệt quỳ xuống, kêu lớn, thân thể nhịn không được lạnh run, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Tha mạng, lão tử muốn điểm bảy linh chi chế thuốc, tiểu tử ngươi lại cho ta đến chiêu thức ấy, ngươi nói, lão tử dựa vào cái gì muốn làm cho chó của ngươi mệnh. Thương kỳ cười lạnh nói, hóa hình trung kỳ yêu thú khủng bố linh áp, không hề giữ lại mà thích phóng ra. Cách hiên lại càng mặt xám như cho, ngay nửa phần huyết sắc đều nhìn không tới liễu tương đương. Sư phụ của hắn Ninh Tông Chủ cũng là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đúng vậy luận đến khí thế cường giã cường hãn, nhưng lại xa xa không thể cùng trước mắt người này còm nhom lão viên hầu đánh đồng. Đây là thị huyết vô độ yêu thú. Bảy linh chi, ahat ahat, bảy linh chi bảy linh chi. Sau một khắc, cách hiên trong đầu linh quang lóe lên, như là lao đến một cây cây cỏ cứu mạng, một điệt thanh âm mà kêu to lên. Tiền bối, tiền bối, bảy linh chi có, có. Ta mang đến, tiền bối thỉnh xem, cái này là ngài muốn bảy linh chi. Một bên kêu, một bên theo chữ vật vòng tay chung lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, hai tay nâng cho thương kỳ, run giọng kêu lên. Thương kỳ trung thực không khách khí mà nhận lấy, cười lạnh hỏi, cái này thật sự là bảy linh chi, không phải hóa cốt tán cách hiên toàn thân chấn động, sợ tới mức té cứ té đái, không ngất lời kêu lên, không dám không dám, đây tuyệt đối là thượng đẳng nhất bảy linh chi, cũng không phải hóa cốt tán, cũng không phải. Vãn bối tuyệt không dám lừa gạt tiền bối. Tin rằng ngươi cũng không dám, trong lúc này nếu thật là hóa cốt tán, ta liền cho cho ngươi ăn từng miếng từng miếng toàn bộ ăn hết. Thương kỳ không thèm để ý chút nào, nhấc tay phất một cái, miệng bình bùa lên tiếng mà rơi, nắp bình mở ra, một đám nùng hương lập tức truyền ra, miệng bình vậy mà xuất hiện thất sắc loang loáng, giống như một đạo nho nhỏ giống như cầu vồng. Ha ha, xem ra thật đúng là không phải hóa cốt tán. Tiêu huynh đệ, người xem xem, nhiều như vậy bảy linh chi có phải là đã muốn đủ rồi. Thương kỳ tiện tay đem bình ngọc đưa cho tiêu phàm, vừa cười vừa nói. Tiêu phàm tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng vừa nghe, lại cẩn thận hướng trong bình ngọc nhìn lên, liền là nhẹ gật đầu, nói ra, thương đại ca, đây đúng là thượng phẩm bảy linh chi, không quá phận lượng hơi chút thiếu một chút. Nếu như gần kề chỉ là cho thương kỳ phối dược, như vậy một lọ bảy linh chi, miễn cưỡng cũng đủ liễu tương đương. Bất quá cái này bảy linh chi tại luyện đan thượng công dụng tương đối rộng khắp, tiêu phàm liền muốn cho mình cũng tồn chữ một ít, chuẩn bị thong thả và cấp bách chi dùng. Có nghe hay không, người còn có bao nhiêu hàng tồn, đều ngoan ngoãn giao ra đây, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó thương kỳ chừng cách hiên liếc tại dưới tình hình như thế cách hiên tự nhiên nửa phần lòng phản kháng cũng không dám có lại liên tục không ngừng mà theo chữ vật vòng tay ở phía trong móc ra một cái bình ngọc đến hai tay dâng run lẩy bẩy sâu sâu nói tiền bối chỗ này của ta còn có một bình bảy linh chi phẩm so sánh với vừa rồi cái kia một lọ muốn hơi kém một chút thật không phải với rồi thỉnh tiền bối nhiều hơn tha thứ hư thương kỳ thủ đoạn bắt tới nhìn cũng không nhìn trực tiếp giao cho tiêu phàm Tiêu phàm mở ra nắp bình, quả nhiên lại là một lọ bảy linh chi, phẩm tương xác thực không bằng đệ nhất bình, cũng may số lượng càng nhiều một ít, làm thuốc không thành vấn đề, cũng sẽ không quá ảnh hưởng đan dược công hiệu. Tốt, hiện tại bảy linh chi có rồi, người này, xử trí như thế nào? Thương kỳ cười hỏi, đây còn phải nói sao? Sao cho ta tốt rồi, ta một ngụm đem hắn ăn tươi, ngay ra lẫn xương, cám đều không thừa một điểm. Hoàng đường đôi mắt nhỏ ở phía trong hung quang đại phóng, đỏ hồng đầu lưỡi đưa ra ngoài, thêm một vòng, một bộ tham ăn đến cực điểm bộ dáng, trực tiếp đem cách hiên trở thành vị ngon nhất bữa tiệc lớn. Đến lúc này, cách hiên không khỏi hồn phi thiên bên ngoài, đặt mông ngồi ngay đó, trong miệng thì thào kêu lên, tiền bối, người đáp ứng tha ta một cái mạng chó đích, người đáp ứng đích. Hắc hắc, ta là đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng chó. Đúng vậy huynh đệ của ta không có đáp ứng A-Hát, hắn muốn ăn ngươi, ta nhưng ngăn không được. Khẩu vị của hắn thật tốt quá, giống như người vậy đích, một cái hai cái còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đích. Không không, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cách hiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dập đầu như bằng tỏi. Cách đạo hiểu, thực muốn mạng sống. Chính bối rối gian, vang lên bên tai tiêu phàm nhàn nhạt thanh âm. Tiêu đạo hiểu, tiêu đạo hiểu tha mạng. Cách hiên lập tức như là người sắp bị chết xem đến cuối cùng một đường ánh dạng đông, liên tục không ngừng về phía lấy tiêu phàm cầu khẩn bắt đầu đứng dậy bề ngoài giống như cùng hai đầu hóa hình kỳ yêu thú tương đối mà nói, có lẽ hay là cái này hắn muốn muốn gợi yêu ta ít người đoạt bảo tiêu đạo hiếu, càng thêm thân thiết đáng yêu một ít. Tốt xấu là cùng loại. Audio điện tử võ tấn bền chương 861, ban đêm sông vào sân thượng cung. Ban đêm, sân thượng phong tiếp cận đỉnh núi một chỗ tương đối nhẹ nhàng trên sườn núi, thiên thai tông tổng đàn chỗ mà. Một mảng lớn đỉnh đài lầu các, tu kiến tại đỉnh núi trong mây mù, tung tính toán tại ban đêm, cũng kim bích huy hoàng, hà lóng lánh, có thể đổ sộ. Riêng lấy quy mô mà nói, thiên thai tông tổng đàn so sánh với vu linh cốc tổng đàn, muốn uy phong hiển hách nhiều lắm liễu tương đương. Một đạo cao tới hơn 10 trượng sơn môn, đem nam thiên đệ nhất tông hiển hách huy danh, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Tương đối mà nói, thiên thai tông tổng đàn chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, các công trình xây dựng được chia tương đối tán, nhất là tông chủ Ninh Khinh Ngữ thanh tu chỗ, lại càng độc chiếm một miếng đất lớn phương, tu kiến đắc giống như cung điện giống nhau. Thiên Thai tông quy củ, tuy nhiên không phải cửu đại tông môn ở phía trong nhất nghiêm đích, lại cũng không phải thập phần rộng thùng thình, ngày bình thường không có được cho phép, bình thường đệ tử tuyệt đối không cho phép tiến vào Ninh tông chủ thanh tu sân thượng cung. Đương nhiên, cách Hiên là ngoại lệ. Cơ hồ cả Thiên Thai tông đệ tử cũng biết, cách Hiên là Ninh Khinh Ngữ nhất thưởng thức đệ tử một trong, thiên phú cực cao. Tiến giai tốc độ cực nhanh, bị mong đợi vì nhị đại đệ tử bên trong nhất có hy vọng bước vào Nguyên Anh kỳ thiên tài. Cách Hiên sớm phải có được Ninh Khinh Ngữ giấy phép đặc biệt, có thể vì thời ra vào sân Thượng Cung. Trên thực tế, Cách Hiên cũng còn kiêm nhiệm lấy sân Thượng Cung đại quản sự chức vụ. Có quan hệ Thiên Thai Tông đối ngoại bàn bạc cùng sân Thượng Cung sự vụ ngày thường, đều là của hắn cai. Nhất là sân Thượng Cung hằng ngày cần dùng vật phẩm, đều đều là Cách Hiên môn hạ đệ tử phụ trách mua sắm cách hiên đã muốn ẩn ẩn trở thành thiên thai tông nguyên anh trưởng lão phía dưới đệ nhất nhân. Bởi vậy, đêm nay thượng cách hiên mang theo, vương sư đệ, cùng một chỗ tiến vào sân thượng cung, không có đã bị bất luận cái gì kiểm tra, càng không có đã bị chút nào hoài nghi. Người này vương sư đệ, cũng là thiên thai tông ngoại đường quản sự, bất quá chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, là cách hiên một tay nhấc nhổ ra lên. Ngày bình thường đối với cách hiên duy mệnh là từ, kính cẩn có ra chỉ có điều vương sư đệ hôm nay sắc mặt nhìn về phía trên lược có vài phần tái nhợt hơn nữa có chút trầm mặc ít nói không thế nào cùng người ta nói lời nói cũng may vương sư đệ là thiên thai tông quản sự không phải sân thượng cung quản sự ngày bình thường cùng sân thượng cung nô bộc nha hoàn kết giao không nhiều lắm mọi người cùng hắn cũng không phải rất thuộc chỉ là ảo ảo hướng cách hiên thỉnh an vân an cách hiên mỉm cười gật đầu chút nào khác thường đều chưa từng lộ ra thật sự cùng ở sau người vương sư đệ, lại để cho cách hiên toàn thân mỗi một căn bản thần kinh đều kéo căng quá chặt chẽ đích, không dám có nửa điểm lười biếng. Không hề nghi ngờ, vị này vương sư đệ chính là tiêu phàm dịch dung giả dạng đích. Thiên huyến mặt thần kỳ vô cùng, tuy nhiên vẫn không thể đưa hắn bên ngoài biến hóa phải cùng vương sư đệ giống như đúc. Trong bóng đêm, thực sự rất khó bị người nhìn thấu. Nếu như là ngang tay phóng đúng, cách hiên cũng tịnh không ý kỵ tiêu phàm, tất cả mọi người là kim đan hậu kỳ tu vi, tiêu phàm rõ ràng cho thấy vừa mới tiến dai, cảnh giới xa xa chưa từng vững chắc, thật sao động thủ, cách hiên có tám phần đã ngoài nắm chắc có thể thủ thắng. Chỉ là trong cơ thể hắn lại bị thương kỳ rơi xuống cấm chế, gây ra cấm chế thủ đoạn, tự nhiết tại tiêu phàm trong tay. Chỉ cần hắn một có dị động, tiêu phàm tâm niệm vừa động, hắn lập tức thì có nguy hiểm đến tính mạng. Dù cho ninh tông chủ gần trong gang tắc, cũng cứu hắn không được nhiều nhất sau đem tiêu phàm tháo thành tám khối, vì hắn báo thù rửa hận. Bất quá đó cũng không phải là cách hiên muốn kết quả. Vô luận đến lúc nào, đều là chết tử tế không bằng lại còn sống. Huống chi tiêu phàm hôm nay lại để cho hắn làm chuyện này, cũng không coi là nhiều nguy hiểm. Tiêu phàm cũng không có ý định tại sân thượng cung nháo sự, tung tính toán có thương kỳ cùng hoàng đường cái này hai gã biến hóa yêu thú giúp đỡ, thiên thai tông tổng đàn cũng có thể nói là đầm rồng hang hổ, Tiêu Phàm chỉ là muốn muốn gặp Trần Dương một mặt, xác nhận an toàn của nàng. Vốn là Tiêu Phàm muốn gặp Trần Dương, cũng không cần phải cam bốc lên lớn như thế hiểm, cũng có thể lại để cho cách hiên tìm lấy cớ. Đem Trần Dương mang đi ra cùng hắn gặp mặt, Tiêu Phàm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần vừa thấy được Trần Dương. Liền là dẫn nàng xa chạy cao bay, dù cho hai người cùng đi lệ thú dãy núi đần ra, cùng hoàng đường ở cùng một chỗ cũng tốt hơn đem Trần Dương một người lẻ loi chơi trọi nhét vào cái này chưa quen cuộc sống nơi đây thiên thai tông. Ai ngờ cách hiền cũng rất chán nản, thất vọng nói cho hắn biết, đây tuyệt không khả năng. Bởi vì Trần Dương kim linh thể, làm cho nàng tại ninh khinh ngữ trong suy nghĩ có không gì sánh kịp tầm quan trọng. Thiên thai tông chủ tu công pháp, đã kêu, rưỡi kim quyết, kim thuộc tính tinh khiết linh căn tu luyện, rưỡi kim quyết, tuyệt đối làm chơi ăn thật, tiến triển cực nhanh đối với bất luận cái gì kim thuộc tính thần thông đều có được trời sinh lực lĩnh ngộ. Ninh khinh ngữ đối với Trần Dương ký thác kỳ vọng, từ Trần Dương cúi đầu vào môn hạ, tự đối với nàng nghiêm gia quản giáo, các loại quý hiếm đan dược chưa bao giờ đoạn qua, làm cho nàng đóng cửa khổ tu, không có Ninh khinh ngữ chính miệng cho phép, Trần Dương ngày bình thường quyết không hứa rời đi sân thượng cung nửa bước. Đa số thời điểm, Ninh khinh ngữ nếu như ra ngoài lời mà nói, cũng muốn đem Trần Dương mang theo trên người, dốc lòng chỉ điểm chuyện khác cách hiên thiết lập đến hào không làm khó dễ duy chỉ có tiêu phạm yêu cầu này vạn có thể làm được cuống hồ hắn mặc dù là trần dương sư huynh ngày bình thường cùng trần dương gặp mặt số lần cũng không nhiều quan hệ đánh cho càng thiếu trần dương là có tin tưởng hắn hay không lời mà nói cùng hắn cùng một chỗ vụ igta chạy ra sân thượng cung còn phải nói cách hiên sợ vạn nhất trần dương không tin đem việc này bẩm báo sư phụ đoàn người đều muốn chịu không nổi Tiêu Phàm liền đưa ra muốn thân đi sân thượng cung trông thấy Trần Dương, xác nhận cách hiên nói hết thảy đều thật sự. Lúc ấy cách hiên vừa nghe, cơ hồ ngay con mắt tử đô muốn chừng đi ra. Đây là muốn liều mạng a hát. Với tư cách lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc trốn tránh người, thậm chí còn hại chết nhạc Tây Quốc một gã nguyên anh tu sĩ, tiêu phàm lại để cho tiến vào sân thượng cung đi, chỉ cần bị ninh tông chủ gặp được, hắn ở đâu còn có lao động chân tay. Tuy nhiên Thiên Thai tông cùng Vu Linh cốc cũng không bao nhiêu giao tình, nghĩ đến muốn bắt Tiêu Phàm tại thái trưởng giáo chỗ đó trao đổi tốt hơn nơi, quả quyết sẽ không bị cự tuyệt đích. Nhưng cách Hiên lại cũng không dám cự tuyệt. Hắn đã sớm theo Tiêu Phàm bình thản dưới con mắt, thấy được che giấu rất khá kiên nghị. Tiêu Phàm loại tính cách này người, một khi quyết định chủ ý, người muốn thay đổi hắn, cơ vốn thuộc về nằm mơ giữa ban ngày. Hắn thực chất bên trong đầu nếu không cái loại này cường ngạnh đến cực điểm tính tình, lúc trước sao lại dám đang tại 20 tên nguyên anh tu sĩ mặt, tại chỗ trốn tránh. Trên thế giới này, vốn cũng không phải là mỗi người cũng giống như hắn cách hiên đồng dạng sợ chết đích. Cứ như vậy, cách hiên không thể không kiên trì dẫn tiêu phàm vào sân thượng cung. Căn cứ hắn đối với sư phụ hiểu rõ, khoảng thời gian này, đúng vậy sư phụ thông lệ bế quan lúc tu luyện, tiến cung trước kia, cách hiên lại cùng ở lại sân thượng cung tâm phúc thủ hạ liên lạc qua, xác nhận sư phụ chính đang bế quan lúc này mới vội vã mang theo tiêu phàm đi vào phải nắm chặt thời gian lại để cho tiêu phàm cùng trần dương thấy một mặt hẳn là sẽ không bị phát hiện đích đương nhiên cách hiên cũng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện tiêu phàm gần kề chỉ là muốn muốn gặp trần dương một mặt nhưng ngàn vạn biệt đừng ý tưởng đột phát muốn đem trần dương mang đi vậy thì thật sự là tự hành muốn chết rồi nhưng tiêu phàm trong nội tâm rốt cuộc là loại ý nghĩ nào cách hiên lại ở đâu khiến cho minh bạch đã không nghĩ qua là đã rơi vào trong tay đối phương cũng chỉ thuận theo ý trời liễu tương đương chỉ là cách hiên nghĩ đến nát óc cũng không có làm tinh tường cái kia hai đầu biến hóa yêu thú rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ cùng tiêu phàm cùng một chỗ còn một khối trà trộn vào sân thượng thành cái này gan nhi thực không phải bình thường mập phải biết rằng hai đầu biến hóa yêu thú đủ để dẫn phát sân thượng thành toàn thành đại oanh động chỉ cần nhận được tin tức, tất cả tu sĩ đều tựa như phát điên tham dự đến vây bắt hoạt động bên trong đến. Có lẽ có rất nhiều trung cấp thấp tu sĩ sẽ vẫn lạc, nhưng cùng hai đầu biến hóa yêu thú nội đan cùng tài liệu chân quý tương đối mà nói, như trước có lẽ hay là hội dẫn tới đoàn người dốc sức liều mạng. Bởi vì mỗi người thậm chí nghĩ lấy, từ rất có thể là người khác, cuối cùng nhất được chỗ tốt đích, nhất định là chính mình. Cái này còn yêu thú cùng tiêu phàm, nhất định là đầu óc hư lắm rồi, quả thực không thể nói lý có cách hiên dẫn đường, hai người phòng ngoài nhập thất, không hề trở ngại, đã đến sân thượng cung hậu viện. Ánh trăng như nước, phong cảnh như vẽ, u tính dị thường. Cách hiên tại một tòa tiểu đình viện trước kia ngừng lại, nhìn xa xa nguyệt trước cửa hai đạo nhân ảnh, thấp giọng nói ra, tiêu đạo hiếu, phía trước chính là tiểu sư muội luyện công chỗ rồi. Sư phụ chuyên môn phái người bảo vệ cảnh giới, người bình thường quyết không hứa tới gần tại đây. Trần Dương là ninh khinh ngữ chính thức thu nhận sử dụng môn tường đệ tử truyền, Sắc thực là cách hiên tiểu sư muội. Tiêu phàm ánh mắt hướng bên kia quét qua, lạnh nhạt nói ra, hai gã trúc cơ kỳ đệ tử mà thôi, cách đạo hữu không hội không đối phó được a. À. Cách hiên cười khổ một tiếng, nói ra cũng không phải không đối phó được, nhưng tiêu đạo hữu cũng muốn cho tại hạ chừa chút đường lui. Cái này hai gã đệ tử đúng vậy nhận thức ta đích. Ngươi để cho ta đi đối phó bọn hắn, lại không thể gờ yêu ta ít, sao chẳng lẽ bọn hắn hội không hướng ninh tông chủ bẩm báo sao? nếu gỡ yêu ta ít lời mà nói, cũng đồng dạng tránh không khỏi truy tra. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy thì tự chính mình động thủ tốt rồi. Cách hiên vội vàng nói, tiêu đạo hiếu, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, tiểu sư muội tại chúng ta thiên thai tông rất tốt, sư phụ đối với nàng có phần coi trọng, ngươi cũng có thể yên tâm. Không dối gạt tiêu đạo hiếu nói, ta thủy chung cảm thấy, tiểu sư muội ở lại chúng ta thiên thai tông, mới được là tốt nhất đường ra tương lai có rất lớn hy vọng, có thể đặt chân nguyên anh kỳ, trở thành nhạc Tây Quốc nhất đảng đại nhân vật. Đến lúc đó các người lại đoàn tụ, chẳng phải là còn hơn tiêu đạo hữu đem nàng mang đi lệ thú dãy núi như vậy hoang dã chi địa. Lời này ngược lại nói được cực kỳ thành khẩn. Cái này trong lòng ta biết rõ, cũng không nhọc đến cách đạo hữu phí tâm. Đi thôi, tiêu phàm bình tĩnh nói, thân thể nhoáng một cái, đã đến cách hiên phía trước. Cách hiên bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo nhà mình đánh mạng nhất tại người ta đỉnh đầu cũng chỉ có thể kiên trì đi một bước tính toán từng bước lại về phía trước đi vài bước đằng trước tiêu phàm bỗng nhiên thân thể uốn éo như vậy biến mất tại trong hư không không thấy bóng dáng cách hiên chấn động vội vàng dừng bước thả ra thần niệm cẩn thận tìm tòi thật vất vả mới tại cách đó không xa chứng kiến một đạo cực kỳ mỏng hư ảnh chậm rãi hướng về nguyệt môn nơi cái kia hai gã thủ vệ đệ tử lấn đến gần đi qua vô thanh vô tức giống như hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không tồn tại giống nhau. Đây là cái gì ẩn nặc thuật, thần diệu như thế. Cách hiên không khỏi thầm giật mình. Nhạc Tây Quốc chỗ vắng vẻ, cũng không có nghe nói qua yêu đao tông. Ngay cách hiên như vậy một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều muốn thần niệm toàn bộ triển khai, cẩn thận siêu tầm, mới có thể năng lực mơ hồ bắt đến tiêu phàm một đạo hư ảnh. Đây là ở ngoài sáng biết tiêu phàm ngay tại chỗ gần dưới tình hình. Nguyệt môn nơi hai gã thủ vệ, bất quá là trúc cơ trung kỳ tu vi, lại toàn bộ không phòng bị, lại ở đâu có thể đã nhận ra. Không đợi minh bạch là chuyện gì xảy ra, sẽ cùng lúc kêu rên một tiếng, mềm nhũn mà té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự liếu tương đương. chương 862, xa cách từ lâu gặp lại. Chỗ này nho nhỏ đình viện thập phần ưu tính, bố trí cấu tứ sáng tạo, phong cảnh cực đẹp. Xuyên qua một chỗ tiểu hoa viên, đối diện chính là một tòa tinh xảo lầu các, các trên lầu, còn lóe lên ánh đèn. Tiêu Phàm thần niệm quét qua, lập tức vui mừng quá đỗi. Trong lầu các, vậy mà thật sự có Trần Dương khí tức. Bất quá Tiêu Phàm còn không có tùy tiện hành động, như trước rất cẩn thận mà dùng thần niệm nhìn quét qua đình viện bốn phía, xác định không. Nửa mặt khác thủ vệ cũng không có điều tra đến trận pháp cấm chế, lúc này mới thân hình vừa động, hướng về lầu các bên kia bay đi. Lầu các trong mật thất, một gã dáng người cao ngất, toàn thân màu xanh quần áo tuổi trẻ nữ hài đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người, lấy tay chi ngạch, thỉnh thoảng nhíu mày, tựa hồ có chút phiền não phiền muộn. Đúng vậy Trần Dương. Chít kít, một tiếng, mật thất cửa phòng không gió tự khai. Ai? Trần Dương thả người mà dậy, nũng nịu quát lớn. Tố tố. Một cái thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên tại nàng vang lên bên tai, Trần Dương lập tức tự ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, trừng lớn hai mắt, trừng ở Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc cái này đương làm khẩu tiêu phàm tự nhiên gỡ xuống thiên huyễn mặt lộ ra tướng mạo sẵn có nhìn về phía trần dương ánh mắt cũng cực kỳ kích động hưng phấn khơi khoảnh trần dương quát to một tiếng lão đảo mà vào tới mãnh liệt nhào vào tiêu phàm trong ngực chăm chú ôm hắn nước mắt như vỡ đê hồng thủy giống nhau tràn ra lập tức làm ướt tiêu phàm đầu vai tiêu phàm tiêu phàm người đi đâu vậy rồi ngươi vì cái gì không đến xem ta trần dương thấp giọng nước nở đạo không ngừng dậm chân, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, tại tiêu phàm vai trên lưng không ngừng đánh, tượng cái không rảnh thế sự tiểu cô nương. Tiêu phàm cũng chăm chú ôm Trần Dương xinh đẹp ấm áp thân hình, thấp giọng nói ra ta đây không phải tới rồi sao? Làm sao ngươi mới đến A hát? Ngươi biết những ngày này, ta là nghĩ như thế nào ta sao của ngươi? Ngươi biết không? Trần Dương khóc đến càng thêm thương tâm. Ta biết rõ. Tiêu phàm liên tục gật đầu, nhẹ nhàng hôn hít lấy nàng trơn bóng gò má cùng mềm mại vành tai. Hắn thật sự biết rõ, đã hơn một năm không thấy, Trần Dương so trước kia hao gầy nhiều hơn. Vốn là đầy đặn thân thể mềm mại, trở nên thon thả rất nhiều, thì thịt bàn tay nhỏ bé cũng trở thành thon dài bàn tay trắng nõn, thập đầu ngón tay nhọn, gầy trơ cả xương đích. Trần Dương bỗng nhiên chăm chú ôm lấy cổ của hắn, hé miệng đến, hung hăng hôn lên tiêu phàm bờ môi, trầm thấp dê y dỉ lấy. Dùng sức bú, hai người bọn họ cùng một chỗ vài chục năm đây là đầu một hồi hôn môi thật sự là trần dương quá kích động rồi tự tự nhiên nhưng tự hôn lên đến tiêu phàm cũng chăm chú ôm eo nhỏ của nàng nhiệt liệt mà hôn trả lại hồi lâu hai người mới dần dần tách ra trần dương vô lực mà tựa ở tiêu phàm trong ngực vẫn không nhúc nhích tô tố, tố chúng ta đi tiêu phàm đầu óc lập tức tỉnh táo lại hạ giọng nói ra tại đây thật sự không phải tự thoại chỗ chờ đến địa phương an toàn. Lại chậm rãi nói chuyện phiếm nói chuyện không muộn. Đi nơi nào? Trần Dương mơ mơ màng màng mà hỏi thăm. Đương nhiên là đi chỗ ta ở, đi lệ thú dãy núi. Ta tại đó tìm được một cái chỗ an thân rồi, ngươi yên tâm. Rất an toàn. Nha! Trần Dương lúc này, hoàn toàn đánh mất mình tư duy năng lực, tiêu phàm nói cái gì chính là cái gì. Thậm chí mấy ngày liền thường dùng phẩm đều không thu thập, lôi kéo tiêu phàm tay, muốn đi ra ngoài. Hai người mới vừa tới đến lầu các cửa ra vào, tự mãnh liệt dừng bước. Tô tố, tố, muốn muốn đi đâu a à hát? Từng tiếng lạnh quát hỏi, lạnh nhạt truyền tới, lập tức. Một cổ phóng lên trời uy áp, đập vào mặt. Một người trung niên cung trang nữ tử, tại vài tên đệ tử túng tụng phía dưới, chậm rãi tại đình viện lối vào hiện thân đi ra. Mắt phượng ngậm uy, hạnh má dẫn sát, đúng vậy thiên thai tông tông chủ ninh khinh ngữ, Trần Dương dưới mắt thụ nghiệp ân sư. "Sư phụ, ta." Trần Dương đầu óc lập tức oanh một tiếng, toàn bộ rối loạn, nhưng lại kìm lòng không được mà đứng ở Tiêu Phàm phía trước, duỗi ra hai tay, ngăn cản hắn. "Sư phụ, ta, ta không đi vào trong đó, ta chính là." "Bằng hữu của ta đến rồi, ta cùng hắn đi một chút." Ấp úng, nói năng lộn xộn. Trong lúc này, nàng có thể nói ra như vậy mấy câu, đã muốn thập phần đáng quý. Đổi một người chỉ sợ sớm đã sợ tới mức toàn thân bùn rùn thậm chí ngay đứng cũng không vững phải không tại sư phụ trước mặt cũng dám nói dối ninh khinh ngữ hai hàng lông mày dựng lên rét căm căm nói sư phụ ta trần dương nhanh chóng nước mắt lại chảy xuôi xuống tiêu phàm nhẹ nhàng đè xuống trần dương mở ra hai tay vỗ vỗ vai thơm của nàng tiến về phía trước một bước đứng ở trần dương phía trước hướng ninh khinh ngữ liền ôm quyền cao giọng nói ra vãn bối tiêu phàm bái kiến ninh tông chủ. Tiêu phàm, hắc hắc, tiêu phàm, ngươi lá gan thật sao không nhỏ. Ninh khinh ngữ hai mắt có chút nhíu lại, lạnh điện loại ánh mắt bắn thẳng đến tới, một cổ vô hình sát khí, mãnh liệt hướng tiêu phàm bao phủ mà xuống. Hạo nhiên chính khí lưu chuyển, tiêu phàm không thèm để ý chút nào liền đem cổ sát khí kia thừa nhận rồi xuống. Hôm nay hắn đã là kim đan hậu kỳ tu vi, tung tính toán gặp phải một vị nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, cũng sẽ không bị đối phương của khí thế kia đơn giản ngăn chặn. Vốn là đã ở trong đình viện đứng ngồi không yên cách hiên, đột nhiên nhìn thấy sư phụ hiện thân, đã sớm sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài, kìm lòng không được mà hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái, cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất, rốt cuộc nói không nên lời một câu đến. Cách hiên đi theo ninh khinh ngữ nhiều năm, đối với sư phụ tính cách sớm đã rõ như lòng bàn tay. Biết rõ cái này đương lúc, ngàn vạn không thể theo liền mở miệng, càng không thể vì chính mình biện hộ nửa câu nếu không hiệu quả tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại chỉ có chờ sư phụ tiêu tan tức giận chậm rãi giải, giải thích cầu tình mới có như vậy một tia may mắn không bị phạt cơ hội ninh khinh ngữ chính mắt cũng không nhìn hắn liếc chú ý hoàn toàn đặt ở tiêu phàm trên người lạnh lùng nói ra tiêu phàm đã lúc trước người may mắn thoát được một mảng cái kia nên xa chạy cao bay vì cái gì lại chạy về đến chuyên đến ta thiên thai tông đi tìm cái chết sư phụ sư phụ bớt giận, hắn, hắn là đến xem ta, cũng không có quấy rối. Trần Dương nóng nảy, lại ồn ào bắt đầu đứng dậy. Người cầm miệng cho ta. Ninh khinh ngữ bỗng nhiên một tiếng quát trói tai, bay xéo nhập tóc mai hai hàng lông mày, mãnh liệt bị dựng lên, tức giận tràn đầy. Tại đây lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi, đã vào ta thiên thai tông, đã lại tổ sư ra, cái kia ngươi chính là ta thiên thai tông người. Ngươi hiện tại tâm hướng ngoại nhân, chính là khi sư diệt tổ, Đừng tưởng rằng ta coi trọng ngươi, ngươi có thể thị sủng mà kiêu. Hôm nay chuyện này, chính ngươi trước thì có tội, còn dám vì cái này ngoại nhân cầu tình, cho rằng không dám xử phạt ngươi sao? Trần Dương sợ tới mức há to mồm, một câu đều nói không nên lời, chỉ là nước mắt không dứt đi xuống đất chảy xuôi. Ninh tông chủ, không có nghiêm trọng như vậy a. À. Tiêu Phàm lại nhíu mày, thần sắc đồng dạng rất là không vui. Chút nào cũng không có bị Ninh khinh ngữ hù sợ. Tố tố nhận thức ta trước đây, là bạn gái của ta. Chúng ta đã hơn một năm không thấy, ta tới xem nàng, đó là thiên kinh địa nghĩa đích. Cho dù ta muốn dẫn nàng đi, cũng giống nhau là thiên kinh địa nghĩa đích. Tô tố, tố gia nhập quý tông, nhưng không phải chúng ta tự nguyện, mà là bị vu linh cốc ân trưởng lão lấy mạnh hát yêu ta ép yếu, cứng rắn ngạnh bắt đến đích. Tuy nhiên tu chân giới là người mạnh là vua, nhưng một ít cơ bản nhất đạo lý, tổng cũng muốn giảng đích. Người theo ta giảng đạo lý, ninh khinh ngữ thoáng cái phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng cười gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm thật giống như nhìn xem một cái quái vật giống nhau đi theo ở sau lưng nàng vài tên thiên thai tông đệ tử lại càng mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường người này hẳn là đầu óc hư lắm rồi a một cái kim đan tu sĩ cùng một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ giảng đạo lý ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi là người nào dựa vào cái gì cùng ta giảng đạo lý ta hiện tại nhất cử tay tựu có thể gờ yêu ta ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm ai chủ trì công đạo cho ngươi sao? Tiêu phàm sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, một cái lời biếng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ninh Tông Chủ, người xác thực có thể nhất cử tay sẽ gờ yêu ta hắn. Nhưng dưới tay ngươi những này môn nhân đệ tử, ta cũng có thể nhất cử tay liền gờ yêu ta rơi mấy cái. Nếu không chúng ta lẫn nhau gờ yêu ta bắt đầu đứng dậy thử xem. Xem ai gờ yêu ta ết được nhiều. Đúng vậy thương kỳ. Người nào? Ninh khinh nữ lập tức vừa sợ vừa giận, mãnh liệt thả người mà dậy, đến không chung, ánh mắt hướng thương kỳ bên kia quét tới. Chỉ thấy cách đó không xa, còm nhom thương kỳ, chính để sau lưng hai tay, đứng ở nơi đó, dưới chân tác chính là hoành thất thụ bát địa thẳng một đống lớn mặc áo xanh thiên thai tông đệ tử, nam nữ đều có tu vi cao thấp không đồng nhất. Nhưng ít ra cũng có ba gã kim đan tu sĩ ở bên trong. Đều đều nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên là bị thương kỳ chế trụ, không thể động đậy. Vốn là thấp bé không ngờ cự linh thú, giờ phút này lại giống như hạt giữa bầy gà giống nhau. Cự linh thú, ninh khinh ngữ rốt cuộc không hổ là thiên thai tông tông chủ, kiến thức rộng rãi, liếc tự nhận ra, thương kỳ cũng không phải nhân loại tu sĩ, mà là yêu thú biến hóa. Hơn nữa là yêu thú bên trong đại danh đỉnh đỉnh cự linh thú. Ninh tông chủ tốt ánh mắt, lão phu thương kỳ đến từ trong núi xem như ninh tông chủ láng giềng a à. ngày bình thường sơ tại ân cần thăm hỏi kính xin ninh tông chủ không nên trách tội thương kỳ một bộ mây trôi nước chảy dù bận vẫn ung dung bộ dạng ninh khinh ngữ thật sự không nghĩ tới tại chính mình tổng đàn nơi ở lại bị một đầu biến hóa yêu thú thẳng sông tới còn bắt nhiều như vậy môn nhân đệ tử làm con tin việc này nếu đồn đãi mở đi ra thiên thai tông mặt đều muốn mất hết chỉ là sân thượng thành không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua biến hóa yêu thú rồi, Ninh khinh Ngữ lại cơ trí hơn người, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không còn làm tin tưởng cái này ảo thuật như thế nào biến thành. Thậm chí còn nàng lập tức liền nghĩ đến, có phải là yêu thú sẽ đối sân thượng thành quy mô tiến công? Thương đạo hiếu, người lá gan thật sao không nhỏ a hát, một người tự dám độc sông chúng ta thiên thai tông tổng đàn. Đây là lấn ta thiên thai tông không người sao. Bất quá trong khoảng khắc, Ninh khinh Nữ liền chấn định lại, lạnh lùng nhìn thẳng Thương Kỳ, nói từng chữ từng câu. Thương Kỳ cười nói, Ninh tông chủ nói quá lời, lão phu bất quá là cùng Tiêu huynh đệ đến nơi đây chiếu cố bạn nữ của hắn, cũng không có tính toán gây ra quá lớn động tĩnh đến. Chắc hẳn Ninh tông chủ cũng không muốn đem sự tình náo đại a. À. Tiêu huynh đệ, Ninh khinh ngữ lại cười lạnh một tiếng, thân thủ chỉ hướng Tiêu Phàm. Ngươi nói là hắn sao? Đúng vậy. Nói như vậy, hắn cũng là yêu thú, là đồng loại của các ngươi cái này lời nói được có chút vô lễ. Thương kỳ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hư lạnh nói, hắn không phải thú tộc, là các ngươi nhân tộc một thành viên, đồng loại của các ngươi. Bất quá, hắn hiện tại là bằng hữu của ta, ta đưa hắn làm thành huynh đệ đến xem. Như thế nào, chuyện như vậy, cũng phải đi qua ngươi ninh tông chủ cho phép không được. Hư hư, đây là các ngươi ở giữa sự tình, ta có thể mặc kệ. Nhưng các ngươi tự tiện xông vào thiên thai tông tổng đàn, việc này ta liền cho không phải không thể can thiệp liễu tương đương. Ninh khinh ngữ sắc mặt, triệt để trầm xuống. chương 863, ta không đi. Ninh tông chủ, nếu như ta không tự tiện xông vào quý tông tổng đàn, mà là quy củ bái THIO ta ép cầu kiến, người hội đồng ý ta chỗ thỉnh sao? Tiêu phàm bất động thanh sắc, lạnh nhạt hỏi. Ninh khinh ngữ hử lạnh một tiếng, người có lá gan lớn như vậy sao? Không có. Tiêu phàm thành thành thật thật mà đáp cho nên ta buổi tối đến, muốn đem bạn lữ của ta mang đi. Mơ tưởng, Ninh khinh ngữ không chút do so dự nói ra, ngữ khí chém Ninh chặt sắt. Thương kỳ tự cười, ung dung nói, Ninh tông chủ, ta muốn là ngươi, sẽ trước suy nghĩ kỹ càng nói sau, tránh khỏi gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi thực sẽ không cho là như vậy một cái tu vi thấp cạn tiểu nha đầu, chống đỡ mà vượt nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử tánh mạng a. Ninh khinh ngữ lạnh lùng nhìn qua hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn thế nào? gờ yêu ta ết bọn họ. Thương kỳ hai tay hướng sau lưng một vai phát ngẩng đầu vọng thiên, hắc hắc mà vừa cười vừa nói, lão phu nếu là tâm tình không tốt, gờ yêu ta phải vài người được coi là cái gì. Ninh khinh ngữ cười lạnh nói, thương đạo hiếu, người đem ta đây sân thượng cung trở thành cái gì. Muốn tới thì tới, muốn gờ yêu ta người liền gợi yêu ta ết người, muốn đi thì đi. Thương kỳ liếc nàng liếc, khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt ý, lạnh nhạt nói ra, nói như vậy, Ninh Tông Chủ còn muốn đem bà Lão Phu cũng lưu lại. Người cho rằng ta làm không được sao. Thương Kỳ ha ha cười một tiếng, nói ra, Lão Phu thật không biết Ninh Tông Chủ dựa vào cái gì như thế tự tin. Các người thiên thai tông, tổng cộng ba vị nguyên anh tu sĩ, một người trong đó, trước đó vài ngày vừa vặn ra ngoài, không có 10 ngày nửa tháng là về không được liễu tương đương. Về phần nam trưởng lão sao, người cũng không muốn quá trông cậy vào hắn, hắn hiện tại chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc một lời không tất, bỗng nhiên một tiếng hét to, từ cách đó không xa nam sinh điện vang lên. Nghiệt xúc, thật to gan. Tất cả thiên thai tông đệ tử, đều đều sắc mặt đại biến. Nghe thanh âm này, đúng vậy nam trưởng lão. Lập tức, một cổ uy mãnh không đúc khí phách tự nam sinh điện phóng lên trời, một đạo cao tới 6-7 trượng cực lớn thân ảnh. Phần Phật A, đem nam sinh điện đỉnh điện bị đâm cho nát bấy, từ bên trong gấp sông ra. Cực lớn trong lòng bàn tay, một bên cầm lấy hai ba cái bóng người, mở ra đi nhanh, hướng bên này chạy vội mà đến. Đông đông đông, tiếng bước chân, chân đắc mặt đất không ngừng run rẩy. Tự nhiên là đã muốn hóa thân thành yêu thú hình thái hoàng đường liễu tương đương. Nam sinh điện cùng sân thượng cung ở giữa khoảng cách cũng không quá xa, trong nháy hoàng đường đã đến phụ cận, tiện tay một ném, đưa trong tay cầm lấy vài người đều vứt trên mặt đất. Mấy người kia nam nữ đều có, đều đều là thiên thai tông đệ tử phục sức cách ăn mặc, trong đó hai người, thình lình có kim đan kỳ tu vi. Thực tế một gã nữ tu, tuổi tác rất, tướng mạo đẹp như hoa. Bị hoàng đường nặng nề hướng dưới mặt đất một ném, lập tức nguyên một đám rơi chật vật không chịu nổi, dầm gì đích, không đứng dậy được. Nhiệt xúc, mập mập mặt đỏ lão giả nam trưởng lão theo sát phía sau, phi thân đuổi theo. Trường kiếm trong tay hàn lóng lánh, cái chán nhưng lại mồ hôi đầm đìa, có vẻ hồn hền. Tướng công, cứu ta, tên kia tướng mạo đẹp như hoa nữ tu, lại càng hướng về phía nam trưởng lão quát to lên. Người này dĩ nhiên là nam trưởng lão bầu bản, cũng không biết là chính thức song tu bầu bạn có lẽ hay là thị TH yêu ta ép, bất quá coi như là thị TH yêu ta ép, theo nam trưởng lão hồn hền bộ dáng đến xem, chỉ sợ cũng rất được sủng cái chủng loại kia. Nhìn thấy người này nữ tu, tiêu phàm hai mắt có chút nhíu lại. Từ nơi này nữ tu trên người, hắn cảm nhận được một cổ có chút quen thuộc khí thức, cùng Ngọc Uyển Nhi cực kỳ tương tự. Cái này tuổi trẻ nữ tu, tám phần chính là Ngọc Gia xuất thân hồ yêu nữ. Ngọc Gia có rất nhiều tướng mạo đẹp nữ đệ tử, trở thành đẳng cấp cao tu sĩ thị TH yêu ta ép, cái này tại nhạc Tây Quốc. Chính là là một loại thái độ bình thường. Hắc hắc, lão đầu, muốn đánh sao? Tốt, ta cùng ngươi. Hoàng đường ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, vung vẩy kình thiên cự trưởng, hô, mà một tiếng, liền hướng vội vàng chạy tới nam trưởng lão mãnh đánh đi qua. Lập tức cuồng gió gào thét, cắt bay đá chạy, khí thế rất kinh người. Hoàng đường bản thể, đồng giáp gấu, nguyên vốn là dùng lực lớn chiêu cọi, chìm tăng trưởng. Một khi cuồng bão bắt đầu đứng dậy, ngay cự linh thú cự linh biến thân cũng có thể dùng lực bất bại. Nam trưởng lão vội vã đuổi theo, thầm nghĩ cứu người, nguyên lai tưởng rằng tại thiên thai tông tổng đàn, cái này yêu thú lá gan lớn hơn nữa, cũng chỉ có bỏ mạng mà chạy phần, ai ngờ trong nháy mắt, tự dương nhanh múa vuốt phản gỡ Iota S trở về. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục không ngừng mà vung trong tay trường kiếm, chém ra một đạo dài hơn một trượng kiếm quang, đón đánh đi lên, thân thể lại trên không chung một trầu, bỗng nhiên gian sau này vội vàng thối lui mà đi. Nam trưởng lão không hổ là nguyên anh kỳ cao thủ, xem thời cơ quá nhanh, lần này xu thế tránh cực kỳ đúng chỗ. Chỉ nghe, bá, mà một tiếng, hắn vội vàng chung bổ ra cái kia một đạo kiếm quang, cùng hoàng đường trưởng phong đụng một cái, ngay nửa phần ngăn cản chi lực đều không có, lập tức chôn vùi ở vô hình, cuồng bạo trưởng phong tịch cuốn tới, lau thân thể của hắn khó khăn lắm đảo qua, mấy trượng bên ngoài một cây ôm hết đại thụ, răng rác từ đó hở ra vì hai, khổng lồ tán cây nặng nề nện xuống đất, ầm ầm rung động. Nam trưởng lão không khỏi hoảng sợ biến sắc. Cái này yêu thú mạnh mẽ như thế, Tuy nhiên ngày bình thường tất cả mọi người đem biến hóa yêu thú cùng Nguyên Anh tu sĩ đánh đồng, nhưng nói như vậy, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng thập cấp biến hóa yêu thú một trọi một động thủ, nhân loại tu sĩ hơn phân nửa là thắng thiếu phụ nhiều. Yêu thú biến hóa về sau, linh trí mở rộng ra, không tại nhân loại tu sĩ phía dưới, mà thiên phú thần thông cho dù phi nhân loại có thể chịu được bằng được đích. Đương nhiên, nếu như nhân loại tu sĩ chủ tu công pháp, vừa vặn khắc chế yêu thú thiên phú thần thông, cái kia lại khác đương làm đừng luật. Mặc kệ loại nào yêu thú, cũng bất kể là hay không trưởng thành, cả đời đều khó có khả năng bỏ qua thiên phú của mình thần thông, sửa xây mặt khác công pháp. Nhân loại tu sĩ nhưng có thể biến báo, cái này là nhân loại tu sĩ mạnh hơn yêu thú địa phương. Lão Tam, trước không vội lấy động thủ, chúng ta còn nói ra suy nghĩ của mình đi. Thương kỳ ha ha cười một tiếng, uống ở hoàng đường. Hoàng đường ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, quả nhiên đem rũi ra tay cánh tay thu trở về thân thể nhoáng một cái, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một gã thân cao bảy xích mặt lông đại hán, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đứng ở thương kỳ cách đó không xa, mắt nhỏ ở phía trong sạch bong lập lè, chỉ ở tên kia tuổi trẻ nữ tu trên người quét tới quét lui. Cái này tuổi trẻ nữ tu xác thực là ngọc gia nữ tử, trong huyết mạch mang theo hồ yêu truyền thừa, thiên sinh ra được đối với, đồng giáp gấu cái này mãnh thú có sợ hãi cảm giác, lập tức bị hoàng đường thấy toàn thân sợ hãi, chăm chú cuộn mình thành một đoàn chỉ là hướng nam trưởng lão cầu cứu tướng công cứu ta ah cứu cứu ta dù là nam trưởng lão đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ cũng bị nhiễu đắc tâm thần đại loạn hướng hoàng đường kêu lên hai vị phương nào cao nhân ta nam nào đó cùng các ngươi không oán không cừu vì cái gì chạy đến chúng ta thiên thai tông tới quấy rối dùng từ tuy nhiên nghiêm khắc ngữ khí lại đã sớm mềm nhún nhìn xem trên mặt đất một đống lớn thiên thai tông nam nữ đệ tử kim đan kỳ đã ngoài tu vi thì có 5 người nhiều. Hơn nữa nam trưởng lão sủng ái nhất thị th yêu ta đối phương đã muốn chiếm hết thượng phong. Giờ phút này lừa gạt hoành, trước tựu đã đánh mất những kia đệ tử tánh mạng. Cái này yêu thú chỉ cần cuồng bão bắt đầu đứng dậy, một trưởng đánh ra, khoảng cách gần như thế, tất cả mọi người lập tức hóa thành thịt vụn, tuyệt không sinh lộ, tung xem như ninh tông chủ cùng nam trưởng lão đều cứu không được. Quấy rối chúng ta nếu hảo hảo đến đây bái sơn môn, hai vị vẫn không thể mở ra trấn phái đại trận, đem chúng ta đều bắt lại a Thương kỳ khinh thường nói. Ninh khinh ngữ cười lạnh nói, ta hiện tại cũng có thể mở ra trấn phái đại trận. Tốt, Ninh Tông Chủ không ngại thử xem xem, chúng ta hiện tại hai đấu hai, tung coi như ngươi mở ra trấn phái đại trận, cái kia thì sao? Ngươi cảm thấy một trận đánh rất xuống đến, thiên thai Tông có thể chiếm được nhiều đại tiện nghi. Nếu như ngươi hoặc là nam trưởng lão có cái gì bất chắc, thiên thai tông tại nhạc Tây Quốc ma đạo chín tông thứ hai bài danh, còn có thể giữ được. Cũng không nên rơi vào cùng vu linh cốc giống nhau kết cục. Ninh khinh ngữ biến sắc, quát vu linh cốc ân đạo hiếu, chính là bị các người hại chết hay sao? Ân đạo hiếu, ha ha, Ninh tông chủ hiểu lầm, người kia nhưng không phải chúng ta gợi yêu ta hết. Ninh tông chủ, ân mẫu người là tại hạ gợi yêu ta Từ trước đến nay Trần Dương đứng chung một chỗ tiêu phàm, chậm rãi nói ra, ngữ khí bình thản. Ngươi, Ninh khinh ngữ tự nở nụ cười, cười lạnh, thật giống như nghe được thiên đại chê cười giống nhau. Tiêu phàm lược vừa chắp tay, nói ra ta biết rõ Ninh Tông Chủ không tin, vậy cũng không có sao. Ân mỗ người lấy mạnh hát yêu ta ép yếu, cưỡng bức tại hạ, lại đem tại hạ bầu bạn cường đưa cho Ninh Tông Chủ. Ta không gờ yêu ta ép hắn, ai gờ yêu ta ép hắn. Ngữ khí chắc chắn, không có chút nào giả bộ ý. Trong lúc nhất thời. Ninh Khinh Ngữ cũng có chút bán tín bán nghi bắt đầu đứng dậy. Lập tức lạnh cười nói, người cùng Vu Linh khóc sự tình, cùng ta không quan hệ. Lúc trước ân mỗ người đem Tố Tố đưa đến môn hạ của ta. Đúng vậy thay đổi ta không ít chỗ tốt, Tố Tố cũng là cam tâm tình nguyện bái tại môn hạ của ta. Hiện tại ngươi luôn mồm muốn đem nàng mang đi, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Ninh Tông Chủ, nhiều người như vậy đổi một người, ta xem ngươi có lẽ hay là đáp ứng tốt. Thương Kỳ cũng lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, tay vừa nhấc, đem một gã hào không có lực phản kháng thiên thai tông kim đan tu sĩ bắt hết, tay kia trưởng đặt tại hắn trên đỉnh đầu, tự hồ chỉ muốn một lời không hợp, muốn đem cái này kim đan tu sĩ ôm đồng tử. Ninh khinh ngữ sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt hạnh đều muốn bị lửa giận nung đỏ liễu tương đương. Từ nàng ngưng kết nguyên anh đến nay, còn chưa bao giờ bị người như thế áp chế uy hát yêu ta ép qua. Ta không đi, liền tại đây dương cung bạt kiếm quan trọng hơn quan khẩu, một cái giòn giã thanh âm lại vang lên. Mọi người đều đều cả kinh, hướng bên này trông lại, nói chuyện đúng vậy Trần Dương. Tố tố, tiêu phàm biến sắc, kêu lên. Trần Dương cầm thật chặt tay của hắn, ngẩng nắng kiểu diễm khuôn mặt, nhẹ giọng lại kiên định nói tiêu phàm, ta biết rõ trong lòng ngươi có ta, cái này là đủ rồi. Ta tự nguyện ở lại thiên thai tông, ngươi yên tâm, sư phụ đối với ta rất tốt. Thiên thai tông, rưỡi kim quyết, cũng rất phù hợp ta tu luyện. Ta chính thức bái sư, đã là thiên thai tông đệ tử. Tiêu phàm không khỏi trao nổi lên lông mày. Trần Dương nói lời, kỳ thật cũng không phải không có có đạo lý. Cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm được phù hợp Trần Dương tu luyện kim thuộc tính thần thông. Thiên thai tông, rưỡi kim quyết, được xưng nhạc Tây Quốc kim thuộc tính thần thông thứ nhất, tự nhiên là thích hợp nhất Trần Dương tu luyện liếu tương đương cái này kỳ thật cũng là ninh khinh ngữ tuyệt không phóng Trần Dương đi nguyên nhân. Tiêu đạo hiếu, đang lúc tiêu phàm do dự thời điểm, ninh khinh ngữ cũng mở miệng, ngữ khí vậy mà trở nên hòa hoãn rất nhiều. Người cùng vu linh cốc ân ân hoán oán bổn tông chủ có thể không thêm để ý tới. Tố tố là đệ tử của ta, vu linh cốc cũng không có người dám hướng nàng sinh sự. Về phần ngươi đêm nay thượng tự tiện xông vào bổn tông tổng đàn, niệm tình ngươi một mảnh tương tư chi tâm, bổn tông chủ cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tương lai nếu có duyên, người cùng Tố Tố đều có lại tương kiến ngày. Tố Tố, người thật sự không đi. Tiêu phàm cúi đầu ngóng nhìn lấy Trần Dương hai mắt sáng rỡ, thấp giọng hỏi. Thật sự không đi. Trần Dương trọng trọng gật đầu. Người yên tâm đi, sư phụ đối với ta thật sự rất tốt. Tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào tiêu phàm trên người. Tiêu phàm hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy, thật lâu, mới thật dài thở phào một cái, khẽ gật đầu một cái. Đã ninh khinh ngữ đối với nàng coi trọng như vậy, Trần Dương ở tại chỗ này cũng tốt, lệ thú dãy núi, dù sao cũng là yêu thú thế giới. chương 864, Hóa huyết Trúc Linh Đến đến, tiêu huynh đệ, uống một chén. Từ phía trên đài thành trở lại hoàng đường động phủ, thấy tiêu phàm thủy chung một bộ dầu dĩ không vui bộ dạng. Hoàng đường lúc này thiết yến, vì tiêu phàm giải buồn. Thương kỳ cũng nói, tiêu huynh đệ, kỳ thật ngươi nữ kia bạn ở lại thiên thai tông cũng là không tệ ta thử qua rồi thiên thai tông những người kia tu luyện xác thực là rất chính tông kim thuộc tính công pháp đã ninh khinh nữ đối với nàng đều coi trọng như vậy tương lai có một ngày nói không chừng cũng có thể tiến dai đến nguyên anh kỳ đến lúc đó ngươi lại trở về mang đi nàng chẳng phải là thuận tiện muốn đi nơi nào thì đi nơi đó ai dám ngăn trở đúng vậy a à, tiêu huynh đệ ta nghe nói tinh khiết linh thể tu sĩ chỉ cần chính giữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơ hồ từng cái đều có thể tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ đã ngoài. Để muội ở lại nơi đó, cũng không có gì không tốt đích. Dù sao chúng ta tại đây, cũng không có ai tinh thông kim thuộc tính công pháp. Hoàng đường lập tức phụ họa. Đến, lại uống một chén. Tiêu phàm cũng là tiêu sái loại người, bị hai người như thế một khích lệ, cũng không nên bác mặt mũi của bọn hắn, sơ lên chén rượu đến, nâng ly một ly, nói ra, bất kể thế nào nói, lần này sân thượng thành hành trình, có lẽ hay là đại có sở hoạch. Muốn bắt được gì đó đều thu thập đủ toàn bộ liễu tương đương. Lập tức có thể vì thương đại ca luyện chế nhóm thứ hai đan dược. Thương kỳ cười nói, làm phiền tiêu huynh đệ như vậy tận tâm tận lực. Đúng rồi, tiêu huynh đệ, ta xem ngươi trong thành còn góp nhặt một ít có quan hệ thú tộc nội đan tài liệu luyện chế đơn thuốc. Tiêu phàm không khỏi nao nao. Hắn xác thực là góp nhặt như vậy một ít đơn thuốc bởi vì gần sát lệ thú dãy núi cùng lệ thú cánh đồng hoang vu nhạc tây quốc từ trước đến nay thì có dùng yêu thú nội đan cùng máu huyết tài liệu luyện chế đan dược truyền thống tại phương diện này có rất sâu nghiên cứu mà chút ít đơn thuốc đa số ngay nam cực y kinh thượng đều không có ghi lại bất quá hiện tại thương kỳ đột nhiên hỏi tiêu phàm cũng không tốt nói cho hắn biết tại chính mình chữ vật vòng tay ở phía trong cất giấu một nhóm lớn yêu thú nội đan cùng tài liệu những thứ không nói khác chỉ cần thất cấp đã ngoài yêu thú nội đan, thì có gần trăm khỏa nhiều. Thấy tiêu phàm xấu hổ, thường kỳ lập tức liền ý thức được hắn hiểu lầm, cười ha hả nói, tiêu huynh đệ ngàn vạn không nên hiểu lầm, chúng ta thú tộc cũng không có các ngươi nhân loại như vậy dối trá. Thú tộc nội đan cùng tài liệu, tự chúng ta cũng thường xuyên dùng đích. Chỉ có điều tiêu huynh đệ muốn thu tụ tập những này đơn thuốc, lại đại khả không cần phải đi sân thượng thành. Trong tay bọn họ, có thể có cái gì tốt đơn thuốc. Tiêu phàm kinh ngạc nói ra, chiếu thương đại ca ý, cái kia trong tay ai mới có tốt đơn thuốc đâu này. Ta, thương kỳ duỗi ra tay phải ngón cái, thẳng tắp chỉ hướng cái mũi của mình. Tiêu phàm liền chố mắt bắt đầu đứng dậy. Hắc hắc, tiêu huynh đệ, người đây tự không hiểu a. À. Nhiều năm trước kia, nhạc tây khu nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ cùng chúng ta lệ thú dãy núi đẳng cấp cao biến hóa đồng đạo lập thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị vốn là tại nhân loại tu sĩ trung rộng khắp truyền lưu vô cùng nhiều đan phương, đều bị chúng ta thú tộc đoạt lại trở về. Hiện trong tay ta, tự có không ít như vậy đan phương, đó là chân chính thượng cổ lúc sau truyền thừa xuống đích, cùng dưới mắt nhân loại tu sĩ sử dụng cái kia chút ít đan phương tương so, cần phải tinh xảo nhiều lắm liễu tương đương. Ngươi nói muốn, ta cũng có thể cho ngươi. Ngay sau đó, Thương Kỳ đã nói ra một phen lại để cho tiêu phàm kinh hỉ này ra thoại ngữ đến. Thương đại ca, người có như vậy, đan phương, vậy thì thật tốt quá. Không nói gạt ngươi, ta xác thực muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí, nhìn xem như thế nào lợi dụng thú tộc nội đan cùng tài liệu trị bệnh cứu người. Ừ, tiêu huynh đệ y thuật, chúng ta đều là tự mình lĩnh giáo qua đích. Những này đan phương giao cho ngươi, so thu trong tay ta mốc mèo muốn giỏi hơn nhiều. Đến, đón lấy. thương kỳ làm việc gọn gàng, dương một tay lên, một mảnh thẻ che trực tiếp hướng tiêu phàm bay vụt mà đến đa tạ thương đại ca. Tiêu phàm cũng không khách khí, tiện tay tiếp nhận thẻ tre, cảm ơn một tiếng, liền đem thẻ tre dán tại trên chán, thần niệm đi đến bên trong tìm tòi, nguyên một đám thượng cổ đan phương hiển hiện ra, lập tức lại để cho tiêu phàm vừa mừng vừa sợ. Dùng hắn tại y thuật thượng tạo nghệ, tự nhiên liếc có thể nhìn ra được, những này đan phương quả nhiên xa xa so với hắn tại sân thượng thành thu thập đến cái kia chút ít đan phương muốn tinh xảo nhiều lắm. Đương nhiên, cũng không thể nói thời kỳ thượng cổ, nhạc tây khu truyền lưu cái kia chút ít yêu thú đan phương cũng đã toàn bộ im tiếng thu mình lại, nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản truyền lưu đến bình thường trong cửa hàng đi bán ra. Tiêu phàm thậm chí tại thẻ tre bên trong tìm được rồi, vu linh đan, cùng tiểu vu linh đan, chính tông phiên bản, so với hắn theo ân tính lão giả cái kia khỏa tiểu vu linh trong nội đan suy luận ra tới đan phương, càng thêm đáng tin cậy một ít. Tiểu vu linh đan, hiệu lực, hắn là tự thể nghiệm qua đích, phách đạo tuyệt luân, đối với tinh tiến kim đan tu sĩ tu vi, có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Cái này đã hơn một năm thời gian, thương thế của hắn đã muốn khôi phục được không sai biệt lắm, kế tiếp tự phải nghĩ biện pháp tiến thêm một bước tăng lên tu vi của mình. Cái này chính tông tiểu vu linh đan, đơn thuốc, với hắn mà nói, thật đúng là quá kịp thời liễu tương đương. Chỉ cần có đại lượng, tiểu vu linh đan, liên tục không ngừng mà cung ứng, hắn nên vậy có thể tại thời gian không lâu trong, có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới. Mặc dù nói trùng kích Nguyên Anh Kỳ khẳng định không có dễ dàng như vậy, nhưng có kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới cùng pháp lực, tung tính toán đối mặt bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tiêu phàm tin tưởng mình cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Thực tế lại để cho tiêu phàm kinh hỉ chính là, thẻ che bên trong, lại vẫn có dùng yêu thú nội đan cùng tài liệu làm thuốc, lại để cho yêu thú tu vi tăng tiến đan phương. Nói cách khác, Hắc Lân cũng đại có hy vọng trùng kích cửu cấp linh thú cảnh giới. Mặt khác, thẻ tre chung còn ghi lại một loại gọi là tự linh đan, đan dược, loại này tự linh đan, lại không phải là làm cho người ta loại ăn cũng không phải cho yêu thú ăn, mà là nuôi nấng linh trùng đích. Thiên mục trùng, biết mẫu trùng đợi trùng loại danh tự, thình linh liệt ra tại đan phương bên trong, còn có vài trùng trồng, mặt khác yêu thú nội đan cùng máu huyết, cũng cũng có thể làm thuốc, là chăn nuôi linh trùng tốt nhất. Xa so cho ăn những kia chỉ một giống hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Cái này đan phương, cũng làm cho tiêu phàm mừng rỡ. Chỉ có điều, từ lệ thú cánh đồng hoang vu sau khi đi ra, cái kia hai đầu cấp hai lưng sắt con bọ ngựa tổng số thấp nhất dai con bọ ngựa, một mực đều ở linh thú hoàn ở phía trong nằm ngày o. O, chút nào cũng không có thức tỉnh ý. Nếu như không phải có thể theo hắn trên người chúng cảm nhận được thập phần tràn đầy sinh cơ, tiêu phàm thật muốn hoài nghi những này linh trùng có phải là song đời thuận lợi. Xem ra linh trùng tiến dai khó khăn, thật sự không phải khuyết đại chi từ. Đào Thiên Thu tại khu trùng đại pháp thượng ghi lại đắc thanh sở minh bạch, bình thường dưới tình hình, linh trùng muốn tiến giai đến thành thuộc thể, ít nhất phải thượng thời gian vạn năm, có đôi khi thậm chí là vài ngàn năm đã ngoài. Mà linh trùng mỗi tiến giai đến một cái giai đoạn mới, uy lực to lớn, tự xa không phải nhân loại tu sĩ tiến giai một cấp bậc có thể so sánh đích. Ví dụ như cấp hai con bọ ngựa, khí tức thượng chỉ tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có thể cho kim đan tu sĩ tạo thành cực lớn uy hát yêu ta ép, thậm chí tại bất ngờ không đề phòng, một kích diệt sát kim đan tu sĩ cũng có thể. Nếu như những này còn bạo ngựa tiến hóa đến tam giai giai đoạn, há không phải có thể dùng lực nguyên anh tu sĩ. Đối với cái này, Tiêu Phàm tràn đầy chờ mong. Cũng không biết, những này linh trùng rốt cuộc còn muốn ngủ tới khi nào mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Thật lâu, Tiêu Phàm mới buông thẻ che, hướng Thương Kỳ vừa chắp tay, nói ra, "Thương đại ca, đối với cái kia, hóa huyết trúc linh đại pháp tiểu đệ có chút không đại minh bạch. Cái gọi là hóa huyết trúc linh đại pháp là ở thẻ che mặt sau cùng ghi lại một bộ phương pháp, đã muốn không thể tính toán là một cái đơn giản đan phương liễu tương đương. Thương kỳ vừa cười vừa nói, cái này, hóa huyết trúc linh đại pháp, tại chúng ta thú tộc đúng vậy đại danh đỉnh đỉnh, là chúng ta thú tộc dùng để chữa trị tứ chi bị thương phương pháp. Nói như vậy, có rất nhiều mọi người thử qua rồi. Đó là đương nhiên, hiệu quả như thế nào? Rất tốt a hát, ta cánh tay này, năm đó chính là dùng hóa huyết trúc linh đại pháp trọng luyện ra đích, cùng trước kia cánh tay độc nhất vô nhị. Thương kỳ nói xong, duỗi ra bản thân cánh tay trái, uốn lượn huy vũ vài cái. Tiêu phàm không khỏi hít một hơi thật dài khí. Cái này, hóa huyết trúc linh đại pháp, thật sự chính là rất nghịch thiên. Dựa theo thẻ che ghi lại, nếu có ai tứ chi bị hao tổn, có thể dùng một ít yêu thú máu huyết cùng tài liệu làm nguyên liệu, Luyện chế lại một lần một cái mới tứ chi, chỉ cần dùng tài liệu phù hợp, lại có thể một lần nữa sinh ra một cái cùng trước kia độc nhất vô nhị tứ chi đi ra, thậm chí còn hơn lúc trước. Mà đây bất quá là, Hóa huyết trúc linh đại pháp cơ bản nhất công hiệu, Hóa huyết trúc linh đại pháp cao nhất sâu cảnh giới, là huyết nhục sống lại. Thì ra là mọi người nói, sinh tử thịt người bạch cốt. Ví dụ như người nào đó thân thể toàn bộ hủy, chỉ còn lại có nguyên thần, chỉ cần có người cho hắn thi triển hóa huyết trúc linh đại pháp, có thể dùng phù hợp yêu thú máu huyết cùng gân cốt, luyện chế lại một lần một cụ mới thân thể, lại để cho hắn nguyên thần gửi giao trên của hắn, đẫm máu sống lại. Trên lý luận, cái này, hóa huyết trúc linh đại pháp cũng đồng dạng có thể sử dụng nhân loại máu huyết cùng gân cốt đến luyện chế mới thân thể. Như vậy luyện chế ra đến thân thể, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, so về đoạt xá đến, không có bất kỳ tính nguy hiểm, càng không có bất kỳ sắp xếp khác phái, nguyên thần một gửi giao thân thể, lập tức có thể thi triển đại bộ phận thần thông, nếu như là yêu thú máu huyết gân cốt luyện chế hóa thân, thậm chí còn có thể thi triển yêu thú thiên phú thần thông. Tiêu phàm theo không nghĩ tới qua, thế gian còn có thần kỳ như vậy thuật pháp. Tuy nhiên thập phần thô bạo thập phần huyết tinh, nhưng xác thực ngoài dự đoán mọi người. Thấy tiêu phàm còn có chút phạm chố mắt, thương kỳ tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, vừa cười vừa nói tiêu huynh đệ, dùng cái này, hóa huyết trúc linh đại pháp, một lần nữa luyện một đầu cánh tay một chân cái gì đích, rất nhiều biến hóa đồng đạo đều đã làm, nhưng luyện chế lại một lần một cụ mới thân thể, độ khó tự quá lớn. Tiêu phàm bề bộn tức hỏi, nói như vậy, có người thử qua. Đó là đương nhiên rồi, đã có phương pháp như vậy, sao có thể không có người nếm thử đâu này. Chỉ có điều cho tới bây giờ, còn không người thành công qua. Ta xem chừng, thật muốn muốn trở thành công, cái kia đắc có như người vậy y thuật đây cũng không phải là ai cũng có thể làm minh bạch đích. Thương kỳ bưng chén rượu lên uống một gấp lớn, mắt nhìn của hắn, ý vị thâm trường nói. Tiêu phàm hơi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, nói ra, thương đại ca rất cao dơ lên ta, tiểu đệ chỉ có điều thô thông y đạo mà thôi. Như vậy tinh thâm pháp môn, ta ở đâu khiến cho minh bạch. Hơn nữa, tiểu đệ cũng sẽ không đi nghiên cứu loại phương pháp này, không khỏi quá mức huyết tinh liễu tương đương. Ha ha, cái này cũng nói đúng loại chuyện này, nhưng không cưỡng cầu được. Đến, tiêu huynh đệ, uống rượu uống rượu. Thương kỳ cũng không nhiều lời, ha ha cười một tiếng, dơ lên chén rượu tương mời. mươi 865, kế hoạch nham hiểm cùng chấn nhạc thần quân. Tiêu phàm ngày bình thường cũng không thích rượu, nay thiên tâm tự không tốt, khó coi, bị hai người thay nhau một khích lệ, lại có vài phần cảm giác say, mắt nhìn thương kỳ, chợt nhớ tới một sự kiện đến, thủ đoạn một phen, theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra một cái đen nhánh mấy cái gì đó, đúng vậy hắn nghiên cứu rất nhiều lần đều không có kết quả cái kia miếng thú noãn. Thương đại ca, tiểu đệ cái này có dạng gì đó, một mực không biết là vật gì, Thỉnh đại ca giúp ta xem thấy thế nào. Nói xong, đem cái kia miếng thú noãn cho Thương Kỳ ném tới. Thương Kỳ đúng vậy hóa hình trung kỳ cấp 11 yêu thú, nếu như thứ này thật là một quả thú noãn lời mà nói, hắn không có lý do gì không biết. Ua a à, có chút ý tứ. Thương kỳ cũng đã say chuyến choáng, thân thủ bắt lấy này cái đen nhánh thú noãn, vừa vào tay, tựu hai hàng lông mày có chút dương lên, thì thầm một tiếng. Đây là cái gì? Hoàng đường cũng gom góp đi qua cùng một chỗ quan sát. Tiêu phàm nói ra, tiểu đệ cho rằng, đây là một miếng thú noãn, nhưng không biết ra sao trùng trồng thú tộc thú noãn. Không phải. Thương kỳ lập tức cũng rất khẳng định nói. Đây tuyệt đối không phải thú noãn thú noãn không có như vậy đích. Hoàng đường cũng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, à, thứ này quỷ khí um tùm, tự không có một điểm xanh khí, ta còn chưa thấy qua có cái gì thú noãn là như vậy. Tiêu phàm không khỏi cả kinh, nói ra quỷ khí um tùm. Hắn cũng có qua cảm giác như vậy, chỉ là không quá cường liệt. Ừm, đây là quỷ đạo chi vật, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Ồ, ta giống như nhớ ra rồi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thứ này, Thứ này có điểm giống là trong truyền thuyết đích, kế hoạch nham hiểm. Thường Kỳ cẩn thận xem lấy thú noãn, trong miệng thì thào có tiếng, bỗng nhiên mở chừng hai mắt, như là nhớ ra cái gì đó làm hắn rất là giật mình mấy cái gì đó, kêu lên. Kế hoạch nham hiểm. Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường đều thất kinh. Đại ca, cái gì là kế hoạch nham hiểm a -Hát? Thường Kỳ hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy, có chút mơ hồ nói, ta cũng chỉ là rất sớm trước kia tại một bản cổ tịch thượng đã từng gặp nói là có như vậy thứ gì, là ở âm khí nồng nặc nhất địa phương tích tụ mà thành. Hấp thu thiên địa trong lúc đó trí âm trí hàn chi lực, hao phí vài ngàn năm thời gian mới ngẫu nhiên có thể thai ngén ra tới. Trong đó ẩn chứa âm hàn quỷ khí mạnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái kia thứ này có làm được cái gì đâu này? Hoàng đường lập tức truy vấn. Không biết. Thương kỳ lắc đầu liên tục. Cái kia sách cổ thượng cũng chỉ ghi lại nói, vật này là những kia quỷ đạo tu sĩ yêu nhất, tựa hồ có thể theo ở bên trong lấy được điểm rất tốt nơi tiêu huynh đệ thứ này người từ nơi nào có được tiêu phàm đáp là từ lệ thú cánh đồng hoang vô thiên hồn nguyên chỗ sâu nhất lấy được cái kia là được rồi nhất định là kế hoạch nham hiểm hoàng đường một buông tay nói ra lại không biết cái này kế hoạch nham hiểm có thể làm cái gì dùng tiêu huynh đệ cũng không phải quỷ tu ha ha vậy trước tiên thu lại a à, nhìn xem về sau có thể hay không cần dùng đến nếu đi bên ngoài thế giới loài người, nói không chừng tại giao dịch hội thượng có thể gặp được những kia đẳng cấp cao quỷ tu, thứ này chính là một số lớn linh thạch nhì. Thương kỳ kiến thức, tự nhiên so hoàng đường càng thêm nguyên bác, cười đem cái kia miếng, thú noãn, trả lại cho tiêu phàm. Tiêu phàm lắc đầu, thu vào. Xem ra tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, tương lai nếu thật là có thể đổi một số lớn linh thạch, cũng chưa hẳn không phải kiện chuyện tốt. Ba người nâng ly cạn chén, đều đều ẩm đến lớn say, lúc này mới đều tự an giấc liễu tương đương. Ngày kế tiếp sáng sớm, tiêu phàm liền khai lò luyện đan, vì thương kỳ luyện chế ra một nhóm lớn chữa thương đan dược. Sau đó cho mình cùng Hắc Lân cũng luyện chế ra một nhóm lớn đan dược, bắt đầu bế quan tu luyện. Kiến thức thoi ma giới những này đẳng cấp cao tu sĩ lợi hại về sau, tiêu phàm trong nội tâm sinh sôi ra một cổ thật lớn gấp gáp cảm giác. Dùng hắn tu vi hiện tại, nếu muốn ở phong ba quỷ dị tu chân giới có tôn nghiêm mà sinh tồn được, độ khó không nhỏ. Tượng mặt khác kim đan hậu kỳ tu sĩ như vậy, tại nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt khúm núm, cúi mình khuất nước sơn, xoay người lại, tự đối với cấp thấp tu sĩ làm mưa làm gió, tiêu phàm thật sự làm không được. Hắn không muốn khi dễ người, thực sự tuyệt không muốn bị người khi dễ. Chỉ có mau chóng để cao tu vi của mình, làm cho mình càng cường đại hơn một ít, mới được là chính đồ bất quá như vậy thanh tịnh ngày tốt lành rất nhanh đã bị đánh chặt đứt một ngày này thương kỳ bỗng nhiên lại cùng xà ô cùng một chỗ dắt tay nhau đi vào hoàng đường động phủ định ngày hẹn tiêu phàm xà ô đối với tiêu phàm thái độ vẫn không lạnh không nóng thực sự không hề lối ra mỉa mai thương kỳ thần sắc nhìn về phía trên lại có vài phần khẩn trương tiêu phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc dùng thương kỳ hóa hình trung kỳ yêu thú thực lực tại đây lệ thú dãy núi bên trong còn có chuyện gì có thể làm cho hắn hiện ra vẻ khẩn trương đến. Tiêu huynh đệ, khả năng muốn vất vả người theo chúng ta đi trời xanh núi đi một chuyến liễu tương đương. Vừa thấy được tiêu phàm, thương kỳ liền đi thẳng vào vấn đề nói. Hoàng đường lập tức kinh hô lên, trời xanh núi. Đại ca, chấn nhạc thần quân xuất quan. Ừm, thương kỳ nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Cái kia, chúng ta đi thấy là được, lại để cho tiêu huynh đệ đi gặp hắn làm cái gì hoàng đường thần sắc, thoáng cái trở nên so thương kỳ còn khẩn trương. Thương kỳ thở dài, nói ra là chấn nhạc thần quân chính miệng phân phó đích, nói là chúng ta lâm lang trong núi một vị nhân loại thần y, chị ta nhiều năm cố tật, chấn nhạc thần quân muốn gặp thượng vừa thấy. Cái này, cái này làm mất đi gì nói lên. Hoàng đường sắc mặt xám trắng, hơi có chút hổn hển. Tiêu phàm nhịn không được hỏi, Hoàng Tam Ca, cái này chấn nhạc thần quân là phương nào cao nhân A-Hát như thế nào một mực đều không có nghe ngươi nói khởi qua. Tựa hồ đi gặp người này lời mà nói, phong hiểm không nhỏ. Hoàng đường ho khan một tiếng, than trì nghiêm mặt, nói ra, tiêu huynh đệ, cái này chấn nhạc thần quân là chúng ta cái này phạm vi mấy vạn dặm trong, tu vi cao nhất thú tộc. Nhiều năm trước kia, tự tiến giai hóa hình hậu kỳ liễu tương đương. Cũng là mọi người chúng ta nhất trí tôn kính đầu rồng, vòi nước đại ca. Bất quá. Nói đến đây, hoàng đường có chút trần chờ Tựa hồ có lời gì không có phương tiện lối ra. Bất quá cái gì. Tiêu phàm bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Hoàng đường cắn răng, nói ra, chấn nhạc thần quân đối với người loại tu sĩ, trước sau như một không có cảm tình gì. Nghe nói rất nhiều năm trước kia, phụ thân của hắn chính là tại cùng nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ giao chiến thời điểm vẫn lạc rơi đích. Cho nên, tiêu phàm xem như minh bạch. Nếu không, huynh đệ, người chạy A, à, lúc này rời đi thôi. Hoàng đường kêu lên, đôi mắt nhỏ bên trong, tràn đầy quan tâm chi tình. Lão Tam, người điên rồi sao? Thương kỳ còn chưa mở khẩu, xạo ô cũng đã kêu lên, nhưng hắn là chấn nhạc thần quân chính miệng điểm danh muốn gặp người, người lại để cho hắn chạy, chấn nhạc thần quân chỗ đó, người đi bàn giao. Hừ, coi như là chấn nhạc thần quân, cũng muốn giảng đạo lý. Tiêu huynh đệ chẳng những là con của ta ân nhân cứu mạng, cũng là ta hoàng đường bằng hữu tốt nhất dựa vào cái gì muốn dẫn hắn đi thấy chấn nhạc thần quân. Hoàng đường cổ một ngạnh, kêu lên. Ngươi, đại ca. Xà ô tức giận đến mở trừng hai mắt, lập tức nhìn về phía thương kỳ, lý đều không để ý hoàng đường liếu tương đương. Thương kỳ sắc mặt âm tình bất định, trầm tư sau nửa ngày, mới thật dài thở dài, nói ra tiêu huynh đệ, ngươi cho ta chỉ vết thương cũ, vốn là ta muốn hảo hảo cảm tạ ngươi một phen, không muốn chấn nhạc thần quân bỗng nhiên ở phía sau xuất quan, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Thật sự là xin lỗi đắc vô cùng. Như vậy đi, ta đồng ý lão tam ý kiến, ngươi hiện tại tựu đi, lập tức đi, xa chạy cao bay. Đại ca, ngươi cũng hồ đồ rồi sao? Chấn nhạc thần quân chỗ đó, chúng ta như thế nào bàn giao? Thương kỳ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói ra là ta lại để cho tiêu huynh đệ đi đích, đương nhiên là ta đi bàn giao. Lão nhị, ngươi yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến ngươi. Lão tam nói không sai, coi như là chấn nhạc thần quân, cũng muốn giảng đạo lý. Sao ô thật sự tức giận rồi, kêu lên, đại ca, làm sao ngươi bàn giao a hát. Chấn nhạc thần quân cái kia tính tình, ngươi cũng không phải không biết. Nguyên vốn là có chút ít xem chúng ta không vừa mắt, nếu như thiên sơn quân cái kia vô liêm sỉ lại ở trước mặt hắn nói vài lời nói bậy, có thể có chúng ta lâm lang núi quả ngon để ăn. Ta đây cũng không thể liên lụy bằng hiếu, ta thương kỳ không phải người như vậy. Thương kỳ chém ninh chặt sắt nói. Đại ca nói đúng. Hoàng đường hai đấm nắm chặt, vẻ mặt vẻ giận dữ. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, nói ra, thương đại ca, hoàng tam ca, chấn nhạc thần quân muốn gặp ta, cũng không thấy đắc tựu nhất định là muốn gợi yêu ta ết ta. Đã như vậy, vậy tiểu đệ tựu với các ngươi cùng đi một chuyến trời xanh núi A. Huynh đệ, chấn nhạc thần quân tính tình, người không có lĩnh giáo qua, cứ như vậy tùy tiện đi gặp hắn, quá nguy hiểm. Hoàng đường vội la lên. Tiêu phàm cười cười, nói ra tung tính toán chấn nhạc thần quân đối với người loại tu sĩ có rất sâu thành kiến, tổng cũng không thể thấy một cái tiểu gợi yêu ta ít một cái. Nếu không, hắn cũng có thể trở ra núi đi, đại khai sát giới. Một đầu hóa hình hậu kỳ yêu thú, tương đương với nhân loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa nói như vậy, biến hóa yêu thú sau so cùng gia nhân loại tu sĩ sức chiến đấu càng cường hãn. Cả nhạc Tây Quốc đều không có bất kỳ người là đối thủ của hắn được xưng nhạc Tây Quốc đệ nhất tu sĩ Hắc Ma Vương, cũng không quá đáng là một gã nguyên anh trung kỳ ma tu mà thôi. Muốn nói tiêu phàm không chút nào sợ hãi vị này tính tình cổ quái chấn nhạc thần quân, cái kia tự nhiên là lời nói dối. Nhưng thương kỳ cùng hoàng đường đều đối với hắn như vậy giảng nghĩa khí, dùng tiêu phàm tính cách, tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy trong chớp mắt chạy trốn. Huống chi, hắn tựa hồ cũng không có chỗ có thể đi. Xa lệ thú dãy núi, chính là nhạc Tây Quốc trước kia vẫn chỉ là đắc tội vu linh cốc, một hồi trước ngay thiên thai tông cũng phải tội đến xít sao đích. Cũng bị người nhận ra, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Không có thương kỳ cùng hoàng đường hộ giá, tiêu phàm rất không trông cậy vào ninh khinh ngữ còn có thể dễ dàng thả hắn đi đường. Ninh khinh ngữ cố nhiên là nữ lưu hạng người, nhưng lại cái loại này ninh gấy không mặt khom tính cách, mặt mũi rất là xem trọng. Lần trước tại sân thượng cung, nếu như tiêu phàm kiên trì muốn dẫn đi Trần Dương, Ninh khinh Ngữ dựa vào thiên thai tông nguyên khí đại thương, cũng nhất định sẽ cùng thương kỳ hoàng đường đại chiến một hồi. Chuyện như vậy, tiêu phàm tin tưởng nàng tuyệt đối làm được. Dùng nữ lưu thân, chấp trưởng như vậy một cái khổng lồ tu chân tông môn, ai hội không có có một chút tính tình. Xà ô bỗng nhiên nói ra, đại ca, tiêu đạo hữu nói, cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa, chấn nhạc thần quân lần trước bế quan cũng rất đột nhiên. Mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng có đồn đãi nói là điều tra một cái bí cảnh phụ bỏ tổn thương. Dưới mắt chỉ mặt gọi tên muốn gặp tiêu đạo hiếu, có lẽ tựu là muốn nhờ tiêu đạo hiếu y thuật đâu này. Vạn nhất không phải đâu này. Hoàng đường lập tức hỏi ngược lại. Xà ô không vui nói, vạn nhất không phải, chấn nhạc thần quân biết rõ tiêu đạo hiếu là bằng hiếu của chúng ta, như thế nào cũng muốn cho chúng ta lâm lang núi vài phần mặt mũi. Dù sao tiêu đạo hiếu cùng hắn cũng là không oán không cừu, Ô nhị ca nói rất có lý. Thương đại ca, hoàng tam ca, không cần phải khuyên nữa rồi, cái này trời xanh núi, ta đi. Không đợi thương kỳ cùng hoàng đường nói cái gì nữa, tiêu phàm đã muốn một ngụm ứng thừa xuống, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Audio điện tử võ tấn bền chương 866, chấn Nhạc Thần Điện Trời xanh núi cao vút trong mây, địa thế hiểm trở, xa không phải hoàng đường bọn hắn nhà lâm lang núi có thể so sánh đích. Đương nhiên, như vậy địa thế hiểm trở, đối với đẳng cấp cao yêu thú mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Chấn nhạc thần quân đem nơi tu luyện tuyển tại trời xanh núi, phỏng chừng còn là vì nhìn chúng núi này, nam thiên một trụ, hùng vĩ khi thế. Vì như thế, mới có thể năng lực hiển lộ rõ ràng hắn chấn nhạc thần quân uy chấn lệ thú dãy núi khi phách. Cùng xã hội loài người đồng dạng, yêu thú thế giới lại càng đẳng cấp xâm nghiêm. Vì vậy, Trấn Nhạc Thần Quân, chấn Nhạc Thần Điện cũng xây tại trời xanh núi đỉnh phong, bạch tuyết trắng như tuyết đỉnh núi, một tòa ngân sắc lưu ly li bảo điện tựa như vây quanh tại trời xanh đỉnh một khỏa to lớn đại minh châu, sặc sỡ lóa mắt. Xa xa trông thấy chỗ ngồi này chấn Nhạc Thần Điện, Thương Kỳ liền dẫn đầu thả chậm độn nhanh chóng, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên. Tiêu huynh đệ, chấn Nhạc Thần Quân thật là chú ý tôn ti cao thấp người, ở trước mặt hắn nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận. Tiêu Phàm có chút vuốt gằm trong nội tâm âm thầm hoảng sợ. Cũng không phải Thương Kỳ những lời này lại để cho hắn có nhiều giật mình, mấu chốt là, trên đường đi những lời này Thương Kỳ đã muốn nói với hắn nhiều lần, phản nhiều lần phục mà dặn dò cho hắn, cái này tại Thương Kỳ trên người có lẽ không phát sinh qua. Bởi vậy có thể thấy được, tại Thương Kỳ nội tâm, đối với vị này chấn nhạc thần quân là bực nào kiêng kỵ. Nhìn xem gần, Thương Kỳ nhấn một cái độn quang, xuống phía dưới rơi xuống, nhưng lại không trực tiếp đáp xuống chấn nhạc thần điện phía trước trên quảng trường mà là xuống lần nữa một điểm đáp xuống đi thông quảng trường ngọc trên bậc thang đá cách quảng trường ước chừng còn có 200 bước khoảng chừng gì đó khoảng cách thương kỳ tại ngọc trên bậc thang đá đứng vững thân thể ngẩng đầu trên lên xem xét khoát tay chặn lại nói ra đi thôi một đoàn người nối đuôi nhau hướng lên thương kỳ cố ý tuyển ở chỗ này đáp rất rõ ràng là để tỏ lòng đối với chấn nhạc thần quân kính trọng dù là tiêu phàm gặp chuyện trước sau như một chấn định, lúc này cũng không miễn có vài phần tâm thần bất định ý, không biết cái này chấn nhạc thần quân, rốt cuộc là hạng đáng sợ một người. Một chuyến bốn người vừa mới tại quảng trường hiện thân, liền có một người cười ha hả mà đón chào, hai tay ôm quyền, không ngừng chắp tay, nói ra, thương đại ca, ô nhị ca, hoàng tam ca, như thế nào đến hiện tại mới đến A hát. Chỉ thấy một gã áo bảo sám nam tử, ra hiện đang lúc mọi người trước mắt mãnh liệt xem xét, người này mang một cái cực đại chuột đầu lâu, xám mau, lông, sám tu, mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, tuy là mặt mũi tràn đầy tươi cười, lại tổng làm cho người ta một loại cực độ gian xảo cảm giác. Bất quá tiêu phàm nhưng trong lòng thì dùng mình, lần này yêu khí thức trên thân, chút nào cũng không tại xà ô cùng hoàng đường phía dưới, vậy mà cũng là một đầu biến hóa yêu thú. Đối với cái này áo bảo xám nam tử, thương kỳ đồng dạng khách khí, ôm quyền làm lễ, vừa cười vừa nói, làm phiền điền huynh tự mình đón chào, thì không dám. Đâu có đâu có, thương đại ca quá khách khí. Ha ha, vị này, chính là tiêu đạo hữu A. À. Áo bảo sám nam tử hàn huyên một câu, ánh mắt lập tức đã rơi vào bọc hậu tiêu phàm trên người, mang theo vài phần ý tò mò. Thật sự đã muốn rất nhiều năm chưa từng tại lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong chứng kiến nhân loại tu sĩ liễu tương đương. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy, có lẽ hay là mấy chục năm trước kia. Thương kỳ vội vàng nói, vị này đúng vậy tiêu huynh đệ. Tiêu huynh đệ, vị này điền huynh, chính là chấn nhạc thần điện khách khanh trưởng lão, chấn nhạc thần quân nhất người thân tín. Tiêu phàm ôm quyền chắp tay, khẽ khom người, cao giọng nói ra, vãn bối tiêu phàm, bái kiến điền tiền bối. Áo bảo xám nam tử cũng ôm quyền hoàn lễ, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, vừa cười vừa nói, tiêu đạo hữu khách khí, tiền bối không dám nhận, đã ngay thương đại ca đều gọi hô ngươi một tiếng huynh đệ, cái kia điền mố tựu nắm đại cũng gọi là ngươi một tiếng tiêu huynh đệ liếu tương đương tiêu huynh đệ đúng vậy khách quý chúng ta chấn nhạc thần điện đã có mấy chục năm chưa từng tiếp đãi hơn người loại tu sĩ liếu tương đương lần này thần quân nghe nói tiêu huynh đệ đại danh đỉnh đỉnh chính miệng phân phó nhất định phải thỉnh cầu ngươi đến gặp mặt một lần tiêu huynh đệ mặt mũi thật sự là không nhỏ a hát này đầu biến hóa yêu chuột mồm miệng nhanh và tiện xác thực là nhất đảng ngoại sự nhân tài nghe hắn vừa nói như vậy tâm tư tương đối là đơn thuần hoàng đường lập tức nhẹ nhẹ thở phào một cái. Nhận được thần quân tiền bối khen nhầm, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Tiêu phàm rất cẩn thận nói. Áo bảo xám nam tử lại dò xét tiêu phàm vài lần, khẽ cười một tiếng, lúc này mới cùng xà ô hoàng đường hai người phân biệt chào, nói ra, bốn vị, thần quân đã tại thiên điện hậu lấy, chúng ta đi thôi. Tốt, điền huynh thỉnh. Lập tức một chuyến năm người xuyên qua cực lớn quảng trường, Hướng về ngân quang lóng lánh lưu ly bảo điện bất tử bất tật mà đi tới. Quảng trường này chừng ngàn trường rộng, toàn thân dùng màu trắng ngọc thạch trải thành, cực kỳ tinh xảo, khí thế bức nhân. Ngàn Trượng khoảng cách, dùng bọn hắn độn nhanh chóng mà nói, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, nhưng dưới mắt lại như vậy từng bước một đi qua, hao phí công phu đã có thể không ít. Chỉ là ai đều không có cảm thấy có cái gì không ổn. Đã đi khắc chung, mới rốt cuộc xuyên qua bạch ngọc quảng trường. Theo tránh điện bên trái một cái cửa hông đi vào, nhiều lần bước ngoặc về sau, đi tới một chỗ thiên điện trước kia. Cả tòa chấn nhạc thần điện, đều đều là dùng màu ngân bạch ngọc thạch xây thành, lượn lờ lấy từng đợt âm hàn khí tức, tu vi hơi thiếu một ít đích, ở chỗ này ngẩn đến lược lâu, chỉ sợ muốn cảm thấy ăn không tiêu. Trong thần điện, im ắng đích, tựa hồ cũng không có gì thủ vệ lực lượng. Bất quá tiêu phàm tự nhiên biết rõ, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Thần điện các nơi cái loại này thỉnh thoảng xuất hiện lăng người khí thế, khắp nơi đều biểu hiện ra yên tĩnh mặt ngoài hạ cất dấu thật sâu sát cơ. Đương nhiên, chấn nhạc thần quân với tư cách phạm vi mấy vạn dặm dãy núi bên trong đệ nhất cao thủ, hóa hình hậu kỳ yêu thú, dù cho cái này chấn nhạc trong thần điện cái gì cơ quan cấm chế đều không có, trụ lùi một tòa núi đá, cũng không có người có can đảm ở chỗ này làm can. Mấy vị, đến. Áo bảo xám nam tử tại thiên điện dừng đứng lại, mỉm cười nói: lập tức hướng về thiên điện nghiêm y quan, cao giọng mở lời. Khởi bẩm thần quân, lâm lang núi thương đạo hiếu, ô đạo hiếu, hoàng đạo hiếu, tiêu đạo hiếu cầu kiến. Khơi khoảnh, vắng trong điện truyền tới một thanh âm uy nghiêm, mời đến. Đơn nghe thanh âm này, tựa hồ là xuất từ một người trung niên nam tử. Mấy vị đạo hiếu, thần quân cho mời. Đa tả thần quân, thương kỳ cũng là cao giọng nói ra, hất lên ống tay áo, bước đi vào thiên điện gian phòng này thiên điện, ước chừng hơn 30 trượng thọc sâu, đồng dạng là màu ngân bạch ngọc thạch xây thành, cao cao đan bệ phía trên, một tòa bàn khắc hình rồng phượng long trong ghế, đoan tọa trước một gã toàn thân áo bảo màu bạc trung niên nam tử, đầu đội ngân sắc phương nguyệt, thắt eo ngân dẫn, mặt như quan ngọc, dưới hàm ba túm ô thanh dâu dài, nghiêm nghị có uy. Không hề nghi ngờ, vị này chính là uy chấn phạm vi mấy vạn dặm lệ thú dãy núi vương giả chấn nhạc thần quân. Một mắt nhìn đi, cùng nhân loại tu sĩ cơ hồ giống như đúc không có chút nào yêu thú dấu vết tiêu phàm xa xa dùng thần niệm chi lực quét qua tựa như bùn như nhập hải nhất loại lại không một chút tin tức không khỏi chấn động vội vàng đem thần niệm thu trở về cùng lúc đó tiêu phàm rõ ràng cảm thấy chấn nhạc thần quân ánh mắt lướt qua đi ở phía trước thương kỳ xào ô bọn người rơi thẳng vào trên người của hắn lập tức liền toàn thân siết chặt đây không phải tâm lý cảm giác mà là thật sự cảm nhận được vẻ này bức nhân ra oai. Thiên Sơn Quân liền vào lúc này, Hoàng Đường bỗng nhiên một tiếng gầm lên, tại yên tĩnh không tiếng động trong đại điện ầm ầm rung động, lại để cho tất cả mọi người giật nảy mình. Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới, trong đại điện, ngoại trừ cao cao tại thượng trấn nhạc thần quân bên ngoài, còn có những người khác tại. Đan bệ tay trái bày biện một loạt tinh xảo trong ghế, đã sớm ngồi nhiều cái người. Người cầm đầu, một thân áo đen, tai to mặt lớn, dáng người cường tráng, da dày thịt béo, hai khỏa tuyết trắng răng nanh thử tại bờ môi bên ngoài, tướng mạo hung ác vô cùng, hai con người tử huyết hồng, lạnh lùng mà nhìn thẳng toàn thân bộ lông đứng đấy hoàng đường, trong miệng không ngừng phát ra cười lạnh thanh âm. Tiêu phàm thần niệm gấp đảo qua đi, trong nội tâm lại là cả kinh. Cái này lợn rừng hình dáng yêu thú, trên người linh lực chấn động, vậy mà tại phía xa hoàng đường phía trên, không thua thương kỳ, thình lình cũng là một đầu hóa hình trung kỳ yêu thú đã sớm nghe Hoàng Đường nghiến răng nghiến lợi mà nói về Thiên Sơn quân người này tử địch, chính là hại chết hắn bạn nữ thủ phạm. Rốt cuộc không nghĩ tới, sẽ ở chấn nhạc thần điện đụng phải. Thiên Sơn quân, người cái này ác tặc, hại chết ta thê tử, ta muốn gỡ yêu ta ết ngươi. Hoàng Đường bạo giận lên, thân thể đón gió tăng vọt, liền biến thành mấy trượng độ cao cự nhân, dưới cao nhìn xuống, hung dữ mà chừng ở Thiên Sơn quân. Lớn mật, không đợi Thiên Sơn quân mở miệng, Ngồi ở trên ghế rồng chấn nhạc thần quân đã muốn lạnh lùng mà quát lớn một tiếng, thanh âm không lớn, lại chấn đắc mỗi người màng nhĩ đều ong ong loạn hưởng. Lão Tam, thương kỳ cũng là một tiếng gấp uống. Hoàng đường cái này mới ý thức tới, dưới mắt là ở chấn nhạc trong thần điện, đối mặt là chấn nhạc thần quân, thân thể nhoáng một cái, thu thần thông, lại hóa thành mặt lông đại hán, trong lỗ mũi vù vù mà thở hổn hển, gắt gao trầm chằm vào thiên sơn quân, hận không thể một ngụm đưa hắn ăn được. Hoàng đạo hiếu, người hôm nay là đến nơi này của ta trả thù nháo sự đấy sao? Chấn nhạc thần quân lạnh quát lạnh nói. Thương kỳ liên bề bộn liền ôm quyền, nói ra, thỉnh thần quân thứ lỗi, ta tam đệ tánh khí táo bạo, tính cách ngay thẳng, nhìn thấy cửu gia liền kềm nén không được, cũng không phải đối với thần quân vô lễ. Lão tam, còn không hướng thần quân xin lỗi. Hoàng đường ngực nóng nảy phập phồng, rốt cục vẫn phải cưỡng ép hát yêu ta ép đem trong lồng ngực lửa giận đè ép xuống dưới, trong chớp mắt hướng chấn nhạc thần quân không người làm lễ, thở phi phi nói, xin lỗi rồi, thần quân, ta sai rồi. Chấn nhạc thần quân, hừ, một tiếng, nói ra, hoàng đạo hiếu, ta không quản các ngươi trong lúc đó có cái gì ân oán, cái kia đều là chính các ngươi sự tình. Ở chỗ này của ta, tất cả mọi người muốn thủ quy củ. Dạ, hoàng đường nén giận, lại ôm quyền không người đáp. Thương kỳ lúc này mới hướng chấn nhạc thần quân ôm quyền làm lễ, cao giọng nói ra, thương kỳ tỷ lệ xuất lĩnh, lâm lang núi chư vị đạo hữu bái kiến thần quân. Thần quân lần này sau khi xuất quan, thần thái càng hơn trước kia, thật đáng mừng. Chấn nhạc thần quân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, khoát tay áo, nói ra, thương đạo hữu một đường vất vả. Mấy chục năm không thấy, đạo hữu công lực cũng tinh tiến không ít. Hơn nữa ta xem đạo hữu trung khí sự dư thừa, pháp lực dày đặc, lấy trước kia chút ít vết thương cũ, đúng vậy đều khỏi hẳn rồi. Bất kể thế nào nói, thương kỳ cũng là hóa hình trung kỳ yêu thú, cùng chấn nhạc thần quân chỉ thua kém nhất dai mà thôi, chấn nhạc thần quân đối với hắn tự nhiên cũng muốn khách khí vài phần. Nhận được thần quân rủ xuống hỏi, thương mỗ những kia vết thương cũ, xác thực đều khỏi hẳn liễu tương đương. Thương kỳ lại ôm quyền thi lễ, nói ra. A hát, nói như vậy, đồn đãi là sự thật, các ngươi lâm lang núi, xác thực đến một vị nhân loại thần y. Đúng vậy vị này tiêu đạo hiếu tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt mà đã rơi vào tiêu phàm trên mặt. chương 867, trong hồ lô muốn làm cái gì? Tiêu phàm tiến lên một bước, không người thi lễ, cao giọng nói ra, vãn bối tiêu phàm, bái kiến chấn nhạc thần quân. Bên kia mái hiên ngồi vài tên yêu thú, lập tức phát ra cực kỳ rất nhỏ diếu cờ thanh âm. Hôm nay cái này thiên điện trong, tu vi thấp nhất cũng là hóa hình sơ kỳ yêu thú. Duy chỉ có tiêu phàm một nhân loại, còn chỉ có chính là kim đan hậu kỳ tu vi, niên kỳ lại nhẹ như vậy, những này yêu thú tự nhiên là một vạn cái nhìn hắn không vừa mắt liếu tương đương. Huống chi, thiên sơn quân vốn là cùng lâm lang núi bên này có khe hở. Tiêu đạo hữu thật sao tinh thông y thuật. Chấn nhạc thần quân dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua tiêu phàm, bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Tiêu phàm bề bộn tức khiêm tốn nói, tiêu mỗ chỉ là hiểu sơ kỳ hoàng chi thuật, không dám tự xưng tinh thông. Chấn nhạc thần quân hai hàng lông mày có chút nhân lại, nói ra tiêu đạo hiếu, chúng ta thú tộc cùng các người nhân loại bất đồng, nói chuyện làm việc, đều rất ngay thẳng. Đi chính là đi, không được là không được, người phải nhớ kỹ rồi. Tuy nhiên nhìn như là ở giải thích, kỳ thực là rõ ràng cảnh cáo liễu tương đương. Tiêu phàm trong nội tâm dùng mình, bề bộn tức kho người đáp vâng, vãn bối minh bạch. Ngươi là môn phái nào đệ tử, tu luyện là công pháp gì, đối với tiêu phàm phải trang thực tinh thông y thuật chi đạo chấn nhạc thần quân cũng không miệt mài theo đuổi lập tức hỏi tiêu phàm sư môn truyền thừa khởi bẩm thần quân vãn bối là tán tu xuất thân xây chính là đạo môn công pháp tiêu phàm rất cẩn thận mà đáp trên thực tế vô cực truyền thừa có một phong cách riêng không thuộc về nho thích đạo tam gia bất luận cái gì một nhà bất quá tiêu phàm vừa xong thoi ma giới không có bao lâu đối với vô cực môn lúc này giới tình hình hoàn toàn không biết gì cả chỉ nghe tuyên bố rõ ràng chân quân nói qua, vô cực môn là chính đạo liên minh đứng đầu, lãnh tụ, như vậy không hề nghi ngờ, cùng những này yêu thú không sẽ có bao nhiêu giao tình sâu xa. Tại yêu thú trước mặt bạo lộ chính mình vô cực truyền thừa, nhất định là không sáng suốt đích. Hạo nhiên chính khí bác đại tinh thâm, bất kể là giả mạo đạo gia truyền thừa có lẽ hay là giả mạo nho gia truyền thừa, cũng sẽ không bị người vạch trần. Chấn nhạc thần quân nhưng có chút không tin tưởng lắm, hai hàng lông mày nhăn lại, Hư Lạnh nói, phải không? Ta xem trên người của ngươi, ma khí nặng nề, hay không còn kiêm tu ma đạo công pháp. Tiêu Phàm bề bộn tức đáp, vãn bối trùng hợp tìm được qua vài món ma đạo bảo vật, khả năng bởi vậy lây dính một ít ma đạo khí tức. Xuất nhập sân thượng thành thời điểm, Tiêu Phàm đúng vậy triệt để kích phát một kiện ma đạo pháp bảo khí tức, đem chính mình vốn khí tức che đậy bắt đầu đứng dậy, tuy nhiên đã qua không ít thời gian, trên người còn có một tia tí ti, nhàn nhạt ma khí lưu lại hừ. Chấn nhạc thần quân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một lục quang oánh oánh bàn tay lớn, bỗng nhiên tại tiêu phàm đỉnh đầu di động hiện ra, mang theo cuồn cuộn yêu khí, mãnh liệt hướng tiêu phàm bắt xuống dưới. Tiêu huynh đệ, chú ý. Lần này, ai cũng không tưởng được, hoàng đường càng kinh hãi hơn thất sắc, bật thốt lên kinh hô. Muốn xuất thủ tương trợ, lại nơi nào đến đắc phà. Tiêu phàm cũng là chấn động, không nghĩ tới chấn nhạc thần quân nói đánh là đánh, trước đó không có nửa phần dấu hiệu, trong lúc này, không phải do hắn có chút trần chờ, hạo nhiên chính khí cổ lay động ra, lập tức hóa vì một hỏa nhân. Chấn nhạc thần quân ra tay nhanh vô cùng, đây cũng là hắn duy nhất có thể tới kịp làm ra phản ứng liễu tương đương. Đem đã muốn tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh phong cảnh giới, tinh viêm quyết, tại hạo nhiên chính khí khu động hạ, toàn lực thi triển ra. Lục quang oánh oánh bàn tay lớn, vào đầu chảo xuống. Xuy, một tiếng vang nhỏ, bàn tay lớn năm ngón tay cùng hừng hực ngọn lửa tiếp xúc, lập tức liền hóa thành từng sợi màu xanh biếc khói xanh, lập tức bốc hơi mà đi. Bất quá một lát trong lúc đó, kính trượng lớn nhỏ bàn tay khổng lồ, liền bị tinh viêm quyết kể hết bốc hơi mất. Bên cạnh có người phát ra kinh, ồ, thanh âm, tựa hồ không nghĩ tới tiêu phàm dễ dàng như thế tục tiếp nhận chấn nhạc thần quân một kích. Tuy nhiên nhầm ai nấy đều thấy được đến, chấn nhạc thần quân một chảo này, chính là tiện tay một kích, chỉ có điều khiến một hai thành pháp lực, nhưng hóa hình hậu kỳ cùng kim đan hậu kỳ ở giữa cảnh giới tranh lệch, quả thực là cách biệt một trời, tiêu phàm có thể chạm tại nguyên chỗ bất động, đơn thuần bằng vào bổn mạng công pháp phòng ngự, tự hóa giải rơi chấn nhạc thần quân thế công, có lẽ hay là sâu sắc vượt quá ngoài dự liêu của bọn hắn liễu tương đương. Chấn nhạc thần quân một kích về sau, đưa tay loát chính mình ô thanh ba tròm dâu dài, trầm ngâm không nói. Tất cả mọi người đều đều nín thở tĩnh khí, ai cũng không dám mở lời quấy dày. Bất quá dưới mắt mọi người tự nhiên cũng biết, chấn nhạc thần quân vừa rồi cái kia một chảo, chỉ là tại thăm dò tiêu phàm mà thôi. Nhưng không biết tiêu phàm như vậy chính là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, có cái gì đáng giá thử. Hắn tu luyện chính là chính đạo công pháp cũng tốt, là ma đạo công pháp cũng tốt, lại có quan hệ gì. Hơi khoảnh, chấn nhạc thần quân chuyển hướng thương kỳ, trầm giọng hỏi, thương đạo hiếu, lần này trong cơ thể con người, tựa hồ có các người cự linh nhất tộc chút nào khí tức, là ngươi truyền thụ cho hắn công pháp gì sao? Thương Kỳ cả kinh, bề bộn tức lắc đầu, nói ra, cái này lại chưa từng, Tiêu huynh đệ chỉ là cho ta chữa thương chữa bệnh mà thôi. Trấn Nhạc Thần Quân sẵn giọng ánh mắt, bỗng nhiên lại đã rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm trong nội tâm thất kinh, không người nói ra, thần quân tuệ nhãn như đuốc, vãn bối năm đó, cơ duyên xảo hợp, xác thực ăn qua một quả cự linh thú nội đan cùng một quả thành thục cự linh quả. Cũng may Thương Kỳ Hoàng Đường đều nói qua, yêu thú trong lúc đó lẫn nhau thôn phệ thật là bình thường tình hình, nói cách khác, chỉ cần việc này, chỉ sợ sẽ chọc giận thương kỳ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, vài tên yêu thú trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhưng lại ai đều không có trách cứ ý. Tiêu đạo hiếu, người có thể xác định, người chỉ phục thực qua một quả cự linh thú nội đan cùng một quả cự linh quả. Chấn nhạc thần quân khóe miệng một kéo, tựa hồ hơi vài phần không tin ý. Điểm này, đảo là không có gì tốt giấu giếm nick, tiêu phàm thản nhiên đáp, xác thực như thế. Bất quá vãn bối còn lấy mặt khác một ít dược vật luyện đan cùng phục, có thể tăng cường hiệu quả. A -hát, rất tốt, tiêu đạo hiếu, thỉnh cầu ngươi tiến lên đây, làm gốc thần quân trần một bắt mạch A. bổn thần quân có phần muốn biết một chút về nhân loại thần y thủ đoạn. Chấn nhạc thần quân bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ôn hòa mà đối với tiêu phàm nói ra. Lập tức tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết chấn nhạc thần quân cái này trong hồ lô, rốt cuộc muốn làm cái gì. Chẳng lẽ hắn thật sự bệnh thể chưa lành, muốn tiêu phàm vì hắn khám và chữa bệnh một phen. Tung tính toán như thế, dùng chấn nhạc thần quân thân phận địa vị, cũng sẽ không công nhiên tiến hành A hát. Tại đây phạm vi mấy vạn dặm trong, chấn nhạc thần quân mới thật sự là thiên sơn chi vương. Bất quá mọi người kinh dị quy kinh dị, tự nhiên ai cũng sẽ không lung tung mở miệng nghi vấn. Tiêu phàm trần trừ chốc lát, Liên là cất bước về phía trước, đi đến đan bệ, đi tới cùng chấn nhạc thần quân gần trong gang tắc địa phương, không người làm lễ. Xa xa đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài thời điểm, tiêu phàm chỉ cảm thấy chấn nhạc thần quân uy áp khí tức có mặt khắp nơi, cơ hồ muốn theo thân thể của hắn thượng từng cái lỗ chân lông nơi thẩm thấu đi vào, tốc hành tạng phủ ở chỗ sâu trong. Nhưng mà đến nơi này trước mặt, không chút nào uy áp khí tức đều cảm giác không thấy rồi, thậm chí còn, ngay gần trong gang tắc chấn nhạc thần quân bản thân, đều tựa hồ biến thành một cái hư ảnh, cũng thực cũng huyến, như có như không. Lại không biết tu luyện chính là loại nào quỷ dị thần thông. Tại lệ thú dãy núi cùng hoàng đường thương kỳ bọn người cùng một chỗ ở một hai năm thời gian, tiêu phàm đối với các loại yêu thú nhận thức, sớm đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nhưng đối mặt chấn nhạc thần quân, lại một chút cũng nhìn không thấu hắn bản thể, rốt cuộc là loại nào yêu thú. Riêng lấy ngoại hình mà nói, chấn nhạc thần quân cùng nhân loại tu sĩ không có bất kỳ khác nhau. Như thế nào, tiêu đạo hữu muốn xem xét xem ta bản thể sao? Chấn nhạc thần quân nhìn hắn liếc, nhàn nhạt hỏi. Vẻ này vốn đã cảm giác không thấy uy áp khí tức, bỗng nhiên phô thiên cái địa loại bao phủ mà hạ, tiêu phàm lập tức chỉ cảm thấy toàn thân phát nhanh, ngay khí đều thở không được đến, chỉ phải vận khởi hạo nhiên chính khí, kiệt lực ngăn cản. Thần quân hiểu lầm, vãn bối yên có ý đó. Hắc hắc, có như vậy ý niệm trong đầu người không ngừng ngươi một cái. Chấn nhạc thần quân lập tức lại cười nhạt một tiếng, vẻ này uy áp khí tức, bỗng nhiên gian lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, còn sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ vui thích. Tiêu đạo hiếu, xin mời. Nói xong. Chấn nhạc thần quân thoảng qua sau này vuốt một chút cánh tay phải ống tay áo, lộ ra làn da óng ánh như ngọc, cơ thể đẩy đà no đủ cánh tay đến. Mặc dù nói cho yêu thú bắt mạch, tiêu phàm sớm đã không là lần đầu tiên, nhưng đối mặt cái này hỉ nộ bất định thiên sơn chi vương, trong nội tâm dù sao còn có mấy phần tâm thần bất định, lập tức chấn định tâm thần, nâng lên tay phải ba chỉ, nhẹ nhàng khoác lên chấn nhạc thần quân mạch trên cổ tay. Vừa mới một đáp đi lên, tiêu phàm chỉ cảm thấy một cổ cực lớn hấp lực đột nhiên từ chấn nhạc thần quân trên cánh tay thẳng thấu ra, cắn chặt hắn ba ngón tay, ngay sau đó, này cổ cực lớn hấp lực lại lan tràn trên xuống, đưa hắn cả đầu cánh tay phải đều cắn. Tiêu phàm chấn động, dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp cái khác, hạo nhiên chính khí cổ lay động ra, vùng đan điền nội tức không ngừng quay cuồng, một cổ bàng nhiên sức lực tuôn ra, đã nghĩ muốn tránh thoát này cổ hấp lực. Lại tựa như chuồn chuồn lay cột đá giống nhau, ở đâu có thể. Cảm giác, ngón tay của hắn đã cùng chấn nhạc thần quân cánh tay tan ra làm một thể, cho dù hắn khí lực lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể đem chấn nhạc thần quân cả kéo lên, cũng tuyệt đối khó có thể đem ngón tay cùng chấn nhạc thần quân cánh tay lại tách ra. Tiêu đạo hiếu, an tâm một chút chớ vội. Chấn nhạc thần quân trong mắt hiện lên một đám trêu tức ý, mỉm cười, lạnh nhạt nói ra. Tiêu phàm chỉ cảm thấy một đạo băng hàn rét thấu xương khí tức, theo chính mình cánh tay phải mạch cổ tay, bỗng nhiên liền vọt lên tiến đến. Đạo này hàn ý theo tiêu phàm kỳ kinh bát mạch phi tốc lưu truyền, rất nhanh liền tại trong cơ thể hắn chạy một chu thiên, trực tiếp vọt vào đan điền khí hải. Tiêu Phàm hai hàng lông mày nhíu chặt, trên trán chảy ra ti ti mồ hôi lạnh, nhưng như cũ lẳng lặng yên đứng thẳng tại chấn Nhạc Thần Quân bên người, từ xa nhìn lại, tựa hồ là hắn đang tại cho chấn Nhạc Thần Quân bắt mạch, lại có ai biết, giờ này khắc này, nhưng thật ra là trấn Nhạc Thần Quân tự cấp hắn bắt mạch. Chỉ có điều chấn Nhạc Thần Quân tại sao phải làm như vậy, Tiêu Phàm lại thật là khó hiểu. Cũng may hắn đã muốn phát giác được, chấn Nhạc Thần Quân tựa hồ xác thực không có gì ác ý, ít nhất dưới mắt cái kia một đám băng hàn khí tức cũng không đối với hắn tạo thành chính thức thương tổn. Đối với tiêu phàm chấn định, chấn nhạc thần quân tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái kia sợi băng hàn khí tức, tại tiêu phàm khí trong nước bơi chạy một vòng, liền là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm lập tức âm thầm trường thở phào một cái. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Chấn nhạc thần quân loát tròm dâu, nhẹ cười rộ lên, liên tiếp nói ba cái hảo chữ quả nhiên là chính tông nhất đạo môn công pháp, Tiêu đạo hữu thật không ta lấn. Tiêu Phàm không khỏi nở nụ cười khổ. Chính mình tu luyện rốt cuộc là loại nào công pháp, đối với cái này hóa hình hậu kỳ yêu thú mà nói, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì rất bất thường liễu. Chương 868, chấn nhạc thần điện bí mật. Tiêu đạo hữu, trước mời ngồi đi, chư vị đều mời ngồi chấn nhạc thần quân tựa hồ thoáng cái trở nên tâm tình thật tốt bắt đầu đứng dậy, mỉm cười đối với tiêu phàm nói ra, ngữ khí cực kỳ bình thản. Đa tạ thần quân ban thưởng ghế ngồi. Tiêu phàm lập tức trong chớp mắt, trở lại hoàng đường sau lưng, cùng thương kỳ bọn người theo lời ngồi xuống, cùng khác vài tên biến hóa yêu thú xa xa tương đối. Thiên sơn quân bên kia, ngồi bốn gã biến hóa yêu thú, ngoại trừ thiên sơn quân có hóa hình trung kỳ tu vi, còn lại ba người đều là hóa hình sơ kỳ cảnh giới áo bào xám nam tử tác chính là như người đứng ở đan bệ phía dưới. Từ nơi này vắng trong điện bầy đặt cái ghế số lượng đến xem, khoảng chừng 2-30 có thể thấy được nhiều nhất thời điểm, tại đây đã từng tụ tập qua 2-30 tên hóa hình kỳ yêu thú. Tiêu phàm tin tưởng, cửu cấp phía dưới yêu thú, không có khả năng tại chấn nhạc thần quân trước mặt có tòa vị. Chấn nhạc thần quân chậm rãi đứng dậy, một tay chắp sau lưng, thủ đoạn loát sâu dài, từ từ nói ra, chư vị, hôm nay thỉnh mọi người cùng nhau tới, chính là có một chuyện, cùng với chư vị thương lượng. Thương kỳ cùng thiên sơn quân liền đồng thời vừa chắp tay, nói ra, thương lượng không dám nhận, nhưng thỉnh thần quân phân phó chính là. Nhìn về phía trên, tựa hồ không chỉ là đồng đạo tương giao đơn giản như vậy, càng giống là có lẫn nhau lệ thuộc quan hệ. Tiêu phạm âm thầm kinh ngạc. Chấn nhạc thần quân ôn hòa mà cười một tiếng, nói ra, lần này xác thực là thương lượng. Mấy vị hiền đệ, chúng ta thiên đại cơ duyên đến, Bỗng nhiên trong lúc đó, Chấn Nhạc Thần Quân trở nên vui sướng hớn hở. Thương Kỳ bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xin hỏi Thần Quân, này thiên đại cơ duyên phải? Hơi khoảnh, Thiên Sơn Quân đứng dậy vừa chắp tay, hỏi dò. Chấn Nhạc Thần Quân vẻ mặt tươi cười, hướng Thiên Sơn Quân khoát tay áo, ý bảo hắn ngồi xuống trước, rồi mới lên tiếng, đương nhiên là cực độ lớn mạnh chúng ta trời xanh núi, nhất thống lệ thú dãy núi đại cơ duyên. Cái này cơ duyên nếu là bắt được chẳng những lục ngỗ có thể tiến giai ngộ linh kỳ chư vị đang ngồi người người đều có cơ hội như vậy cái gì Chấn nhạc thần quân lời vừa nói ra mỗi người lên tiếng kinh hô nguyên một đám kinh hãi không hiểu người người đều có cơ hội tiến giai ngộ linh kỳ cái này điều này sao có thể đúng vậy a à, ngộ linh kỳ nhưng là chúng ta thoi ma giới trí cao vô thượng cùng bậc từ xưa đến nay có thể tu luyện tới ngộ linh kỳ đích bất kể là nhân loại có lẽ hay là thú tộc đều giải rác không có mấy, thật sự là cần thiên đại cơ duyên mới được. Thần quân, ngay sau đó, một đám biến hóa đám yêu thú liền nổ nồi, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà nghị luận lên, thậm chí ngay hoàng đường tựa hồ đều quên cùng thiên sơn quân gợi yêu ta ết vợ chi thù, đón lấy thiên sơn quân thoại ngữ nói vài câu. Chấn nhạc thần quân cho phép mọi người nghị luận ào ào, chỉ là loát tròm dâu, mỉm cười gật đầu, một bộ sớm có đoán trước bộ dạng. Thật vất vả, Đợi mọi người nghị luận hơi chút thở bình thường lại, Chấn Nhạc Thần Quân rồi mới lên tiếng, ta biết rõ chư vị trong nội tâm còn có nghi kỵ, chính là Lục Mỗ, lúc trước biết được tin tức này thời điểm, đều bán tín bán nghi. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à. tin tức này thật sự quá kinh người, Thỉnh Thần Quân cho ta đợi giải thích nghi hoặc. Chấn Nhạc Thần Quân khoát tay chặn lại, đã ngừng lại mọi người nghị luận, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, chư vị hiền đệ, cái này Chấn Nhạc Thần Điện vì sao mà đến? mọi người đều biết được. Cái này tự nhiên, chấn nhạc thần điện chính là là chúng ta thú tộc trí cao vô thượng chỗ, chúng ta thú tộc, từ nhỏ nhất định phải phục tùng thần điện cùng thần quân phân phó. Một gã biến hóa yêu thú kinh ngạc nói ra, tựa hồ cảm thấy chấn nhạc thần quân cái này vấn đề hỏi được hết sức kỳ quái. Tiêu phạm âm thầm gật đầu, đối với mấy cái này yêu thú lẫn nhau quan hệ trong đó, lại rõ ràng vài phần. Chấn nhạc thần quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xích hiền đệ nói, chúng ta mọi người đều biết, ta hỏi chính là, xích hiền đệ cũng biết, cái này chấn nhạc thần điện vì sao mà xây, người phương nào sở kiến, khi nào sở kiến. Tên kia biến hóa yêu thú lập tức trừng to mắt, bất minh sở dĩ. Mặt khác yêu thú cũng là hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng loạt nhìn về phía chấn nhạc thần quân. Chấn nhạc thần quân nhưng không có vội vã mở miệng giải thích nghi hoặc, trầm ngâm sau nửa ngày, mới từ từ nói ra cái này chấn nhạc thần điện, nhưng thật ra là một tòa quỷ mộ cửa vào. Cái gì? Cái quỷ gì mộ? Thần quân, xin thứ cho chúng ta vụng về, thật sự là có chút không rõ. Chấn nhạc thần quân một câu, lại dẫn tới đoàn người bảy mùm tám lưỡi mà thảo luận mà ồn ào bắt đầu đứng dậy, thiên điện chung lần nữa loạn cả một đoàn. Từ xưa đến nay, chúng ta trời xanh núi phạm vi mấy vạn giảm thú tộc, chỉ biết chấn nhạc thần điện tồn tại, tất cả mọi người đem phục tùng thần điện hiệu lệnh trở thành là thiên kinh địa nghĩa đích. Trước đó, kể cả bổn thần quân ở bên trong, đều là cho rằng như thế. Cho rằng cái này tòa thần điện, là chúng ta thú tộc tổ tiên năm đó kiến tạo tốt rồi, dùng để lệ thuộc trời xanh núi ngàn dặm núi sông Đích. Thẳng đến mấy chục năm trước, lục mỗ trong lúc vô tình mới phát hiện một điểm mánh khóe. Cái này chấn nhạc thần điện, dĩ nhiên là một tòa siêu cấp phong ấn đại trận đầu mối then chốt chỗ, cũng là quỷ mộ cửa vào. Chấn nhạc thần quân trầm giọng nói ra, yêu thú lại càng kinh ngạc không hiểu, hoàn toàn bị hắn làm hồ đồ rồi. Mọi người cũng biết, cái này trời xanh dưới núi, nhưng thật ra là một tòa cự đại quỷ mộ. Chư vị hiền đệ chắc hẳn nghe nói qua, thời kỳ thượng cổ, chúng ta thoi ma giới cũng không thái bình, đã từng cùng nhiều cái cường đại giới diện phát sinh qua cùng xuất hiện. Lúc ấy cả thoi ma giới, chiến hỏa mấy ngày liền, khói lửa nổi lên bốn phía. Người thần thông quảng đại loại cổ tu cùng chúng ta thú tộc tổ tiên, cùng những kia vượt qua giới mà đến ma tu quỷ tu, đánh túi bụi. Chấn nhạc thần quân từ từ nói ra, như là tại tự thuật lấy một cái cổ xưa nghe đồn. Biến hóa yêu thú lẫn nhau đối mặt, như vậy cổ xưa câu chuyện, bọn hắn đều nghe nói qua đích, chỉ là phát sinh thời đại quá mức đã lâu, tự nhiên ai cũng khó có thể nướng nghiệm chứng những này đồn đãi là thật hay giả. Ai ngờ hiện tại, chấn nhạc thần quân lại trịnh mà trọng chi địa đem cái này nghe đồn nói ra. Cái này trời xanh vùng núi hạ, chính là một bãi tha ma. Năm đó, nhân loại cổ tu cùng thú tộc tổ tiên liên thủ, đem một đoàn theo huyền ta giới vượt qua giới mà đến ma tu quỷ tu dụ dỗ đến nơi đây cấm chế trong đại trận, tập trung ưu thế tuyệt đối binh lực, một cổ bao vây tiêu diệt. Phía sau liền đem cấm chế đại trận chuyển thành phong ấn đại trận, đem những này ma tu quỷ tu thi thể cùng vong linh oán khí, một tia ý thức trấn đẻ xuống. Trấn nhạc thần điện, chính là cả tòa phong ấn đại trận mắt trận. Ở chỗ này trấn áp những kia vong linh oán khí không biết bao nhiêu vạn năm liễu tương đương. A à những lời này nói ra lũ yêu thú nguyên một đám giận xem líu lưỡi, nói không ra lời. Chọn vẹn qua rồi nửa thời gian uống cạn chung trà, thương kỳ mới hồi phục tinh thần lại, ôm quyền hỏi, đúng vậy thần quân, nếu như trời xanh dưới núi, thật sự là một chỗ quỷ mộ lời mà nói, đó là kỳ hiểm tuyệt hung chi địa, sao thần quân lại nói là thiên đại cơ duyên đâu này. Chấn nhạc thần quân liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ra, thương hiền đệ, người cũng đã biết, năm đó ở tại đây bị bao vây tiêu diệt ma tu quỷ tu, có bao nhiêu sao. Thương Kỳ lắc đầu liên tục. Tuy nhiên ta không biết được xác thực con số, nhưng nghĩ đến ít nhất cũng sổ dĩ trăm vạn kế. Căn cứ thượng cổ điển tịch ghi lại, lúc ấy mấy cái giới diện là toàn mặt cùng xuất hiện, cơ hồ có nhất thời nữa khác trùng hợp cùng một chỗ, khắp nơi đều đánh thành hỗn loạn. Lớn như vậy chiến, là không người nào có thể tránh đi đích. Coi như là những kia ngộ linh kỳ cao thủ, cũng khó mà tránh khỏi. Năm đó ở tại đây diệt sát sổ dĩ trăm vạn kế ma tu quỷ tu, trong đó không thiếu ngộ linh kỳ cao thủ về phần nguyên anh hậu kỳ các loại lại càng nhiều vô số kể vì diệt sát những này ma tu quỷ tu chúng ta thoi ma giới nhân loại của tu cùng thú tộc tổ tiên vẫn là cao thủ cũng là nhiều vô số kể lúc ấy thời gian cấp bách đại chiến chuẩn bị kết thúc thời điểm trực tiếp đem cấm chế đại trận chuyển thành phong ấn đại trận đem còn sót lại ma tu quỷ tu đều chân áp hắn xuống một mực phong ấn đến nay trừ vị hiền đệ minh bạch ý tứ của ta a à chấn nhạc thần quân ánh mắt, tại đoàn người trên mặt từng cái đảo qua, ý vị thâm trường. Lời nói nói đến nước này, cái đó còn có bất minh bạch hay sao? Nói như vậy, cái này bên cạnh là một cái đại bảo dấu. Một gã man nghiêu hình dáng biến hóa yêu thú, bỗng nhiên kêu to lên, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ ý. Đúng vậy, chấn nhạc thần quân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Năm đó là cấm chế đại trận trực tiếp chuyển thành phong ấn đại trận nhưng không có thời gian đến thanh lý chiến trường. Những này thượng cổ tu sĩ tùy thân mang theo các loại đan dược, pháp bảo, tài liệu, sách cổ, chính không biết có bao nhiêu. Đoàn người lần nữa hai mặt nhìn nhau, lần này lại đều đều lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Thậm chí ngay tiêu phàm cũng hoảng sợ thất sắc. Nếu như chấn nhạc thần quân nói đây hết thảy đều thật sự, như vậy cái này trời xanh dưới núi, quả thật chính là một siêu cấp lớn bảo khố, không biết chôn lấy bao nhiêu làm cho người không tưởng được thứ tốt chấn nhạc thần quân còn nói thêm, đừng cũng thì thôi, những kia ngộ linh kỳ tu sĩ còn sót lại linh đan diệu dược cùng chủ tu công pháp, chính là là chúng ta tiến giai tốt nhất trợ lực. Về phần những thứ khác bảo vật, tựu càng ngày càng xa sút liếu tương đương. Thiên Sơn quân cười nói, thần quân công tham tạo hóa, tự nhiên như thế. Bất quá đối với chúng ta mà nói, tiến giai ngộ linh kỳ thật sự quá xa xôi rồi, cả đời này chỉ sợ là không có gì cơ hội. Nếu là có thể đủ tìm được một ít tiện tay bảo vật, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Chấn nhạc thần quân không biết bao nhiêu năm trước, cũng đã đặt chân hóa hình hậu kỳ cảnh giới, tự nhiên tập trung tinh thần thầm nghĩ tiến giai ngộ linh kỳ. Yêu thú thọ nguyên, vốn là không thể thắng được nhân loại tu sĩ, một khi tiến giai ngộ linh kỳ, vốn có thọ nguyên, cơ hồ càng thêm là vô cùng vô tận. Có nhiều như vậy thọ nguyên, chậm tích lũy từ từ, tiến giai ngộ linh hậu kỳ cũng không phải hy vọng xa vời, cuối cùng nhất có thể phi thăng thượng giới, chính thức đắc đạo trường sinh. Mà đối với thiên sơn quân đợi mặt khác xa không đặt chân hóa hình hậu kỳ cảnh giới yêu thú mà nói, ngộ linh kỳ xác thực là xa không thể chạm. Nhưng dưới mặt đất đại bảo khố hấp dẫn, chút nào cũng không so chấn nhạc thần quân tiểu đi nơi nào. Cơ duyên vật này, có đôi khi thật là rất khó nói được rõ ràng. Ai ngờ cái này dưới mặt đất đại bảo khố, rốt cuộc là chấn nhạc thần quân cơ duyên, có lẽ hay là những người khác vận khí. Chấn nhạc thần quân ha ha cười một tiếng, loát tròm dâu nói ra, ngàn hiền đệ nói được lại đối với cũng không có, đã biết có như vậy một chỗ dưới mặt đất bảo tàng ngay tại chúng ta dưới chân, lại há có thể thở ơ. Đó là tự nhiên. Lần này, tất cả yêu thú đều đồng loạt nói, nguyên một đám xoa tay, hưng phấn khó nhịn. Bất quá, bảo vật mặc dù tốt, thật muốn muốn từ dưới đất lấy ra, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Chấn nhạc thần quân lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra, nụ cười trên mặt cũng ẩn liếm không thấy, thần sắc trở nên nghiêm nghị bắt đầu đứng dậy. Vẻ này che giấu giấu diếm sát khí, đột nhiên lại phóng lên trời, nhét đầy cả gian vắng trong điện. Lũ yêu thú đều đều trong nội tâm dùng mình, đồng loạt mà nhìn qua tới. Thần quân có gì hiệu lệnh, nhưng xin phân phó. chương 869, Bày ngưu nghĩ kế. Chuyện này, gấp không được, ta đã đi thăm qua một hồi. Chấn nhạc thần quân nhưng không có vội vã phân phó cái gì, ngược lại từ từ nói ra, hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Ah, à đoàn người lại là hai mặt nhìn nhau, bất quá lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đoạn thời gian trước chấn nhạc thần quân vẫn đối với bên ngoài tuyên bố bế quan vụ IGTA nhưng lại đi điều tra cái này dưới mặt đất quỷ mộ đi. Ngẫm lại cũng rất bình thường, mặc cho ai phát hiện như vậy một chỗ siêu cấp bảo khố đều kềm nén không được đích. Thần quân, trong lúc này tình hình như thế nào? Hơi khoảnh. Thương Kỳ nhịn không được tò mò hỏi. Chấn nhạc thần quân lắc đầu, trầm ngâm không nói, thật lâu, mới thật dài thở phào một cái, nói ra cái này đại bảo khố, đã ngay tại chúng ta dưới chân, quả quyết không có vứt tới không để ý đạo lý. Xem ra, có tất yếu cùng nhân loại tu sĩ hợp tác một hồi. Cùng nhân loại tu sĩ hợp tác, tất cả yêu thú lại là chấn động, mở to hai mắt nhìn. Chấn nhạc thần quân chậm rãi nói ra, hợp tác là tất nhiên ích, cái này dưới mặt đất bảo khố kéo dài tính ra 10 vạn dặm, thậm chí vượt ra khỏi chúng ta lệ thú dãy núi phạm vi, bên trong các loại hung quỷ lệ phách nhiều vô số kể, còn có vô số ma hóa thú tộc, dựa vào chúng ta trời xanh núi thực lực, muốn điều tra tinh tường, rất không cho phép dễ dàng. Thiên Sơn quân hỏi dò, thần quân ý, là muốn mời nhân loại tu sĩ cùng một chỗ tiến vào trong đó sao? Ánh mắt tự nhiên mà vậy mà tại tiêu phàm trên mặt đảo qua. Chấn nhạc thần quân khoát khoát tay, nói ra cái kia tự nhiên không có khả năng. Cái này dưới mặt đất bảo khố tại ta trời xanh dưới núi, chính là chúng ta đích, chỉ có thể do chúng ta thú tộc có được, sao có thể có thể mời nhân loại tu sĩ cùng đi chia sẻ. Ngày sau có thể tiến vào cái kia dưới mặt đất bảo khố nhân loại tu sĩ, chỉ có tiêu đạo hữu một người mà thôi. Lập tức ánh mắt mọi người lại đã rơi vào tiêu phàm trên mặt. Tiêu phàm không khỏi sờ lên cái mũi, có chút giờ khóc giờ cười, không biết chấn nhạc thần quân vì sao đối với chính mình coi trọng như thế. Tuy nhiên ta không có khả năng mời nhân loại tu sĩ cùng một chỗ tiến xuống dưới đất bảo khố, nhưng mà nhất định phải cùng bọn họ trao đổi một ít tất yếu tài liệu. Chư vị huynh đệ, bổn thần quân hiện tại chính thức ban xuống chấn nhạc lệnh, trời xanh núi phạm vi 10 vạn dặm trong tất cả thú tộc, nhất thể nghe lệnh. Chấn nhạc thần quân mãnh liệt đứng dậy, cao giọng nói ra. "Dạ." Chấn nhạc thần quân lời vừa nói ra, bất kể là thương kỳ có lẽ hay là thiên sơn quân, toàn bộ biến hóa yêu thú đồng loạt đứng dậy, khom người lĩnh mệnh. Chư vị huynh đệ, cái này thiên tái nan phùng cơ duyên, chúng ta nhất định phải nắm chặt liễu tương đương. Theo hiện tại bắt đầu, chúng ta mỗi người đều muốn tất cả tư trách nhiệm, toàn lực ứng phó, nắm chặt thời gian luyện chế một đám chuyên môn khắc chế quỷ đạo ma tu pháp bảo, chiến giáp cùng đan dược. Rất nhiều tài liệu, chúng ta núi trung đô rất khan hiếm, không cùng nhân loại tu sĩ hợp tác không được đúng vậy thần quân chúng ta lệ thú dãy núi cùng nhân loại tu sĩ lẫn nhau không đến hướng cũng đã rất nhiều năm hiện tại bỗng nhiên cùng bọn họ hợp tác hội sẽ không khiến cho bọn hắn hoài nghi một gã biến hóa yêu thú lo lắng mà hỏi thăm chấn nhạc thần quân nhẹ gật đầu nói ra hoài nghi là khẳng định liếu tương đương bất quá nhân loại tu sĩ đối với chúng ta thú tộc nội đan cùng tài liệu trước sau như một khao khát chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ chỗ tốt nhất định có thể đánh động đến bọn hắn nhưng có quan hệ dưới mặt đất bảo khố sự tình, nhất định phải giữ nghiêm cơ mật. Một khi làm cho nhân loại tu sĩ biết được bí mật này, không chỉ nói đoạt bảo, sợ là chúng ta trời xanh núi từ nay về sau đều không được an bình. Đám yêu thú liền ào ào gật đầu, sâu chấp nhận. Ngàn hiền đệ, việc này giao cho người đi làm lý. Chỗ này của ta có một phần danh sách, người xem một chút đi. Nói xong, cử động giơ tay lên, một quả thẻ che từ từ hướng thiên sơn quân bay đi, thiên sơn quân bề bộn tức thân thủ bắt được, đem thẻ che dán tại trên chán, hơi khoảnh, lộ ra giật mình thần sắc. Thần quân, nhiều như vậy tài liệu chân quý, chỉ sợ cũng tính toán tại nhân loại tu sĩ trong phường thị, thu thập cũng rất không dễ dàng. Chấn nhạc thần quân nhẹ gật đầu, nói ra ta cũng biết không dễ dàng, cho người 5 năm thời gian đi thu thập, nên vậy đã đủ chưa? 5 năm, mặt khác biến hóa yêu thú lại giật mình bắt đầu đứng dậy, lẫn nhau đối mặt. Chấn nhạc thần quân cười lạnh nói, ta biết rõ tâm tư của các ngươi, thầm nghĩ nhanh lên đi vào đoạt bảo, nhưng việc này nào có dễ dàng như vậy. Không định đắc đầy đủ một ít, vội vội vàng vàng xông vào, quả thực chính là tự hành muốn chết. Bảo vật thực tốt như vậy lấy lời mà nói, ta cần gì phải đợi cho tới hôm nay. Một lũ yêu thú lập tức thưa dạ. Thiên Sơn quân nghĩ nghĩ, nói ra, 5 năm, năm thời gian, kỳ thật cũng vẫn có chút nhanh, đã thần quân có lệnh, tiểu đệ tự nhiên đem hết toàn lực. Rất tốt, đối với những nhân kia tu sĩ, ngàn hiền đệ không ngại hào phóng một ít, chỉ cần có thể sớm ngày thu thập đến những tài liệu này, nhiều cho bọn hắn điểm ngon ngọt là được. Vâng, tiểu đệ lính hội đắc. Tốt, vì bảo đảm đại sự có thể thành, theo hiện tại bắt đầu, chư vị trước kia động phủ cương nghiệp đều bỏ qua đi à nha, tất cả đều ở đến thần điện đến. Ah, à đám yêu thú lại là một cái không tưởng được. Chấn nhạc thần quân mặt nghiêm, lạnh lùng nói ra, việc này liên quan trọng đại hứa thành công, không cho phép thất bại. Chỉ có tập trung trời xanh núi tất cả lực lượng, mới có thể năng lực hoàn thành cái này đại sự. Cùng quỷ mộ bên trong vô cùng vô tận bảo vật tương đối mà nói, các người dưới mắt cái kia chính là động phủ cơ nghiệp, được coi là cái gì? Có cái gì không nỡ hay sao? Dù sao đang ngồi yêu thú đều đã có biến hóa tu vi, nguyên một đám linh trí không thấp, biết rõ chấn nhạc thần quân nếu như thế nói, tự tuyệt không cho phép có người kháng cự, nếu không nghe lời, chỉ sợ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự khó có thể còn sống đi ra chỗ ngồi này thiên điện. Chấn nhạc thần quân tâm ngoan thủ lạc, ai không có lĩnh giáo qua. Lập tức biến hóa đám yêu thú nguyên một đám cung thanh âm đồng ý. Chấn nhạc thần quân lúc này mới đổi giận làm vui, cười ha hả nói vài câu khen ngợi nói như vậy, lập tức phân phó xuống dưới, ngay tại thiên điện đại bãi yến tịch, khoản đãi khách nhân. Ở trong quá trình này, tiêu phàm rất tự giác, một mực yên lặng lặng yên dự thính, tuyệt không lung tung mở miệng. Chuyện như vậy, chính mình mơ hồ bị cuốn đi vào, thật sự là hung hiểm thù cái gì, không nghĩ qua là sẽ gây thành đại họa. Chấn nhạc thần quân tuyệt sẽ không cho phép hắn cả nhân loại này tu sĩ phá hư đại kế đích. Yến hội về sau, những người khác tại bồi bàn dẫn dắt hạ, đều tự đi nghỉ ngơi, duy chỉ có thương kỳ cùng tiêu phàm giữ lại, theo chấn nhạc thần quân cùng đi vào thiên điện bên cạnh một gian buồng lò sưởi Cái này ấm trong các độ ấm, so thiên điện ở phía trong muốn cao hơn nhiều rồi, tựa như mùa xuân ba tháng giống nhau phương vừa mới đi vào liền ấm áp đích cảm giác cực kỳ thoải mái tiêu phàm thậm chí tại chấn nhạc thần quân trên mặt thấy được một tia cực kỳ thích ý thần sắc trước đó không lâu mặc dù là chấn nhạc thần quân tự cấp tiêu phàm bắt mạch nhưng tiêu phàm nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì cảm giác chấn nhạc thần quân trong cơ thể ứ động lấy một cổ âm hàn khí chấn nhạc thần quân đưa lưng về phía thương kỳ cùng tiêu phàm thân thủ vuốt ve cây muôn ghế bành đầu rồng vòi nước khắc hoa trầm ngâm không nói. Thương kỳ cùng tiêu phàm liếc nhau, đều đều đã khởi hoàn toàn tinh thần đến. Tiêu đạo hiếu, ngươi là vô cực môn truyền nhân sao? Khơi khoảnh, chấn nhạc thần quân từ từ nói ra, thanh âm nhu hòa, lại tựa như cuồn cuộn sấm sét tại tiêu phàm đỉnh đầu ầm ầm mà nghiền qua, dù là tiêu phàm trước sau như một gặp chuyện Trấn định, cũng hoảng sợ thất sắc. Thần quân, làm thế nào biết tại hạ là vô cực truyền nhân? Tiêu phàm cưỡng ép hát yêu ta ép ngăn trận trong lòng kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Chấn nhạc thần quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hắc hắc, năm đó, ta và các ngươi vô cực môn tiền bối cao thủ, nhưng đánh qua không chỉ một lần quan hệ. Long tượng chân nhân là các ngươi vô cực môn trưởng giáo tổ sư A. Nhưng vẫn mạnh khỏe, tiêu phàm lại càng chấn động. Chấn nhạc thần quân trong miệng nói long tượng chân nhân, đúng vậy vô cực môn thứ 32 đời tổ sư. Chỉ là không nghĩ tới, hội theo chấn nhạc thần quân trong miệng nói ra cái tên này đến, tựa hồ lẫn nhau trong lúc đó còn đã từng quen biết bộ dạng. Tiêu phàm chỉ phải thành thành thật thật đáp, hồi bẩm thần quân, tại hạ chỉ là vô cực môn bàng chi đệ tử, cũng không bái kiến qua long tượng tổ sư. Tại trung thổ giới thời điểm, tiêu phàm cho tới bây giờ đều là tự nhận vô cực chính tông, bất quá từ bái kiến thanh dương tổ sư về sau, tiêu phàm trong nội tâm tựu rất rõ ràng, hắn kế thừa đích, quả thật nhiều nhất có thể được xưng tụng là vô cực bàng chi truyền thừa cho tới bây giờ, vô cực môn, trường sinh tương, cùng tạo hóa tương, hắn ngay thấy đều chưa từng thấy qua. Bàng chi đệ tử, lúc này, ngược lại đến phiên chấn nhà thần quân kinh ngạc rồi, xoay người lại, sạch bong lập lè hai mắt, một mực nhìn thẳng tiêu phàm. Tiêu đạo hiểu là ở theo ta hay nói dỡn sao, bổn thần quân đúng vậy tự mình điều tra qua, nếu như dùng như ngươi vậy tinh thuần hạo nhiên chính khí, đều vẫn chỉ là bàng chi đệ tử lời mà nói, ai mới xem như chính tông truyền thừa. Cái này chấn nhạc thần quân quả nhiên không giống người thường, thậm chí ngay tiêu phàm chủ tu hạo nhiên chính khí đều biết hiểu được nhất thanh nhị sở. Tiêu phàm khiêm tốn mà cười một tiếng, nói ra thần quân khen chật rồi. Chấn nhạc thần quân khoát tay chặn lại, nói ra tốt, ta mặc kệ ngươi là chính tông truyền thừa có lẽ hay là bàng chi đệ tử, tóm lại ngươi người mang hạo nhiên chính khí, cái này cũng rất tốt. Tiêu đạo hiếu, ngươi là người thông minh, nên vậy rất rõ ràng, ngươi đã đã biết có quan hệ dưới mặt đất quỷ mộ bí mật người cùng chúng ta cũng đã thành làm một thể, phải cùng tiến cùng thối. Vâng, tại hạ minh bạch. Đối với điểm này, tiêu phàm tự nhiên có thập phần thanh tỉnh nhận thức. Ta sở dĩ cho người cũng gia nhập vào, là vì tương lai muốn vào quỷ mộ, có phải chỗ nhờ cậy. Bất quá tiêu đạo hiểu dưới mắt tu vi, thật sự quá thấp, dùng như vậy cảnh giới, nhưng không giúp đỡ được cái gì. Chấn nhạc thần quân không chút khách khí nói. Thị, vâng. Tiêu phàm cũng không nhiều nói, biết rõ chấn nhạc thần quân khẳng định còn có bên dưới. Chấn nhạc thần quân lại chuyển hướng về phía thương kỳ, từ từ nói ra, thương hiền đệ, nếu như đem người cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông truyền thụ cho tiêu đạo hiếu, người phỏng trừng, cần bao lâu thời gian, hắn có thể thông hiểu đạo lý, đạt đến tại đại thành cảnh giới. Thương kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút sờ không được ý nghĩ. Chấn nhạc thần quân cũng không đợi hắn trả lời, phối hợp nói ra, 30 năm, có đủ hay không? Không có khả năng. Thương kỳ rốt cục phục hồi tinh thần lại, cười khổ lắc đầu. Thần quân, người cũng biết, cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt là chúng ta cự linh tộc thiên phú thần thông, không chỉ nói nhân loại tu sĩ, coi như là thú tộc đồng đạo, cũng là học không được đích. Chấn nhạc thần quân cười cười, nói ra, thú tộc đồng đạo đương nhiên học không được rồi, nhưng nhân loại tu sĩ lại không nhất định nhân loại tu sĩ thân thể tuy xa xa không bằng chúng ta thú tộc cường hoành lại có được lấy bắt trước học tập thiên phú chúng ta thú tộc vô cùng nhiều bổn mạng thần thông nhân loại tu sĩ đều xử đích ta tin tưởng dùng tiêu đạo hiếu tư chất chỉ cần có cũng đủ cự linh thú nội đan cùng thành thục cự linh quả hắn nhất định có thể luyện thành các ngươi cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông nói xong ống tay áo dương lên một cái màu đen chữ vật vòng tay bay ra tiêu phàm tự nhiên mà vậy mà thân thủ bắt lấy Thần niệm đi đến bên trong tìm tòi, trong chốc lát sắc mặt đại biến, hai hàng lông mày mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. Chương 870, xa xỉ. Đây là Cái này chữ vật vòng tay ở phía trong khí tức quá mạnh mẽ, ngay một bên Thương Kỳ đều cảm ứng được rồi, lập tức sắc mặt lập biến. Tiêu Phạm yên lặng mà đem chữ vật vòng tay đưa cho Thương Kỳ. Trấn Nhạc Thần Quân cũng không ngăn cản. Thương Kỳ đem thần niệm hướng chữ vật vòng tay ở phía trong quét một vòng khuôn mặt lập tức trầm xuống. Cái này chữ vật vòng tay ở phía trong, vậy mà góp nhặt không ít cự linh thú nội đan, gần cốt cùng với đại lượng cự linh quả. Số lượng nhiều, ngay Thường Kỳ đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thần Quân, Thường Kỳ hướng Chấn Nhạc Thần Quân nhìn qua tới, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sáng ngời. Tuy nhiên Chấn Nhạc Thần Quân là hóa hình hậu kỳ đại cao thủ, lại là trời xanh núi phạm vi 10 vạn dặm, đầu rồng vòi nước đại ca nhưng như thế gợi yêu ta ít hại cự linh nhất tộc, thương kỳ trong lòng cũng là kinh sợ nảy ra. Chấn nhạc thần quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thương hiền đệ làm gì tức giận, những này nội đan cùng tài liệu khác, nhưng có không ít là do ngươi tự mình tiến cống cho thần điện đích. Tăng thêm trước kia hơn một ngàn năm tích lũy, đại bộ phận đều ở nơi này. Người biết ta tu luyện công pháp, không dùng được các ngươi cự linh tộc tài liệu. Thương kỳ lập tức giật mình. Trời xanh núi phạm vi 10 vạn dặm trong tất cả thú tộc, đều phải định kỳ hướng chấn nhạc thần điện giao nạp cung phục, vài ngàn năm đến, đều đều như thế. Tiên cống vật phẩm bên trong, tự kể cả các loại yêu thú nội đan, gân cốt, máu huyết cùng tài liệu khác. Chấn nhạc thần quân tại đây, có đại lượng cự linh thú nội đan cùng tài liệu, thập phần bình thường. Thương hiền đệ, nếu như những này cự linh thú nội đan, gân cốt cùng cự linh quả, đều cho tiêu đạo hữu ăn xuống dưới lời mà nói, 30 năm trong, hắn có không có khả năng đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt tu luyện tới đại thành cảnh giới. Thương Kỳ nở nụ cười khổ, nói ra, "Thần quân, có những vật này, đạo lý tiền nhiệm ai cũng có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Chỉ có điều 30 năm thời gian, không khỏi quá gấp gáp. Coi như là ta, cũng rất khó tại 30 năm trong đem nhiều như vậy nội đan cùng cự linh quả toàn bộ luyện hóa." Thần quân cần biết, dục tốc bất đạt. Cái này không sao, ta điều tra qua rồi tiêu đạo hữu thể chất rất đặc thù, luyện hóa nội đan cùng cự linh quả tốc độ, xa so bình thường tu sĩ phải nhanh nhiều lắm. 30 năm thời gian là gấp gáp chút ít, nhưng chỉ cần có người tự mình giám sát, nên vậy cũng miễn cưỡng đủ rồi. Thương hiền đệ, người nên vậy minh bạch, loại này thiên đại cơ duyên, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đích. Nếu như lần này chúng ta bỏ lỡ, cái này đồng lứa tử đều chưa hẳn thấy còn có cơ hội. 30 năm, đây là ta có thể cho các ngươi lớn nhất kỳ hạn. 30 năm hậu, phòng ấn đại trận cửa vào lực lượng hội yếu bớt, khi đó là chúng ta tiến xuống dưới đất quỷ mộ cơ hội duy nhất, bỏ lỡ thì có thể vĩnh viễn bỏ qua. Hai vị hiểu chưa? Chấn nhạc thần quân nhàn nhạt mà trầm chầm, chầm vào thương kỳ, bất tử bất tận nói, ánh mắt đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Minh bạch, ta sẽ thân giám sát tiêu huynh đệ. Thương kỳ rốt cục hạ quyết tâm. Vậy là tốt rồi, tiêu đạo hiếu, người cũng phải nhớ kỹ, ba trong vòng 10 năm, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt khác nhau thần thông tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nếu không, ta tuyệt sẽ không mang theo một gã không có tác dụng đâu nhân loại tu sĩ tiến xuống dưới đất bảo khố đích. Đến lúc đó sẽ là hậu quả gì, chắc hẳn tiêu đạo hữu nhất định tâm lý nắm chắc. Chấn nhạc thần quân ánh mắt, lại chăm chú vào tiêu phàm trên mặt, phong duệ như đao. Tiêu phàm có chút vuốt cằm, trầm giọng nói ra tại hạ để ý tới đắc. Rất tốt, thương hiền đệ, ta cho các ngươi nửa tháng chuẩn bị thời gian, nên vậy đã đủ chưa? Đúng rồi, tiêu đạo hiếu, ta đã tại trong cơ thể ngươi gieo xuống một điểm ấn ký, đối với thân thể của ngươi không có cái gì hại, nhưng sau này 30 năm trong, ngươi phải ly khai trời xanh núi lời mà nói ta tùy thời đều sẽ biết. Tiêu phàm không khỏi im lặng. Dùng hắn hiện tại chính là kim đan hậu kỳ tu vi, bị một đầu hóa hình hậu kỳ yêu thú tại trên thân thể gieo xuống truy tung ấn ký, lại có thể chạy đi nơi đâu. Hơn 10 ngày sau, trời xanh sơn nam lộc, một mảnh xanh ngắt trên sơn cốc, một đạo bạch sắc bóng người hiện thân ra, đúng vậy toàn thân màu trắng nho sinh phục sức, dung mạo tuấn lãng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tiêu phàm. Tiêu phàm kiềm chế độn quang, tại trên sơn cốc không chậm rãi đi lòng vòng tử, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút bên trong hai cái mặt trời, tay trái thực chung hai chỉ nhẹ động, tính toán bát quái phương vị. thoi ma giới tình hình, cùng trung thổ giới có chỗ khác nhau, nhưng phong thủy phong thủy chi học, làm theo có thể gây nên dùng. Vì tìm kiếm một chỗ phù hợp chỗ tu luyện, tiêu phàm đã tại trời xanh núi chân núi đi dạo suốt hai ngày, rốt cục ở chỗ này tìm được rồi trong lý tưởng âm dương linh nhãn chỗ tại. Chỗ này âm dương linh nhãn tương đối ẩn nấp, quy mô cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp đến ba người tu luyện sử dụng, nếu như là nguyên anh kỳ tu sĩ lời mà nói, vậy thì cơ bản chỉ có thể cung cấp một người sử dụng. Vì vậy tuy nhiên linh mạch thật tốt, nhưng vẫn không có bị người khai phát lợi dụng dù sao trời xanh núi lân cận thượng giai linh mạch không ít, hơn nữa cũng không phải mỗi tên yêu thú cũng giống như tiêu phàm đồng dạng, tinh thông cửu cung bát quái chi đạo, có thể đơn giản có thể phá ẩn nấp trong lòng đất âm dương linh nhãn. Tiêu phàm tại trên sơn cốc không dò xét hai vòng, đem nơi này phong thủy hướng đều khảo sát đắc thanh sở minh bạch, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đè xuống độn quang, tại đối mặt sơn cốc trong vách núi, mở ra một chỗ động phủ đến, linh thú viên, phòng luyện đan, luyện khí phường, tĩnh thất, Phòng ngủ vân, vân từ từ đầy đủ mọi thứ, tự nhiên cũng không thiếu được một cái giả vờ giả vịt linh dược viên. Nam cực tiên ông linh dược viên, như vậy nghịch thiên bảo vật, tiêu phàm tự sẽ không để cho bên ngoài người biết được. Vì để tránh cho người khác sinh nghi, động phủ linh dược trong viên, còn muốn trồng một ít thông thường linh thảo linh dược, tương đối hiếm thấy chân phẩm, cũng muốn có như vậy một cây trang điểm mặt tiền của cửa hàng. Ban ngày đi qua tiêu phàm coi như là tại trong Sơn cốc này đem ra an xuống dưới. Chấn nhạc thần quân ra lệnh một tiếng, cả trời xanh núi phạm vi mười vạn dặm trong đều rối loạn bộ, tất cả biến hóa yêu thú đại di chuyển, ào ào kéo ra mang theo khẩu, hướng trời xanh núi ngọn núi chính phủ cận tập trung. Tiêu phàm sơ lược biết thoáng một tí, mới biết được cả chấn nhạc thần quân dưới trướng, hóa hình kỳ yêu thú rõ ràng thì có 25 vị nhiều, trong đó giống như thương kỳ, thiên sơn quân đồng dạng hóa hình trung kỳ yêu thú, cũng có bốn người tiêu phàm không khỏi hoảng sợ. Đây chính là một cổ xa so nhạc Tây Quốc phải cường đại hơn nhiều thế lực. Nhạc Tây Quốc cửu đại tông môn hợp cùng một chỗ, mới bất quá 20 tên Nguyên Anh tu sĩ, trong đó Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ chỉ có hai gã. Cho dù không đem biến hóa yêu thú cùng nhân loại bình thường Nguyên Anh tu sĩ chiến lược tranh lệch tính toán đi vào, nhạc Tây Quốc cũng xa xa không phải trời xanh núi đối thủ. Chỉ cần chấn nhạc thần quân như vậy một gã hóa hình hậu kỳ yêu thú xuất mã, cũng đủ để đem chọn cái nhạc Tây Quốc ghiota ít được người ngã ngựa đổ liễu tương đương. Ngoại trừ biến hóa yêu thú, một ít đặc biệt cường đại hoặc là có hết sức đặc thù thiên phú thần thông cửu cấp đỉnh phong yêu thú cũng bị điều độc di chuyển đến trời xanh núi ngọn núi chính phủ cận ở lại. Vì có thể thuận lợi tiến xuống dưới đất bảo khố tìm được bảo vật, chấn nhạc thần quân đem tất cả có thể phát động lực lượng đều phát bắt đầu chuyển động. Trong khoảng thời gian ngắn, thường ngày cực kỳ yên tĩnh trời xanh núi thoáng cái trở nên cực kỳ ồn ào náo động, phi thường náo nhiệt. Bất quá, mặt ngoài nhìn về phía trên ảo ảo hỗn loạn, lộn xộn, trên thực tế như trước kết cấu ngay ngắn, trước kia liên hợp cùng một chỗ biến hóa yêu thú, đến nơi này cũng như cũ là tất cả lập đỉnh núi, làm theo ý mình, lẫn nhau trong lúc đó. Ví dụ như thương kỳ, xà ô, hoàng đường đợi lâm lang núi biến hóa yêu thú, thống nhất tập trung ở trời xanh sơn nam lộc ở lại, thiên sơn quân bọn hắn thì tại trời xanh sơn đông bên cạnh, cách tốt vài ngàn dặm lộ trình. Tránh khỏi mọi người ngày ngày gặp mặt, tùy thời đều đánh nhau. Chấn nhạc thần quân ban xuống nghiêm lệnh, từ nay về sau, đoàn người phải buông ngày xưa ân oán, đồng tâm hiệp lực, quyết không hứa một mình tranh đấu. Nếu không, chắc chắn nghiêm trị không tha. Thường kỳ biết rõ hoàng đường náo nhiệt xét đánh tính tình, cũng không nguyện hắn và thiên sơn quân trong lúc đó tái khởi tranh chấp. cuống chi thiên sơn quân tu vi tại phía xa hoàng đường phía trên, làm người âm hiểm xảo trá, hoàng đường hoàn toàn từ đầu luôn luôn không phải là đối thủ của hắn cùng thiên sơn quân tranh đấu chín thành là hoàng đường có hại chịu thiệt tiêu phàm chọn chúng chỗ này động phủ cùng hoàng đường động phủ gần đây chỉ có chưa đầy trăm dặm khoảng cách như vậy điểm lộ trình dùng hoàng đường đột nhanh chóng bất quá một lát đi ra lẫn nhau trong lúc đó có thể lẫn nhau trợ giúp hoàng đường trời sinh tính thành tâm thành ý tính cách ngay thẳng thực đang lo lắng tiêu phàm tại yêu thú ổ trung bị người bắt nạt Tiêu phàm ống tay áo run lên, trận kỳ trận bàn bắn ra, tại cửa động bày ra hoa đào ảo trận. lúc này mới tại trong tính thất khoanh chân ngồi xuống, thủ đoạn một phen, một quả thẻ tre di động hiện ra, tiêu phàm đem thẻ tre dán tại trên chán. Này cái thẻ tre, là thương kỳ tự tay giao cho hắn đích, bên trên ghi lại lấy cự linh tộc chủ tu công pháp. Tuy nhiên chấn nhạc thần quân chỉ cần cầu thương kỳ chỉ điểm tiêu phàm tu luyện cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt, nhưng hai thứ này nhưng lại cự linh tộc cường đại nhất thiên phú thần thông Tiêu phàm thân vì nhân loại tu sĩ, nếu như không được đầy đủ mặt tu luyện cự linh tộc chủ tu công pháp, cho dù có nhiều hơn nữa cự linh thú nội đan cùng cự linh quả, cũng là không tốt. Cự linh tộc chủ tu công pháp cũng không phức tạp, chính thức lại để cho tiêu phàm rúm cao răng tử chính là cái này chủ tu công pháp đối với thân thể cường hoành yêu cầu. Bình thường yêu thú thân thể cường hoành độ, căn bản là không đạt được yêu cầu. Coi như là cự linh tộc, ít nhất cũng phải bát cấp đã ngoài, mới có thể năng lực miễn cưỡng kích phát cự linh biến thân. Kim cương thiết cốt thì là cửu cấp đã ngoài yêu thú mới có thể năng lực thi triển thần thông, hơn nữa chỉ có thể thi triển một ít gia lông. Muốn thi triển chính thức kim cương thiết cốt thần thông, phải là hóa hình kỳ đã ngoài cự linh thú. Thường kỳ rất ngạo nghễ mà nói cho Tiêu Phàm, kim cương thiết cốt thần thông tu luyện tới cao thâm cảnh giới, bình thường pháp bảo công kích có thể hoàn toàn không thấy, dùng cường hoành thân thể trực tiếp đem pháp bảo oanh đắc nát bấy điểm này tiêu phàm không chút nghi ngờ chỉ có điều dùng hắn hiện tại gần kề tương đương với cửu cấp yêu thú tiêu chuẩn nhân loại kim đan hậu kỳ tu vi muốn đem thân thể tế luyện đến mạnh như vậy hoành trình độ thật sự là quá xa không thể chạm liễu tương đương khơi khoảnh tiêu phàm đem thẻ che thu vào suy nghĩ một chút liền lấy ra một quả chim bồ câu trứng lớn nhỏ tản ra mùi tanh màu nâu đen nội đan nắm ở trong tay tường tận xem xét đây là một miếng cửu cấp cự linh thú nội đan tiêu phàm đã từng nuốt qua một quả, tựa hồ so sánh này cái nội đan còn muốn hơi nhỏ hơn một điểm, cũng không có như vậy đặc hơn cự linh thú khí tức. Xem ra cái này lệ thú dãy núi bên trong cự linh thú, khí tức so trung thổ dưới dưới nước kim tự tháp nguyên thủy trong rừng rậm cự linh thú hay là muốn càng thêm chính tông. Như vậy cự linh thú nội đan cùng gân cốt tài liệu, hôm nay hắn chữ vật vòng tay ở phía trong có một đống lớn. Chưa từng có người nào tu luyện thân thể nhân loại tu sĩ, có thể giống như hắn như bây giờ, xa xỉ hào phóng, đích. Tường tận xem xét một lát, tiêu phàm khoát tay, đem nội đan nuốt xuống, hai tay nhất quyết, bắt đầu vận công luyện hóa. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 870